cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 1881, đối với đàn ông phải có kỹ xảo. Diệp mộ phàm liếc nhìn Diệp oản oản, khẽ mỉm cười, dùng bả vai nhẹ nhàng huyết Diệp oản oản một cái, nói thật ra thì. Gì chứ đối với đàn ông, em phải có kỹ xảo. Nhất là loại đàn ông giống như tư dạ hàn này, lại càng phải có kỹ xảo. Em gái, anh nói cho em biết, ở phương diện này, anh của em có ưu thế, được trời cao yêu ái, vô cùng từng trải, kinh nghiệm cũng rất nhiều. Em có cần anh truyền cho chút kinh nghiệm hay không? Nghe Diệp Mộ Phàm nói vậy, thần sắc Diệp oản oản đầy cổ quái. Được trời cao yêu ái, có nhiều kinh nghiệm, nói ra sao nghe có gì đó sai sai. Không nhìn ra, anh cũng có nghiên cứu nhiều về đàn ông như vậy. Lúc này, Diệp Oản Oản bật thốt lên. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình lườm Diệp Mộ Phàm một cái. Diệp Thiệu Đình, người bớt xím mõm vào, làm bậy làm bả quấy rầy em gái ngươi. Một người đàn ông nói ra những lời như vậy mà cũng không biết xấu hổ. Lương Uyển Quân mặt đầy lo âu, "Mộ Phàm, chẳng lẽ con không thích phụ nữ hay sao?" Khóe miệng Diệp Mộ Phàm khẽ co giật, "Con là đàn ông đích thực đó nha, cho nên hiểu rõ đàn ông nhất. Có vấn đề gì không? Chuyện này có liên quan gì đến việc thích phụ nữ?" "Vậy thì tốt." Lương Uyển Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Em gái, anh nói cho em biết để ứng đối với đàn ông, cũng phải có bài có bản. Loại đàn ông như tư giả hàn, em phải biết dục cầm cố túng, cũng giống như chơi thả diều vậy, biết kéo biết thả hợp lý. Nhưng mà, không đợi Diệp mộ phàm nói xong, Diệp oản oản lạnh nhạt đáp, anh có tin em khiến anh biến thành một con diều giấy hay không? Hắn còn tưởng rằng tất cả đàn ông đều cặn bã giống như hắn. Diệp mộ phàm, được rồi, lời thật thì khó nghe, em không tin thì thôi. Nhưng, em gái à, nếu như tư giả hàn khi dễ em, không cần kinh sợ, nói cho anh biết, anh nhất định sẽ đánh cho hắn một trận te tua. Audio điện tử võ tấn bền Diệp Oản Oản, đến lúc đó, còn chưa biết là ai te tua đâu. Được rồi, được rồi, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của mấy đứa bay, mau ăn cơm đi. Diệp Thiệu Đình cười nói. Nhìn thấy thời khắc hòa thuận này, trong lòng Diệp Oản Oản bỗng trào dâng một loại tâm tình phức tạp, nhất là sau khi biết được chân tướng của mình. Mặc dù đối với cái nhà này, đối với cha mẹ và anh trai, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng không phải là Diệp Oản Oản thật sự. Cái chân tướng này, Diệp Oản Oản không biết có nên nói ra hay không, cũng không biết nói ra khỏi miệng như thế nào. Diệp Oản Oản chân chính đã chết đi nhiều năm, nếu như cha mẹ và Diệp Mộ Phàm bọn họ biết được chân tướng này, có thể tiếp nhận sao? chấm chấm Hôm sau, sau khi Diệp Oản Oản ăn sáng xong, Lương Uyển Quân cũng đã giúp Diệp Oản Oản chuẩn bị hành lý chu đáo, đồng thời mua thật nhiều quần áo mới, xếp cẩn thận trong vali giúp nàng. Trừ quần áo ra, còn có thật nhiều đồ ăn. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, vô luận ở bất cứ lúc nào, đều là như thế. Mẹ, không cần chuẩn bị nhiều như thế, đến lúc đó thiếu cái gì, đều có thể mua được. Diệp Oản Oản nhận lấy dương hành lý, nhìn về phía lương uyển quân nói nói càn hết thảy đều đã chuẩn bị xong dù sao cũng hơn đến lúc đó thiếu lên thiếu xuống diệp thiệu đình đặt quyển sách trong tay xuống cha con biết rồi diệp oản oản không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý đúng rồi oản oản cha vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi con diệp thiệu đình nhìn về phía diệp oản oản mở miệng nói làm sao con lại có thể trở thành lão bản của công ty tinh thần cha chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, trong tay con, vốn không có bao nhiêu cổ phần của công ty tinh thần. Bất quá, mấy người bạn kia của con lại có nhiều cổ phần. Sau đó, mọi người lại cảm thấy đầu óc buôn bán của con không tệ. Cho nên, tương đối nghe theo con, Diệp Oản Oản bịa đại ra một câu chuyện. chương 1882, nhập ra tùy tục. Còn có loại chuyện này, Diệp Thiệu Đình mặt đầy mộng bức, mấy vị bằng hữu của Diệp Oản Oản, ông ta cũng đã từng gặp qua. Còn có hai vị lão giả học thức uyên bác, thoạt nhìn cũng không giống người bình thường. Đối với cách giải thích của Diệp Oản Oản, Diệp Thiệu Đình cũng không dễ dàng tin tưởng, luôn cảm thấy quá mức qua loa. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, chuyện Diệp Oản Oản bây giờ là lão bản của công ty tinh thần, sẽ không thể giả được. Về phần Diệp Oản Oản làm thế nào lại có thể đạt được vị trí đó, Diệp Thiệu Đình thấy dường như Diệp Oản Oản không quá nguyện ý nói nhiều, nên ông ta cũng không tiện truy hỏi cha, không nói nữa, con phải đi rồi, đợi một lúc nữa là không kịp giờ bay mất. Diệp Oản Oản đẩy dương hành lý, cáo biệt cùng Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân, xoay người rời đi. Ngoài cửa, đám người bắt đầu và thất tinh, cũng không biết đã đợi được bao lâu. Sau khi rời khỏi Kim Đô Bích Hải, thất tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, phong tỷ, nhiệm vụ của học viện xích diễm. Đúng vậy, phong tỷ, tỷ trở về, không phải để làm nhiệm vụ tiêu diệt đám lính đánh thuê đào ngũ của học viện xích diễm hay sao? Bắt đầu cũng vội vã góp lời. Nghe tiếng, Diệp Oản Hoàn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía thất tinh và bắt đầu, không phải là đã tiêu diệt rồi sao? Diệp Oản Oản dứt tiếng, mọi người mặt đầy cổ quái. Tiêu diệt, chuyện khi nào, làm sao bọn họ lại không biết? Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, đọc tin tức ngày hôm qua, lẩm bẩm trong miệng, hẳn vầy cũng tính là tiêu diệt rồi đi. Trên màn hình là tin tức cảnh sát Hoa Quốc phá vỡ một thế lực xã hội đen ác ôn nào đó, kẻ cầm đầu chính là Tư Bá Ý. Mà thế lực xã hội đen này chính là căn cứ tại Hoa Quốc của Vô Thiên hội do Tư Bá Ý lập ra. Trên bài đăng có mấy gã thành viên Vô Thiên hội bị dẫn độ, giống y hệt những hình ảnh diệp oản oản nhận được từ trong học viện Xích Diễm, đều là đám lính đánh thuê đào ngũ. Trước đó, chính miệng Tư Bá Ý cũng từng nói, Vô Thiên hội thu nạp rất nhiều lính đánh thuê đào ngũ của độc lập châu mà đám lính đánh thuê đào ngũ này, tự nhiên sẽ trở thành một phần tử của vô thiên hội. Còn bà nó, vô thiên hội cứ như vậy mà xong đời. Thật là chuyện mới lạ, bắt đầu nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại di động của Diệp Oản Oản, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Đại trưởng lão lắc đầu một cái, Hoa Quốc là một quốc gia cực kỳ mạnh mẽ. Người của vô thiên hội, dù lợi hại hơn nữa, nhân lực cũng có hạn. Muốn chống lại cảnh sát, trừ phi là muốn chết, đấu tay không thì may ra, chứ có cả mấy trăm khẩu súng chĩa về phía ngươi, nếu ngươi dám phản kháng. Ngươi đoán xem, ngươi có chết hay không? Diệp Oản Oản nhìn đại trưởng lão một cái. Đại trưởng lão này đúng là một người hiểu chuyện. Đến Hoa Quốc, là địa bàn của người khác, phải tuân theo quy củ của họ, nhập ra tùy tục. Phá hư quy tắc của Hoa Quốc, không ai sẽ xem đó là chuyện đùa. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Cũng không biết, học viện xích diễm rốt cuộc có chịu nhận vật này hay không không bao lâu, đến sân bay, chỉ sau một hồi tán gẫu, mọi người đều lên máy bay. Lại là bao nguyên cả chiếc máy bay. Trên máy bay lớn như vậy, chỉ có Diệp Oản Oản và Thất Tinh bắt đầu, cộng thêm Đại trưởng Lão, Tam trưởng Lão, tổng cộng 5 người. Những người còn lại đâu? Diệp Oản Oản tò mò quan sát bốn phía. Minh Chủ, tôi đã sắp xếp bọn họ ở lại Hoa Quốc, bảo vệ đám người Lương Uyển Quân và Diệp Mộ Phàm. Chia làm hai nhóm nhận nhiệm vụ, ba tháng đổi một lần, lần này tạm thời chưa để cho bọn họ trở về, để cho bọn họ làm quen với tình hình Hoa Quốc. Đại trưởng lão cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản hết sức hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên vẫn là đại trưởng lão đáng tin, hiểu được ý nàng. Hừ, trước đó ta cũng nghĩ như vậy, bị ngươi giành trước mà thôi. Một bên, tam trưởng lão hơi có chút bất mãn, lầu bầu mấy câu. Đúng rồi, nhóm thành viên không sợ mình trước đó bị vô thiên hội bắt làm tù binh đâu. Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Chương 1883, trở lại Độc Lập Châu. Minh chủ, tôi đã sớm sắp xếp cho bọn họ đi về trước. Tam trưởng lão tiến lên, vội vàng trả lời, bọn họ rời khỏi Độc Lập Châu quá lâu, đều rất nhớ nhà, trạng thái của mọi người đều không được tốt cho lắm. Cho nên, không tệ, Diệp Oản Oản gật đầu. Thấy vậy, Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn đại trưởng lão bên cạnh, thần sắc có chút khiêu khích sân bay độc lập châu. Máy bay vững vàng hạ cánh, chuyển chừng mấy chuyến bay, lại đi hai chuyến thuyền, đoàn người Diệp Oản Oản rốt cuộc về tới độc lập châu. Vừa về tới độc lập châu, Diệp Oản Oản lập tức bung xóa, quăng sạch kính dâm, khẩu trang, cùng với áo khoác đen cao cấp được chế tác riêng sang một bên, tháo dây chuyền, trang sức nhãn hiệu nổi tiếng xuống, mặc lại bộ đồ thể thao rộng thùng thình, chuyên dùng để luyện võ, đánh nhau, loại đồ thông thường nhất của độc lập châu, giày cũng trực tiếp được đổi thành dép lào. Khi, cảm giác không phải mang đủ các loại bao bịt để tránh né các loại fan cũng như phóng viên thật là thoải mái. Lúc ở Hoa Quốc, nàng còn phải giữ hình tượng trước mặt các fan cũng như các nghệ sĩ của mình nữa đấy. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản không khỏi có chút thoải mái, khẽ mỉm cười. Nhớ năm đó, lúc nàng mới vừa đến Độc Lập Châu, quả thực là nơm nớp lo sợ, như đi trên một lớp băng mỏng. Từ áo cơm cho đến ngủ nghỉ, thậm chí ngay cả nói một câu đều phải cẩn thận cân nhắc bây giờ, bất quá chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã từ một người ngoại lai lén lút trở nên dần dần thích ứng với cuộc sống ở nơi này, thậm chí bắt đầu lên như diều gặp gió. quả nhiên, dù cho là ký ức bị sửa đổi, thứ trong cốt thủy cũng không cách nào thay đổi. cùng lúc đó, trụ sở chính Atula Lâm Khuyết vừa nhàn nhã ngồi trên ghế mây ngoài vườn hoa uống trà, vừa nói với người đàn ông đang xem tài liệu ở bên cạnh: ai nha, thật là không dễ dàng, không dễ dàng. Chúc mừng cửu ca, cuối cùng cũng đã giải quyết xong được nhà đầu kia rồi. Vốn còn tưởng rằng phải hao tâm tổn huyết một phen, không nghĩ tới, cửu ca chỉ cần lộ mặt ra là đã giải quyết xong rồi. Lâm khuyết dùng chân chó vuốt mông ngựa, vẫn là cửu ca lợi hại, chỉ cần anh ra tay là gạo say ra thóc còn cóc biến thành nòng nọc. Nhà đầu cứng đầu kia, nói gì nghe nấy. Trước khi bọn họ đi, đã gọi điện cho Diệp Oản Oản xác nhận lại một lần sau khi xác định rằng nàng sẽ không rời khỏi Hoa Quốc, lúc này mới yên tâm rời đi. Tư giả hàn nhìn về phía lâm khuyết một cái, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Thông báo cho Khương Viêm, triệu tập thủ lĩnh các phân bộ, buổi chiều họp. Tư giả hàn dặn dò. Lâm khuyết than thở, lần này anh làm việc đúng là liều mạng, không ngừng không nghỉ, một ngày chỉ ngủ 2, 3 tiếng. Anh muốn tu tiên hay sao vậy? Đột nhiên lại nhớ nhà đầu kia rồi. Lúc đó, Ít nhất còn có người dám đẻ anh ta xuống, bắt đi ngủ. Đoàn người Diệp Oản Oản đi theo lối đi đặc thù, rất nhanh đã ra khỏi cửa của phòng khách tại sân bay. Hích, để còn chưa chơi chán đây, đã trở về nhanh như vậy. Bắt đầu mặt đầy tiếc núi lầu bầu. Thất tinh lường bắt đầu một cái, không thèm để ý đến hắn, đã bắt đầu nhanh chóng báo cáo về tình hình gần đây của không sợ minh, cùng với sắp xếp lịch trình trong thời gian sắp tới cho Diệp Oản Oản nghe. Ưm ưm ưm. Diệp Oản Oản mới vừa tỉnh ngủ ở trên máy bay, còn có chút mơ hồ, day dai thái dương, không tình nguyện nghe báo cáo, được rồi, tốt rồi, biết rồi. Đúng rồi, thất tinh, chuyện liên quan tới kỷ hoàng tôi bảo cậu điều tra, đến đâu rồi? Lần này trở về Hoa Quốc, chủ yếu là vì anh và cha, cùng với điều tra hành tung của tư dạ hàn, nhiệm vụ học viện chỉ hoàn thành một nhiệm vụ cấp A diệt lính đánh thuê đào ngũ, thu được 5.000 điểm công hiến. Lần trước, tỉ thí tại học viện xích diễm, nàng sáng tạo ra kỷ lục, giành được 5.000 điểm cống hiến, giành giải nhất cuộc tỉ thí võ thuật thu được 10.000 điểm cống hiến, đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ cấp A, được thêm 10.000 điểm nữa. Tổng cộng đã lấy được 25.000 điểm cống hiến vinh dự. chương 1884, có thể uyển chuyển chút hay không? Nhưng một lần viện trưởng thôi miên cho nàng, lại có giá tận 50.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Tất cả điểm cống hiến của nàng đều đã dùng hết rồi, lại còn nợ viện trưởng 25.000 điểm. Tổng cộng nàng cần được thôi miên 4 lần, cho nên hiện tại nàng còn cần thêm 175.000 điểm nữa. Quả thật là một con số trên trời. Nàng phải mau nghĩ biện pháp, góp đủ điểm vinh dự. Thất tinh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, chân mày cao lại, phong tỷ, để cho rằng tỷ không nên đi quá gần cùng với vị tai to mặt lớn kia. Thấy thất tinh lại bắt đầu lại nhảy, Diệp oản oản có chút nhức đầu, cậu không cha giúp tôi, vậy tôi đây trực tiếp vào thẳng cửa chính kỳ ra tìm anh ta hỏi vậy. Sắc mặt thất tinh cứng đờ, mấp máy môi, chỉ có thể lập tức đáp lời, chiếc nhẫn mà kỳ hoàng thường xuyên đeo trên tay kia, để cũng không nắm được lai lịch, hẳn chỉ là một loại đồ trang sức tầm thường mà thôi. Bởi vì đệ vừa vận nhận được tin tức, ba ngày sau sẽ có một buổi đấu giá từ thiện. Vật đấu giá kỳ hoàng quyên góp, thật trùng hợp chính là chiếc nhẫn kia. Nếu như là một vật rất quan trọng, hẳn là sẽ không đem ra đấu giá mới đúng. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, rất tốt. Quả thực là trời cũng giúp mình. Điểm cống hiến của nàng leo tèo như vậy, đang giàu không biết tích góp bằng cách nào đây. Sự định ban đầu của nàng, nếu như không phải là vật gì quá đắt tiền, nàng sẽ thương lượng mua lại từ chỗ kỷ hoàng. Bây giờ kỷ hoàng lại vừa vận định lấy chiếc nhẫn đi làm từ thiện, nàng sẽ có thể nhân dịp này, danh chính ngôn thuận thu mua lại vật này. Nhiệm vụ cấp ép lấy chiếc nhẫn thiếp thân của kỷ hoàng, chỉ cần một chiếc nhẫn là có thể gom được 10.000 điểm cống hiến, đúng là vô cùng khả quan. Phong tỷ, tỷ muốn làm cái gì? Thất tinh có chút cảnh giác hỏi. Diệp oản oản sờ cầm một cái, tỏ vẻ là vì tình thế bắt buộc, ba ngày sau, đi đến buổi đấu giá từ thiện. Chiếc nhẫn này, nhất định phải là của tôi. Bắt đầu đảo trong mắt long lanh, vừa chật chật chép miệng, phong tỷ, hóa ra tỷ lừa vị gia chủ tư ra kia, rồi lại cuống cuồng chạy về, chính là vì kỷ hoàng sao ở trên buổi đấu giá từ thiện mua chiếc nhẫn thiếp thân của hắn ta để siêu tầm gì gì chực 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 đây còn không phải là đang công khai tỏ tình hay sao thất tình thấy mình chủ nhà mình lại tái phát bệnh cũ nhức đầu không thôi vội vàng khuyên nhủ phong tỷ ngày hôm đó nhất định sẽ có không ít danh viện và phu nhân trình diệt chiếc nhẫn kỳ hoàng đeo bên mình tuyệt đối sẽ có giá trên trời gần đây chi tiêu của không sợ minh quá nhiều chỉ sợ là không mua nổi diệp oản oản nhíu mày tôi biết là tôi không mua nổi rồi. Bất quá, đây không phải là đấu giá sao. Thất tinh nghe vậy, có chút ngơ ngác không hiểu. Một bên, bắt đầu nhất thời vỗ bả vai của thất tinh, mở miệng nói, lão thất, cậu có phải là ngốc hay không? Không sợ mình chủ tóc húi cua ca, đến buổi đấu giá cưỡng đoạt đồ đấu giá, ai dám giành với tỷ ấy. Coi như phong tỷ chỉ ra giá một đồng tiền, cũng không có ai dám cùng đấu giá với phong tỷ. Phong tỷ của chúng ta đến dự buổi đấu giá còn không phải là đang chứng minh sự mạnh mẽ của liên minh chúng ta hay sao thất tinh diệp oản oản mặc dù ý nàng chính là muốn như vậy nhưng mà có thể nói uyển chuyển một chút được hay không cảm ơn bất quá điều bác đầu nói đúng là không sai đồ vật mà không sợ minh chủ muốn ai dám đấu giá đó là cố ý tự tìm phiền phức diệp oản oản dự định đem sự vô xỉ quán triệt đến cùng so với trí nhớ của mình vô xỉ hơn một chút cũng không tổn thất gì cả rất nhanh, đoàn người đã hướng về phương hướng không sợ Minh đi tới. Trụ sở chính không sợ Minh. Diệp Oản Oản nghênh ngang đi vào phòng làm việc. Đại Bạch, Tiểu Hắc, mới vừa vào phòng làm việc, ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên, Bạch Hổ và Hắc Báo ở chung một chỗ, trắng đen hòa hợp, cũng không có bất kỳ cảm giác không ổn nào. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Beerus trong nháy mắt đứng dậy, trong đôi mắt thú hiện lên vẻ kích động, đứng thẳng chân sau lên, nhào về phía Diệp Oản Oản chương 1885, không biết xấu hổ di truyền. Khi Beerus đứng lên còn cao hơn Diệp Oản Oản nhiều lắm. Bóng đen ùa đến, Diệp Oản Oản ôm chầm lấy Beerus. Đại Bạch cũng lập tức đứng lên, đi tới đi lui, cọ cọ ở bên cạnh Diệp Oản Oản, tựa như cũng rất nhớ nhung. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, tiếp đó thứ chờ đợi Đại Bạch và Beerus là một trận mân mê nhào nặn điên cuồng. Minh chủ, Minh chủ, cô đâu rồi? Bỗng nhiên, bên ngoài cửa phòng làm việc vang lên một giọng nói khiến cho diệp oản oản cảm thấy có chút quen thuộc còn không đợi diệp oản oản nghĩ nhiều cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra một thân ảnh chạy vọt vào minh chủ người này vừa định chạy tới bên cạnh diệp oản oản đã bị tiếng giống đầy giận dữ của virus ngăn lại trong nháy mắt bị hù tới cả mặt trắng bệch phó minh hy diệp oản oản nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt không khỏi kinh ngạc cái gã phó Minh Hy này không phải là đang ở Hoa Quốc sao, làm sao lại chạy đến đây rồi. Minh Hy, không được càn rỡ. Một lão giả chậm rãi đi vào phòng làm việc, liếc nhìn phó Minh Hy một cái. Lão giả chính là nhị trưởng lão không sợ Minh. Phó Minh Hy, sao cậu lại trở về đây rồi? Diệp Oản Oản gọi Beerus quay lại, để cho phó Minh Hy và nhị trưởng lão ngồi ở một bên. Trước đó tôi có hỏi ông nội, biết được Minh Chủ sẽ trở về, cho nên đã sớm đi đến đây từ hôm qua. Phó Minh Hy nói, Diệp Oản Oản, tiểu tử này, thật đúng là bám dai như đỉa mà. Ở lại Hoa Quốc làm một siêu sao, một thần tượng sáng trói không tốt sao. Cả ngày chạy loạn để làm cái gì? Nhị trưởng lão, lần này phải cảm ơn ông rồi. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến Phó Minh Hy, ánh mắt rơi vào trên người nhị trưởng lão. Minh Chủ, ngài nói gì vậy? công ty tinh thần vốn là thuộc về không sợ minh, nếu minh chủ có nhu cầu, tùy ý sử dụng, đó là chuyện đương nhiên. Nhị trưởng lão lập tức vội vã nói. Diệp Oản Oản còn chưa kịp lên tiếng, đại trưởng lão, tam trưởng lão, và cả đám người bắt đầu, thất tinh, cũng đi vào trong phòng làm việc. Nhìn thấy nhị trưởng lão và phó minh hy, sắc mặt tam trưởng lão nhất thời biến đổi. Con bà nó, tiểu tử nhà ngươi quả thực là dính như keo con voi mà đi tới đâu cũng không tránh được ngươi, bắt đầu nhìn Phó Minh Hy, mặt đầy vẻ cổ quái. Cái tên Phó Minh Hy này, lại có thể về đây còn sớm hơn cả bọn họ, còn không phải là có chuẩn bị kỹ càng rồi hay sao? Nhị trưởng lão, ngươi cũng có phần quá không biết xấu hổ rồi đi. Giờ phút này, tam trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão, mặt đầy vẻ không vui. Ta không biết xấu hổ chỗ nào, sắc mặt nhị trưởng lão cũng lạnh xuống. Ngươi lại có thể để cho cháu trai của ngươi, người đây là đang muốn chiếm đoạt không sợ minh, tam trưởng lão hừ lạnh. Ta lười tám nhảm với ngươi, nhị trưởng lão cười lạnh, chuyện này là ban đầu đích thân minh chủ đã đáp ứng. Nếu như minh chủ và phó minh hy đến được với nhau, vậy sau này, phó minh hy đương nhiên phải giúp minh chủ chia sẻ chuyện trong ngoài. Có gì không đúng sao? Ngươi, tam trưởng lão suýt nữa tức trào máu họng, ông ta thật đúng là không tìm được lý do nào để đáp lại. Minh chủ, thật ra thì, tôi có mấy người con trai cũng rất tốt lúc này tam trưởng lão đổi ngay một vẻ mặt đầy tươi vui quay sang nói với diệp oản oản minh chủ tôi giờ phút này dường như đại trưởng lão cũng muốn nói gì đó tôi cái gì mà tôi người có con trai sao tam trưởng lão lườm đại trưởng lão một cái người có cháu trai sao nhị trưởng lão cũng hướng về đại trưởng lão mà đâm trọt đại trưởng lão đủ đủ rồi Diệp oản oản mặt đầy bất đắc dĩ, xua tay một cái. Cái đám này tới đây làm gì vậy, tổ chức đại hội mai mối sao? Hôn sự của tôi, đã có sắp xếp, mấy người các người đừng có mà ở đây làm ông mai nửa mùa nữa. Diệp oản oản thở dài. Ông nội, Minh chủ nhìn chúng một tên tiểu bạch kiểm. Phó Minh hy hướng về nhị trưởng lão mách. Nghe tiếng, nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, đầy chân thành khuyên nhủ phó Minh Hy, Minh Hy à, Minh chủ hiện tại vẫn chưa kết hôn. Bởi vì vậy, vẫn là cạnh tranh công bằng. Ông nội tin tưởng con, cố lên. Diệp Oản Oản, bệnh không biết xấu hổ này là di truyền hay sao? chương 1886, Điều cấm kỵ của độc lập châu. Ông nội, yên tâm đi. Phó Minh Hy nhìn về phía nhị trưởng lão, trên mặt tràn đầy sự tự tin. Đi thôi, Minh Hy, ông nội coi trọng con. Nhị trưởng lão hướng về phó Minh Hy, đầy vui vẻ yên tâm gật đầu. Diệp Oản Oản, hình như mình nói rõ ràng lắm rồi mà mình đã có người yêu có nghe hiểu tiếng người hay không vậy hả con bà nó da mặt này thật dày bắt đầu vội vàng hướng về nhị trưởng lão và phó minh hy giơ ngón tay cái lên da mặt dày nhất không sợ minh chỉ sợ chính là hai ông cháu nhà này đi diệp oàn oản chỉ có thể đầy bất đắc dĩ rời khỏi phòng làm việc để cho nhị trưởng lão và tam trưởng lão tiếp tục ồn ào còn nàng thì lái xe đi đến nhiếp ra người nhiếp ra đều biết được thân phận của diệp oản oản nhất là sau lần trước khi nàng dẫn đường đường ra ngoài một chuyến rồi trở về rõ ràng gia chủ nhà họ diệp từng có căn dặn cẩn thận với đám người giúp việc cho nên có thể ra vào rất thuận lợi đại sảnh nhiếp gia chủ mẫu mặt đầy vẻ cương chiều nhìn diệp oản oản khóe miệng còn lộ ra một nụ cười thật tươi mẹ nuôi đây là quà con đem từ hoa quốc về tặng mẹ diệp oản oản lấy ra một phần quà để ở một bên còn có một phần khác dành cho đường đường có lòng nhiếp gia chủ mẫu cười nói đúng rồi đường đường đâu ạ à? diệp oản oản có chút nôn nao không đợi nổi muốn gặp cậu con trai ruột bảo bối cưng của mình nhiếp gia chủ mẫu trả lời khi trước đã sắp xếp thủ tục nhập học cho đường đường bây giờ nó đang đi học ở trường đấy đường đường đi học diệp oản oản nghĩ đến tuổi tác của đường đường dường như cũng đúng là đã đến tuổi đến lớp ôi một người mẹ như nàng thật sự là không đáng mặt một người mẹ, ngay cả điều này mà cũng không biết. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, vốn nàng còn muốn đem những món quà này tự tay giao cho đường đường, cuối cùng đành để dành, lần sau lại tới. Sau một hồi tán gấu cùng với nhiếp gia chủ mẫu, Diệp Oản Oản dự định rời đi. Đi tới nhiếp gia, chủ yếu là để có thể gặp đường đường. Đường đường không có nhà, vậy thì nàng sẽ đi tới học viện xích diễm vậy. Còn không đợi Diệp Oản Oản rời khỏi cửa chính của nhiếp ra, đã thấy nhiếp vô danh đang đi lang thang khắp nơi. Nhiếp, vô, danh. Nhìn thấy nhiếp vô danh, Diệp Oản Oản lập tức quát lên. Con bà nó, dọa người ta hết cả hồn. Thấy Diệp Oản Oản, nhiếp vô danh thần sắc kinh ngạc, không phải là em đã trở về Hoa Quốc chơi rồi sao, trở về lúc nào. Trước tiên anh không cần quan tâm những thứ này, tôi hỏi anh, tử vong hoa hồng rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Diệp Oản Oản hận không thể táp một phát, cắn chết nhiếp vô danh. Cái con hàng chuyên đào hố này, nói với mình rằng tử vong hoa hồng không tồn tại, còn lừa phí bản quyền của mình. Tử vong hoa hồng, nhiếp vô danh mặt đầy vẻ khó hiểu, có chuyện gì? Tử vong hoa hồng thế nào? Lại còn chuyện gì? Tử vong hoa hồng rõ ràng đã từng tồn tại, tại sao anh lại nói tử vong hoa hồng không tồn tại? Chẳng lẽ chỉ vì lừa gạt tôi chút phí bản quyền kia? Anh mau đem tiền trả lại cho tôi ngay diệp oản hoàn chia tay về hướng nhiếp vô danh tiền thì không có mạng cùi thì có một cái nhiếp vô danh lắc đầu lia lịa tiền tiến vào túi của hắn muốn để cho hắn nhả ra đừng có mơ không có cửa đâu vậy thì anh phải nói rõ rõ ràng ràng cho tôi biết tử vong hoa hồng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra anh có biết rằng tôi mua bản quyền của anh tự mình sáng tạo ra một tổ chức tử vong hoa hồng mới làm như vậy là anh muốn hại chết tôi sao Diệp Oản Oản giận mà không có chỗ phát tiết. Ai ra, em gái à, đây cũng không phải là anh lừa em mà. Nhà chúng ta đúng thật là đã từng viết qua bản thảo của tử vong hoa hồng. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Oản Oản gần như sắp muốn ăn thịt người, nhiếp vô danh hơi có chút trột giả cười nói, he he. Được rồi, tử vong hoa hồng quả thực có tồn tại. Đây là điều cấm kỵ của độc lập châu, ai mà dám nói chứ? Nói cách khác, tử vong hoa hồng cũng không phải là hư cấu. Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Trường 1887, anh có thuốc giải? Ờ, đúng vậy, nhiếp vô danh tỉnh queo gật đầu một cái. Một cái tát này tôi đánh xuống, anh, chết, chắc, rồi, Diệp Oản Oản nâng bàn tay lên, hận không thể tung một cái tát, đánh chết nhiếp vô danh. Vạn nhất tử vong hoa hồng chính mình mới sáng tạo ra dẫn tới sự chú ý của lũ người có ý xấu, đây cũng không phải là chuyện đùa đâu. Em gái à, đừng sợ, Tử vong hoa hồng kia đều là quá khứ cả rồi. Đừng nói bây giờ em tạo ra một cái tử vong hoa hồng mới, cho dù cái thế lực mà em tạo ra, được đặt tên là cha của tất cả mọi người độc lập châu cũng không sao. Chỉ là một cái tên mà thôi, đừng lo lắng." Nhiếp Vô Danh nói với một vẻ mặt đầy chính nghĩa. Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái gì, lại còn cha của tất cả mọi người độc lập châu. Sao không đặt miệng nó luôn là ông nội của tất cả mọi người độc lập châu đi? Tôi hỏi anh, Tử vong hoa hồng rốt cuộc là như thế nào, anh nói tỉ mỉ cho tôi nghe." Diệp Oản Oản không nhịn được gần giọng. "Bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể trả lời đúng sự thật, Tử vong hoa hồng, thật ra là là một thế lực đời đời tương truyền. Thủ lĩnh của mỗi một đời đều là phụ nữ, đều dùng biệt danh là Hắc quả phụ. Tổ chức này còn có một danh hiệu đặc biệt, gọi là Eric." Thấy lửa giận của Diệp Oản Oản từ từ lắng xuống, Nhiếp Vô Danh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói thật ra thì tử vong hoa hồng bị hủy diệt đã rất nhiều năm đã hoàn toàn trở thành chuyện quá khứ theo tôi được biết tử vong hoa hồng vô cùng cường đại khiến cho cả độc lập châu đều lâm vào khủng hoảng tổ chức mạnh mẽ như vậy vì sao lại diệt phong lại là ai khiến cho nó diệt phong diệp oản oản hiếu kỳ hỏi nghe tiếng nhiếp vô danh lắc đầu một cái làm sao anh biết chứ anh đây và tử vong hoa hồng không quen nhau nhá đúng rồi Eric là có ý gì? Diệp Oản Oản nhớ tới danh hiệu mà tư bá ý từng đề cập tới. Cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng chắc có nghĩa là kẻ báo thù. Nhiếp vô danh nói. Báo thù, báo thù ai cơ? Diệp Oản Oản hỏi theo bản năng. Nhưng mà, nhiếp vô danh lại lắc đầu một cái, làm sao anh có thể biết nhiều như vậy chứ? Hay là, em đi hỏi cha và mẹ thử xem, bọn họ thuộc thế hệ trước, hẳn sẽ biết được rõ hơn nhiều so với anh nhiếp gia chủ và nhiếp gia chủ mẫu diệp oản oản đương nhiên sẽ không có khả năng đi hỏi thăm từ miệng bọn họ nhiếp vô danh ngây ngô không nắm rõ tình hình vậy còn dễ tính tử vong hoa hồng và nàng cũng không có liên quan gì đến nhau cùng lắm đến lúc đó nàng đổi tên thế lực mình mới lập là được rồi đúng rồi bỗng nhiên con người diệp oản oản khẽ chuyển lấy chiếc nhẫn xưa cũ ra đưa cho nhiếp vô danh giúp tôi xem một chút chiếc nhẫn này anh có biết không nghe tiếng nhiếp vô danh cầm lấy chiếc nhẫn quan sát trên dưới sau một hồi chân mày khẽ nhíu lại nhìn về phía diệp oản oản thế nào thấy biểu hiện của nhiếp vô danh không đúng diệp oản oản vội vàng hỏi chiếc nhẫn này chất liệu rất hiếm chế tác cực kỳ phức tạp và đặc thù giá trị tuyệt đối là một số tiền lớn nhiếp vô danh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nhìn đường cong này mà xem chật chật nhìn chất liệu này mà xem em gái à chiếc nhẫn này là của em sao? Anh có đường dây bán đồ cổ, hay là, chúng ta bán đấu giá nó đi rồi chia, anh ba em bảy, cùng lắm là anh hai em tám. Diệp Oản Oản, quả nhiên, đặt hy vọng vào nhiếp vô danh, là não của nàng có vấn đề rồi. Đưa cho tôi, Diệp quản Oản nói. Ồ, nhiếp vô danh thành thành thật thật đem chiếc nhẫn trả lại cho Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Đúng rồi, lúc này, nhiếp vô danh vỗ đùi một cái, chưa từ bỏ ý định, ra giá em gái, thuốc giải tình cổ của em. Anh đều đã chuẩn bị cho em rồi, em có muốn lấy hay không? Thời gian càng ngày càng gấp, cũng không thể đem mạng của mình ra đùa được. Không bằng, em lấy chiếc nhẫn này ra, đổi lấy thuốc giải đi. Đổi thuốc giải còn được tặng thêm miễn phí lọ đựng thuốc, tính tới tính lui em vẫn còn lời. Ha ha, khả năng tính toán của ngài thật là tốt. Diệp Oản Oản lườm hắn ta một cái, nói lời không cần thiết thuốc giải tôi đã có rồi, hiệu quả tốt, lại dễ dùng hơn nhiều, không cần anh phải phí tâm. Diệp oản oản đầy vô tình, lạnh lùng tiêu diệt đường làm ăn của nhiếp vô danh. chương 1888, hình tượng muốn sụp đổ. Sau khi rời khỏi nhiếp ra trở về, Diệp Oản Oản cũng không vội đến học viện trải nhiệm vụ. Đợi buổi đấu giá từ thiện 3 ngày sau kết thúc, lấy được chiếc nhẫn của Kỳ Hoàng rồi đi bàn giao luôn một thể. Mấy ngày nay, nàng đã xử lý những công vụ dồn cục của không sợ minh thời gian vừa rồi, sau đó lại nghiên cứu bảng phân phối nhiệm vụ mới nhất do Học viện Xích Diễm công bố, xem có nhiệm vụ nào khác dễ dễ, có thể tiếp nhận được hay không. Đảo mắt đã đến ngày đấu giá. Buổi đấu giá từ thiện được tổ chức mỗi năm một lần này, là một trong những thịnh yến lớn nhất độc lập châu, do thẩm, kỳ, nhiếp, lăng, tứ đại gia tộc làm chủ. Hàng năm, các thủ lĩnh và người nổi tiếng ở độc lập châu của các giới đều được mời đến tham gia với phương châm, thích là nhích, từ thiện không biên giới, cho nên khách mời cũng không phân biệt đen trắng, chính tả, thế lực này thế lực kia. Cho nên, thậm chí ngay cả tổ chức tiếng xấu vang dền như không sợ minh, cũng đều được tứ đại gia tộc phát thư mời. Chỉ bất quá, với hình tượng của không sợ minh, đương nhiên không có khả năng sẽ tham dự loại đấu giá từ thiện không phù hợp với định vị của tổ chức rồi. Không sợ minh bọn họ cũng không phải là tổ chức đi chuyên đi phát quần áo cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi đâu dọc theo đường đi, bác đổ vẫn cứ ngó đi ngó lại thư mời, vừa lẩm bẩm hít, phong tỷ, chúng ta thật sự sẽ đi đến buổi đấu giá từ thiện gì gì đó sao? Hình tượng của không sợ minh chúng ta sợ là muốn sụp đổ rồi. Bình thường, nếu như không sợ minh bọn họ muốn làm việc tốt, cũng sẽ trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay người ta. Không muốn nhận cũng phải nhận, ai không nhận sẽ bị đập cho một trận bắt nhận, nào có một ai trong liên minh sẽ tình nguyện đi tham gia loại buổi tiệc từ thiện, chuyển đổi lấy mấy thứ danh hão này chứ. Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, bất nói nhảm, chiếc nhẫn của Kỳ Hoàng khi nào sẽ được đấu giá, cậu có nghe được chút gì không? Bắt đầu bĩu môi một cái, cái này mà còn cần phải hỏi thăm sao? Nhất định sẽ là vật phẩm áp trục, nằm trong số những thứ được đấu giá sau cùng rồi. Trước khi tới, Diệp Oản Oản cũng đã hơi hơi biết được một chút. Buổi đấu giá từ thiện của Độc Lập Châu này, so ra cũng giống với loại hình tương tự tại Hoa Quốc. Về hình thức, cơ bản là giống nhau. Cơ bản đều do một thương hiệu hoặc cơ quan chức năng có uy tín làm chủ, đứng ra tổ chức, mời người nổi tiếng thuộc các giới đến tham gia. Quy trình đại khái là mỗi người nổi tiếng đến dự đều sẽ góp một loại vật phẩm, sau đó tất cả các khách quý có mặt tại buổi tiệc sẽ đấu giá, số tiền đấu giá vật phẩm sẽ coi như là tiền quyên góp cho từ thiện. Những vật phẩm này muôn hình vạn trạng, thứ gì cũng có. Có đồ trang sức châu báu chân quý đắt tiền, cũng có những loại vật phẩm tùy thân của người nổi tiếng, như quần áo, bút máy, thậm chí cũng có thể là khăn tay đã từng dùng qua. Những thứ đồ dùng thường ngày này, giá trị chính là ở chỗ chủ nhân của chúng. Ví dụ như chiếc nhẫn thiếp thân của kỳ hoàng, người thừa kế của kỳ gia độc lập châu, ông hoàng của thế giới ngầm châu Âu. Có danh xưng kỳ hoàng, nhân khí và uy vọng của kỳ tu nhiễm tại độc lập châu tương đối cao. Chiếc nhẫn này được coi như là một trong những bảo vật áp trục của buổi đấu giá tối nay nhất định sẽ có không ít người nhìn chằm chằm là một thứ vô cùng quý hiếm và có sức hấp dẫn chỉ sợ mọi người đều sẽ không ngờ hôm nay sẽ có một nữ tướng cướp xuất hiện thất tinh dọc theo đường đi sắc mặt đều không dễ nhìn sau khi nửa đường nhận được một cú điện thoại sắc mặt lại càng thêm khó coi lão thất mặt cậu làm sao lại khó coi như vậy cậu cũng sợ mất thể diện hay là chúng ta cùng nhau đeo khăn che mặt lại đi Mí mắt của Thất Tinh không hiểu sao lại co giật không ngừng, trầm giọng nói, không thể để cho Minh Chủ đi. Tôi vừa nhận được tin, tối nay Tu La chủ cũng sẽ tới. Chỉ một kỳ hoàng cũng đã đủ để cho hắn lo lắng đề phòng, giờ lại xuất hiện thêm một vị Tu La chủ nữa, còn không biết Phong tỷ sẽ quậy cho buổi tiệc thành cái hình dạng gì nữa. Bắt đầu nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, "Hả, người của A Tu La cũng sẽ tới?" Vậy thì tốt quá rồi như vậy không sợ mình chúng ta cũng không phải là thế lực đội sổ rồi. Atula tới chỗ như vậy, khẳng định sự chấn động mà bọn họ đem lại còn lớn hơn cả không sợ minh. Bởi như vậy, hẳn là bên này cũng không đến nỗi bị coi là mất thể diệt. chương 1889, Mỹ nhân kế đều vô dụng. Đối với điểm mà bắt đầu chú ý, thất tinh đã hoàn toàn mất đi hứng thú muốn nói chuyện. Diệp oản oản bám lấy đầu, nhìn hai gã đàn em ở bên cạnh mình, Hai người các cậu đang thì thầm cái gì đó. Trong khi nói chuyện, xe đã lái đến trước cửa phòng yến hội, Diệp Oản Oản sửa sang lại quần áo, cất bước xuống xe. Vì một chút thể diện còn sót lại của Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản cũng không mặc lễ phục, vẫn là bộ trang phục tương đối thả mình tự bay như thường lệ, coi như là giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của một vị minh chủ Không Sợ Minh như nàng. Thất Tinh mắt thấy Diệp Oản Oản đã sắp sửa tiến vào, vội vàng tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt của Diệp Oản Oản phong tỉ, chờ một chút. Sao vậy? Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía thất tinh với một con mắt đầy nghi vấn. Phong tỉ, loại sự kiện này không thích hợp để chúng ta tham gia. Để cho là, không đợi thất tinh nói xong, tầm mắt của Diệp Oản Oản đột nhiên vượt qua hắn, nhìn chằm chằm phía sau lưng của cậu ta. Phong tỉ, sự chú ý của Diệp Oản Oản dường như đã hoàn toàn bị một thứ gì đó sau lưng thất tinh hấp dẫn, nghe vậy đưa tay ra, trực tiếp đẩy thất tinh sang một bên, ngay sau đó khóe miệng vẽ nên một đường cong, tâm tình tương đối vui vẻ, hướng về phía bên kia, cất tiếng: "Hi, Tu La chủ đại nhân, đã lâu không gặp à nha." Thất Tinh. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, cả người Thất Tinh đều cứng đờ, ngay sau đó cậu ta liền xoay người về phía sau. Một giây kế tiếp, Thất Tinh liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu sát ở cửa phòng yến hội. Tu La chủ cả người giống như một khối băng ở bắc cực, mặt không cảm xúc, đứng sững người ở nơi đó bên cạnh là một gã tùy tùng tướng mạo bình thường, và gã hộ vệ Khương Viêm. Thất tinh cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, mà có vẻ trong nháy mắt khi tu la chủ nhìn thấy minh chủ nhà mình, cả người hắn phảng phất như hóa thành một tảng băng, trong nháy mắt nổ tung, làm đóng băng cả bầu không khí chung quanh. Thành phần, thanh niên chậm tiến, như bắt đầu cũng đều theo bản năng mà run lên, hích, tại sao tôi có cảm giác khi tu la chủ nhìn thấy minh chủ chúng ta, lại có chút, có chút tức giận bất quá cũng khó trách, bất kỳ mỹ nhân nào bị dê sồm dây dưa chiêu gẹo, đương nhiên cũng đều sẽ phẫn nộ bất mãn. Nhưng, người trong cuộc, Diệp Oản Oản lại cứ như thể không hề cảm nhận được một chút nào, lại còn cười híp mắt, tiếp tục chào hỏi, ui chào, đại nhân à, sắc mặt của ngài làm sao lại có vẻ không được tốt cho lắm. Có ai chọc ngài sao? Đối diện, gương mặt hàn băng vạn năm không thay đổi kia như xuất hiện từng khe nứt, cứ như thể một giây kế tiếp sẽ mất đi khống chế, con người lạnh giá kia, vậy mà lại đang phát ra ánh lửa. Cô, nam nhân cơ hồ là cắn răng nói ra một chữ này, sau đó dùng một lực tự kiềm chế cực lớn, rốt cục cũng ổn định lại được tâm tình của mình, không để cho mình theo bản năng, lao lên cắn chết cái cô nàng hứa lèo nọ. Thoát cái mà đã xuất hiện ở độc lập châu, xuất hiện ở trước mặt mình. Tôi nhổ vào, diệp oản oản, cô ta, cô ta, làm sao lại trở về độc lập châu rồi? Một bên, lâm khuyết chố mắt nghẹn họng, oán thầm trong lòng. Về phần Khương Viêm, một cách tự động hiểu rằng thái độ của chủ thượng nhà mình là chán ghét Diệp Oản Oản, mặt lạnh lùng tiến lên một bước, ngăn Diệp Oản Oản lại, bạch minh chủ, xin tự trọng. Lâm Khuyết quả thực không nhịn được, khẽ thấp giọng ói hỏng bét bên tai tư dạ hàn, miệng nó. Thực sự là, thà rằng tin trên đời này có quỷ, cũng không nên tin cái miệng của cô nàng Diệp Oản Oản này. Quả thật là lừa đảo mà, một bên vừa mới đồng ý hứa hẹn trong điện thoại với anh, Nháy mắt một cái đã xuất hiện ở trước mặt anh rồi. Khi còn bé, mẹ tôi nói cho tôi biết, phụ nữ càng xinh đẹp, lời họ nói lại càng không nên tin. Quả nhiên là sự thật, chậc chậc chậc. Vạn vạn không ngờ tới, Cửu Ca lại cũng có một ngày tính sai. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều vô dụng rồi hả? Chương 1890, nhớ Nhung thành bệnh. Lâm Khuyết mới xì, si, được một nửa đã đón lấy ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhọn của cửu ca nhà mình, vì vậy nhất thời làm động tác kéo khóa miệng, cấm khẩu. Người đàn ông bị băng tuyết bao phủ nọ hít sâu một hơi, dường như muốn đè xuống cuồng phong gió lốc vù vù như muốn thổi bay mình đi 10 vạn 8 ngàn dặm. Có ai ngờ, lần này, lại thất bại. Nam nhân nhìn chăm chú cô gái trước mặt, cơ hồ đã không cách nào che giấu nổi sự tức giận trong giọng nói nữa, nghe nói Bạch Minh Chủ đã đi Hoa Quốc, sao lại quay trở lại sớm như vậy thấy chủ thượng nhà mình lại có thể chủ động nói chuyện cùng Bạch Phong, Khương Viêm mặt đầy khiếp sợ. Ngay trước chủ thượng có thèm phản ứng lại Bạch Phong bao giờ. Diệp Oản Oản nghe được giọng nói của chàng trai, dường như càng thêm vui vẻ, khóe mắt giãn ra một ý cười, khiến cho gương mặt mộc không trang điểm của nàng càng trở nên xinh đẹp dạng người. Cô gái tựa như cười mà không phải cười, mở miệng nói, vốn định ở lại Hoa Quốc lâu lâu một chút, nhưng cũng không có cách nào cả. Tôi nhớ nhung một người thành bệnh mất rồi, cuối cùng không nhịn được phải chạy như bay trở về gặp người đó đấy. Diệp Oản Oản vừa cố ý nhấn mạnh mấy chữ, nhớ nhung thành bệnh, vừa cười híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt của chàng trai. Bắt đầu, thất tinh, bọn hắn biết ngay là sẽ như vậy mà, Nguyên chủ vừa gặp được vị này liền không biết giữ mồm giữ miệng rồi. Không thấy sắc mặt của tu la chủ đã khó coi thành như vậy rồi sao? Tại sao lại không thể khiêm tốn một chút? Bên cạnh tư giả hàn, lâm khuyết nhỏ giọng thầm thì, hay nhỉ nhớ nhung một người thành bệnh ai vậy thời điểm bầu không khí ở đây trở nên càng ngày càng ngưng trệ sau lưng bọn họ bỗng chuyển đến một âm thanh đầy hiền hòa bạch minh chủ diệp oản oản nghe tiếng nghiêng đầu nhìn sang sau khi thấy gương mặt tươi như gió xuân thoảng qua kia con tim nhỏ bị tu la chủ làm cho rét lạnh thoáng hỏa hoãn lại vài phần vẫy vẫy tay mở miệng nói a à, kỷ hoàng thật là đúng dịp nha chào hỏi bắt chuyện xong lại thuận miệng nói một câu nhiều ngày không gặp thật là nhớ ghê luôn lâm khuyết nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt bật thốt lên đây chính người mà nha đầu kia nhớ nhung thành bệnh nha đầu này sẽ không phải là thật sự vừa ý kỳ tu nhiễm rồi đi đương nhiên cũng có thể là vừa ý cả tu la chủ và kỳ tu nhiễm lâm khuyết vừa lẩm bẩm vừa nơm nớp lo sợ nhìn về phía tu la chủ ở bên cạnh làm bậy rồi mặc kệ lý do của nha đầu này trở lại độc lập châu là gì đỉnh đầu cửu ca, cỏ cũng đã mọc thành thảo nguyên đủ để cho ngựa phi nước đại rồi. Kỳ tu nhiễm ung dung thản nhiên nhìn về phía tu la chủ, ngay sau đó nhìn lại cô gái, cười khẽ, quả là trùng hợp, bạch minh chủ cũng tới tham gia giả tiệc. Nghe trong giọng nói của kỳ tu nhiễm có chút ngoài ý muốn, Diệp Oản Oản giải thích, đúng vậy. Bên trong những vật đấu giá tối nay, trùng hợp có thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú. Kỳ tu nhiễm, thứ cảm thấy hứng thú. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, ha ha, đúng vậy. Không biết là vật gì, có thể vừa mắt bạch minh chủ. Biểu cảm của kỳ tu nhiễm nhìn qua tựa hồ có chút hiếu kỳ, liền hỏi. Khóe miệng Diệp oản oản hơi rúm lại, nàng biết nói sao bây giờ, không lẽ nói là nàng thích chiếc nhẫn của hắn. Nói kiểu nào cũng thấy sượng miệng. Khục khục, không có gì, không có gì, Diệp oản oản trung quy vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Khục, chuyện này, cửu ca. Một bên, Lâm Khuyết đang định nói chuyện, lại phát hiện bên cạnh đã không có ai. Tu La Chủ đã tự mình đi về phía trước, Lâm Khuyết vội vàng đi theo. Hừ, yêu nữ, Khương Viêm cũng nối bước theo sau. Mặt Diệp oản oản đầy khinh bỉ, hơi có chút cạn lời, nhìn về phía Khương Viêm, xí, cái tên này. Không thể đổi cách xưng hô khác được sao, có thể có chút sáng tạo được không, rồi cũng có ngày ta sẽ khiến người đổi cách gọi thành phu nhân Tu La Chủ. Trương 1891 sẽ không phải là tới đập phá đây chứ? Âm thanh lầm bầm lầu bầu của Diệp Oản Oản cũng không tính là quá thấp. Mặt của Thất Tinh đều đen lại rồi, Minh chủ, xin hãy ăn nói cẩn thận. Hừm, thế sự vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai biết được. Cậu nói xem có đúng không? Diệp Oản Oản vỗ bả vai Thất Tinh, "Trần An." Thất Tinh hắn cũng không muốn nói chuyện nữa. Bên trong phòng yến hội, thủ lĩnh đại lão các giới của độc lập châu đã tụ tập lại đông đủ. Bất quá, liếc sơ một cái, rõ ràng có thể thấy được, phần lớn những người có mặt đều thuộc về danh môn chính phái. Mặc dù ý tưởng của tứ đại gia tộc là tốt, bất quá, rất hiển nhiên, còn có một bộ phận các thế lực không đi. Chính là vì bọn họ không cần phải nể mặt tứ đại gia tộc, cũng khịt mũi coi thường với loại sự kiện như thế này, sẽ chưa bao giờ tham gia. Khi kỳ tu nhiễm xuất hiện, tầm mắt của tất cả mọi người nơi đây đều nhìn sang. Kỳ ra ăn sạch cả hai giới hắc bạch, ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ lăn lộn làm ăn, nên thường sẽ tham gia loại sự kiện hàng năm này. Nhìn thấy kỳ tu nhiễm, hội trường nhất thời vang lên một trận bàn tán xôn xao. Có nghe gì chưa, vật phẩm lần này kỳ hoàng quyên tặng là chiếc nhẫn thiếp thân mà anh ta hay mang đấy. Thiệt hay giả vậy, chiếc nhẫn kia dường như kể từ khi tôi biết đến kỳ hoàng, anh ta vẫn luôn đeo ở trên người. Loại nhẫn thường xuyên đeo như vậy, nếu không phải là tín vật, thì chính là có ý nghĩa đặc thù gì đó. Lại có thể quyên góp cho từ thiện, quả thật là góp hết vốn liếng. Không hổ là kỳ hoàng, quá là có thành ý. A a a, chiếc nhẫn kỳ hoàng đeo bên mình, tối nay bổn tiểu thư nhất định phải lấy được, đừng có ai mơ cướp được khỏi tay tôi. Một cô gái mặc váy dạ hội màu lam tuyên bố. Bên cạnh, cô gái mặc váy màu hồng phấn bĩu môi một cái, tạt cho một gáo nước lạnh tôi thấy là cô nên từ bỏ đi. nghe nói tam tiểu thư thẩm gia cũng xem trọng chiếc nhẫn này. so về tài lực ai có thể hơn được thẩm gia. huống chi buổi giả dạ tiệc từ thiện năm nay vừa vặn đến phiên thẩm gia chủ trì. thẩm gia người ta vẫn là chủ nhà, chiếc nhẫn này khẳng định không phải là tam tiểu thư thẩm gia lấy được thì không còn ai khác. tại sao lại như vậy? quá đáng lắm lắm luôn á. đây là đang lấy tài sản đè người mà. không có cách nào cả ai bảo thẩm ra có tiền cơ chứ. Mấy cô nàng danh viện bên cạnh vốn có dự định tranh thủ chiếc nhẫn đầy, đều tỏ vẻ không cam lòng đầy tiếc nuối. Bên trong phòng yến hội, các nhân vật nổi tiếng và đại lão các giới đang tụ tập hàn huyên, đột nhiên có người nhìn chằm chằm hướng cửa vào, khẽ hô lên một một tiếng. Sau đó, toàn bộ hội trường lâm vào trong một mảnh yên lặng, giống như bị đóng băng. Chỉ thấy, một người đàn ông cao giáo, mặc một bộ cây trang màu đen, cả người giống như bị xương lạnh bao phủ đang đi tới. Đây, đây không phải là tu la chủ sao? Tu la chủ làm sao lại tới buổi dạ tiệc từ thiện? Mắt bọn họ bị mù rồi phải không? Thậm chí cả phía chủ trì là thẩm gia cũng ngẩn cả ra. Gia chủ thẩm gia thân hình hơi mập vốn đang chiêu đãi kỳ tu nhiễm, thấy vậy, sau hồi lâu sửng sốt mới phản ứng lại được, vội vàng đến cửa nghênh đón, tu la chủ đại giá quang lâm, vô cùng vinh hạnh. Thẩm thúc khách khí Thời điểm mọi người ở đây còn đang dối rít kinh ngạc vì tu la chủ xuất hiện, ngay tiếp theo đó, một cô gái mặc một bộ đồ rộng thùng thình, chân đi dép lào, lưỡng thững đi vào. Nghĩa nó, bạch, bạch phong, tóc húi cua ca. Giả dạ tiệc từ thiện năm nay là có chuyện gì? Làm sao ngay cả tóc húi cua ca cũng đều tới? Nói đùa sao? Cô ta tới nơi này làm cái gì? Sẽ không phải là tới đập phá đấy chứ. Mặc dù xếp hạng theo danh tiếng, Atula càng thêm hung tàn, nhưng A Tu La người ta là tổ chức có kỷ luật, tuy hung tàn nhưng rất bài bản, không giống như là không sợ minh, hoàn toàn không theo lẽ thường, chuyện gì cũng có thể làm được. Không nghi ngờ chút nào, nhất định loại tổ chức như vậy sẽ khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Bình thường, sẽ không một ai nguyện ý trêu chọc nhất. chương 1892, Tổ hợp Hoành Tráng Nhìn thấy Bạch Phong dẫn theo bác đầu và thất tinh xuất hiện, sắc mặt của gia chủ thẩm gia cũng thay đổi mấy phần nhưng dầu gì cũng là một trong tứ đại gia chủ, rất nhanh đã tỉnh táo lại, tươi tỉnh tiến lên tiếp đái, bạch minh chủ. Suốt cuộc, không đợi thẩm gia chủ kịp lên đi tiếp đón, đã thấy thẩm thiên trần chạy như bay lao ra, a à, a Nữ thần, sao cô lại tới đây Không sợ minh lại có thể tới một buổi giả tiệc từ thiện. Sẽ không phải là vì tôi quá nhớ cô nên sinh ra ảo giác đấy chứ. Thẩm thiên trần còn chưa dứt lời, đã bị thẩm gia chủ gõ đầu một cái, chớ có nói bừa khục, bạch minh chủ đừng để bụng cái miệng hở của đứa nghịch tử nhà tôi. Thích là nhích, từ thiện không biên giới. Giả dạ tiệc từ thiện hoan nghênh tất cả các hệ phái và tổ chức ở độc lập châu, nếu không cũng sẽ không gửi thư mời cho quý liên minh rồi. Bạch minh chủ, hoan nghênh hoan nghênh, thẩm gia chủ đứng ra giàn xếp. Thẩm tiên sinh khách khí, góp một phần sức lực cho từ thiện là trách nhiệm của mỗi cư dân độc lập châu mà. Ở trong giới giải trí, Diệp Oản Oản thường gặp những loại sự kiện này, nói chuyện xã giao như một cái máy cũng không kịp để ý câu này của mình có bao nhiêu bất hợp lý thẩm ra chủ ho nhẹ một tiếng khục khục bạch minh chủ nói đúng lắm sau một hồi hàn huyên mọi người ngồi xuống chỗ của mình bất quá thời khắc này bầu không khí giống như có một quả bom hẹn giờ mọi người đều cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa bởi vì hoàn toàn không biết cái vị tóc húi cua ca này đến đây rốt cuộc muốn làm cái gì đệt dọa chết người rồi Tóc húi cua ca rốt cuộc tới làm gì? A Tu là chủ khoảng thời gian này có động tính khá lớn, kết giao cùng các đại hệ phái, tới nơi này cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà, tóc húi cua ca tới giả tiệc từ thiện, nhất định là có âm mưu lớn. Trời má, tôi muốn trở về nhà. Đang lúc lòng người còn đang bàng hoàng, diệp oản oản đầy nghênh ngang, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, bên phải đã xuất hiện một bóng người, bên này có ai không? kỳ tu nhiễm mặt đầy ôn nhu mỉm cười đứng ở nơi đó thất tinh vừa muốn mở miệng đáp có người đã thấy diệp oản oản lập tức lắc đầu không có ai không có ai tùy tiện ngồi đi thất tinh thích lão thất này sao cậu lại không biết nhìn ánh mắt người khác như vậy chứ bác đầu một tay đem thất tinh kéo ra sau đó ân cần nhìn về một phía khác ở sau lưng a à, tu la chủ đại nhân nơi này nơi này nơi này có chỗ trống mời ngài ngồi Người đàn ông nhìn về phương hướng của bắt đầu một cái, tầm mắt rơi chỗ ngồi mà cậu ta chỉ vào, ngay sau đó trợn tròn mắt nhìn Diệp Oản Oản cùng với Kỳ Hoàng ngồi sát bên nhau. Diệp Oản Oản nhíu mày, cảm thấy với cá tính của người nào đó, hiện tại nhất định là đang giận tới mức muốn giết người, nhất định sẽ không tới đây ngồi đâu. Kết quả, một giây kế tiếp, nam nhân trực tiếp đi thẳng về phía nàng, sau đó, thật sự ngồi xuống chỗ mà bắt đầu vừa nhường. Diệp Oản Oản, vì vậy, hiện tại thứ tự ngồi liền biến thành diệp oản oản ngồi ở chính giữa bên phải là kỳ tu nhiễm bên trái là tu la chủ tổ hợp này thực sự là tương đối hoành tráng vì vậy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía ba người này toàn bộ đều có chút kinh sợ cơ hồ không có một ai dám đến gần khu vực ba người ngồi chỉ có thẩm thiên trần đầy hào hứng ngồi vào chỗ ngồi trước mặt diệp oản oản nữ thần nếu cô đã tới làm sao lại không nói trước cho tôi một tiếng Tôi để cho người đi đón cô. Đúng rồi, nữ thần, tối nay cô quyên tặng cái gì? Bất kỳ khách quý nào xuất hiện đều cần quyên tặng một đồ vật. Diệp Hoàn Hoàn bởi vì nhất thời quyết định tham dự nên cũng không hề chuẩn bị, nên để cho thất tinh vì tiện mua đại một chiếc vòng tay ven đường để quyên góp. Một chiếc vòng tay, Diệp Hoàn Hoàn thuận miệng đáp. Cặp mắt thẩm thiên trần nhất thời sáng lên, vòng tay. Vòng tay đeo thiếp thân, coi như táng ra bại sản, tôi cũng nhất định phải đoạt được chương 1893, không phải là muốn gây chuyện. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mọi người để tỏ lòng thành ý, đều sẽ dùng vật phẩm tương đối có giá trị hoặc có ý nghĩa. Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không thể để lộ là nàng để cho đàn em mua đại ven đường, vì vậy cũng không nói toạc ra. Rất nhanh, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, vật phẩm quyên tặng dần dần được đấu giá. Đồ vật mọi người quyên tặng muôn hình vạn trạng, có đồ trang sức, châu báu, cũng có những người nổi tiếng quyên tặng quần áo mà mình từng mặc vào một dịp đặc biệt có ý nghĩa nào đó, hoặc cũng có thể là bút máy, vũ khí đã từng dùng qua. Trước mắt, tối nay có tam đại bảo vật áp trục tương đối hot. Thứ nhất là một chiếc ly cửu long do thẩm gia chủ quyên tặng, giá trị của bản thân nó đã cao vô cùng, là bảo vật khó gặp. Người đấu giá không chỉ có thể vừa làm từ thiện, mà còn có thể có được bảo vật quý báu này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tuyệt đối không thua thiệt. Thứ hai là một thanh đao do Võ Đạo Liên Minh Công Hội quyên tặc, nghe đồn là vũ khí do Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội đời trước từng sử dụng qua, vốn có sẵn giá trị siêu tầm. Nhất là đối với người tập võ mà nói, đây cũng là mục tiêu của không ít người tối nay. Cái thứ ba chắc chắn là chiếc nhẫn kia của Kỳ Hoàng rồi. Có thể khiến cho Kỳ Hoàng đeo bên mình nhiều năm, đương nhiên cũng là bảo vật khó gặp buổi đấu giá được tiến hành náo náo nhiệt nhiệt, tầm mắt của thất tinh đứng ngay sát ở phía sau, một khắc cũng không rời khỏi người Diệp Oản Oản, rất sợ nàng gây sự. Mục tiêu tối nay của Diệp Oản Oản rất rõ ràng, chính là chiếc nhẫn kia, chính là điểm cống hiến lính đánh thuê của nàng. Hết thảy mọi chuyện đều phải đợi điểm cống hiến vào tay đã rồi lại nói. Nàng không hề có ý định gây chuyện, thất tinh thật sự là có chút lo bỏ trắng răng rồi. Trên thực tế, tối nay diệp oản oản cũng thực sự là quá mức hiền đến không tưởng tượng nổi ngoan ngoãn ngồi yên cái gì cũng không làm bởi vì bảo vật áp trục đều được đấu giá sau cùng đảo mắt đã qua hơn một tiếng diệp oản oản ngoẹo đầu ngáp một cái hai người đàn ông bên cạnh đều rất an tĩnh kỳ hoàng vẫn luôn nghiêm túc nhìn lên đài đấu giá tu la chủ cũng giống vậy nhìn không chớp mắt diệp oản oản chờ đợi quả thực có chút buồn chán nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút rồi đưa tay cây cầm, quay về phía tu la chủ nháy mắt một cái hỏi hi tu la chủ đại nhân anh quyên góp cái gì cô gái đột nhiên nghiêng đầu đến gần hơi thở đầy ấm áp phả vào cổ chàng trai một cách vô thức không có chút chuẩn bị nào chàng trai khẽ cao mày nhẹ đến mức không thể nào nhận ra không hề trả lời a à, vậy để tôi đoán một chút châu báu diệp oản oản tiếp tục hỏi phía sau mắt thấy mình chủ nhà mình lại bắt đầu dở trò dê xồm trêu gẹo tu la chủ cái chán thất tinh nổi gân xanh, suýt chút nữa đã không nhịn được sông tới. Lúc này, mới chỉ yên ổn không tới 2 giờ mà thôi. Thấy chàng trai không nói lời nào, Diệp Oản Oản tiếp tục đoán, ồ, không phải sao. Vậy là bút máy, hay là cái kẹp cà vạt? Diệp Oản Oản thật sự không phải là muốn gây chuyện, mà đúng là quá nhàm chán mà thôi. Diệp Oản Oản vẫn luôn nói chuyện ở bên tai, không chỉ hơi thở ấm áp, mà còn có hương thơm từ trên người nàng vẫn tiếp tục tấn công chàng trai đáng thương nọ. Đều không phải sao, vậy là đồng hồ đeo tay. Chàng trai rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa, âm thanh khàn khàn trong trẻo lạnh lùng đáp, khuy mang xét, sao? Ai nha, thì ra là khuy mang xét à? Diệp oản oản rốt cuộc moi ra được câu trả lời, vẫn như cũng không hề rời đi, dứt khoát suy trì tư thế khoác một cánh tay lên chiếc ghế của chàng trai. Tu la chủ. Lúc này, bên tai Diệp oản oản, kỳ tu nhiễm đột nhiên lên tiếng, bạch minh chủ. Sao vậy? Diệp oản oản theo bản năng xoay quay đầu lại, nhìn về phía kỳ tu nhiễm. Kỳ tu nhiễm, đến vật phẩm cô quyên tặng rồi. Ồ, nhanh như vậy sao? Diệp oản oản lúc này mới rốt cuộc ngồi thẳng người, thoáng lên tinh thần, nhìn về phía đài đấu giá. Sao khi mang xét gốc tiếng Pháp Manchester tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra. Chương 1894, được, nghe em. Sau khi Diệp Oản Oản ngồi thẳng người lại, tầm mắt Tu La chủ lập tức chuyển hướng về phía người đàn ông ngồi phía bên phải nàng. Tựa hồ là phát giác tầm mắt của nam nhân, Kỳ Tu nhiễm hơi gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt này, Diệp Oản Oản không hiểu vì sao bỗng giật mình một cái, sống lưng hơi cứng lại. Ơ, sao lại có cảm giác rợn rợn người vậy nhỉ? Trên đài đấu giá, người bán đấu giá lên tiếng, "Vật phẩm đấu giá tiếp theo, người quyên tặng là là." Thật hiếm thấy, ngay cả người bán đấu giá giàu kinh nghiệm đến vậy mà cũng có lúc lúng túng, cả nửa ngày trời mới hoàn tất được câu nói, "Là không sợ Minh chủ." Bạch Phong, vật phẩm bán đấu giá của Bạch Minh chủ là một chiếc vòng tay thủy tinh. Người bán đấu giá dứt tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tóc húi cua ca chạy tới làm từ thiện, còn quyên góp đồ vật. Một màn này thật sự là quá ảo diệu rồi. Chiếc vòng tay kia là Diệp Oản Oản sai thất tinh mua đại ở một tiệm ven đường, chất liệu của thủy tinh cũng không phải là quá tốt, 100.000 đồng chiếc. Có thể nói là đúng quy, đúng củ. Vật phẩm quyên tặng bán đấu giá cũng không hề có quy định về giá, mọi người đều là tùy tiện đấu giá. Bất quá, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng sành sỏi, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra giá cả thực sự của vật phẩm đấu giá. Hơn nữa, còn đưa ra một cái giá cao hơn giá gốc để mua, quyên góp cho từ thiện. Tiếp theo, các vị có thể bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá có chút khẩn trương mà tuyên bố. Sau khi người bán đấu giá dứt tiếng, hội trường lâm vào yên lặng, không có lấy một người dơ thẻ đấu giá lên. Thẩm Thiên Trần nhìn chung quanh, hắn ta còn chờ đợi mọi người tranh giành đến mẻ đầu mới dơ thẻ lên đặt mua, làm anh hùng ngăn cơn sóng dữ ngờ đâu, lại chẳng có lấy một người ra giá. Như vậy làm sao có thể thể hiện ra ưu thế có tiền của hắn? Lần đầu tiên trong lịch sử của buổi đấu giá xuất hiện tình cảnh lãnh đạm của người mua. Ngay cả người bán đấu giá cũng đều có chút xấu hổ, vừa lau mồ hôi vừa chém gió lên hồi, thổi phồng phẩm chất và ưu điểm của chiếc vòng tay. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chỉ là hàng chợ, cùng lắm là vài chục, một trăm ngàn một chiếc mà thôi. Thẩm Thiên Trần vốn là đang ảo não, nhưng rất nhanh lại trở nên kích động. Nếu không có ai ra giá, vậy nếu hắn là người đầu tiên, còn không phải là vị cứu tinh, vãn hồi cục diện hay sao? Thẩm Thiên Trần đang chuẩn bị mở miệng, lúc này, hội trường vang lên một âm thanh như gió xuân ấm áp, một triệu. Thẩm Thiên Trần chấn kinh, không ngờ tới sẽ có người đoạt trước. Rốt cuộc là ai? Hắn thuận theo phương hướng bảng đấu giá nhìn lại, số 13, kỳ tu nhiễm. Cái gì, Diệp Oản Oản đang bình chân như vậy ngồi chờ chiếc nhẫn của kỳ tu nhiễm được đấu giá, đối với vật phẩm đấu giá của chính mình cũng không quá quan tâm. Không ngờ rằng, kỳ tu nhiễm lại có thể đột nhiên ra giá, còn trực tiếp tăng giá gấp 10 lần, vì thế không khỏi kinh ngạc. À à, kỳ tu nhiễm, anh muốn làm gì? Diệp Oản Oản nhất thời nhìn về phía kỳ tu nhiễm. Đấu giá, sao vậy? Ánh mắt kỳ tu nhiễm đầy ôn nhu. Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, khục anh không phải là muốn giữ thể diện cho tôi đấy chứ. Có vấn đề gì không? Kỳ tu nhiễm khe cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận. Diệp oản oản sững sờ, sao ho khan sao, cảm ơn cảm ơn, bất quá, cái giá kia. Không đợi Diệp oản oản nói xong, kỳ tu nhiễm đã ngắt lời, tiểu phong, với quan hệ giữa tôi và em, không cần cảm ơn. Diệp oản oản nhất thời bị nghẹn một cái, ý của tôi là, đồ chơi này tôi mua đại tại tiệm ven đường, sau khi giảm giá xong còn có 88 ngàn, thậm chí trị giá 100 ngàn cũng chưa tới, anh không cần phải tiêu số tiền này. Lại nói, không sợ mình của tôi nào cần cái thứ gọi là thể diện hay mặt mũi gì gì chứ. Không biết xấu hổ, mới là điểm đặc sắc và phong cách đặc trưng của bọn họ đấy. Diệp Oản Oản nói xong, liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Giọng điệu này của nàng, phảng phất như thể trong lòng cảm thấy đau xót thay cho ví tiền của kỳ tu nhiễm. Kỳ tu nhiễm nghe vậy, dường như tâm tình không tệ, hai con người mang theo ý cười, nhìn lấy cô gái, lộ ra mấy phần cưng chiều và rung túng, được, nghe em. chương 1895, hiện tại đụng thôi mà cũng không cho. Diệp Oản Oản bị một nụ cười mỉm của kỳ tu nhiễm làm cho lay động, bất quá thấy khuyên nhủ được đối phương, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, nhưng mà, thời điểm nàng vừa mới thở phào một hơi, bên người đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. 10 triệu. Mẹ nó, cái, cái quái gì vậy? 10 triệu. Số 9, số 9 tu la chủ vừa dơ thẻ đấu giá lên, 10 triệu. Người bán đấu giá chố mắt nghẹn họng mà nhìn chầm chầm phương hướng thẻ bài. Hội trường một lần nữa vang lên tiếng xôn xao. Mẹ nó, vòng tay giỏm kia nhiều lắm là vài chục ngàn đồng mà thôi. Kỳ hoàng ra giá một triệu cũng đã đủ cho mặt mũi, vậy còn tu la chủ đây là đang làm gì? 10 triệu, tôi có nghe lầm hay không? sẽ không phải trên thực tế, chiếc vòng tay này là bảo vật gì đấy chứ? Rất có thể, nếu không làm sao sẽ khiến cho Tu La Chủ và Kỳ Hoàng, hai vị đại lão tranh đoạt. Thẩm Thiên Trần mặt đầy mộng bước nhìn Tu La Chủ một chút, lại nhìn Kỳ Hoàng một chút. Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu? Diệp Oản Oản đầu tiên là sửng sốt ba giây, tiếp đó, nhất thời trợn trừng mắt lườm người đàn ông ở bên trái mình. Đệt, 10 triệu, người đàn ông này điên rồi sao tiền dễ kiếm như vậy sao làm sao lại có thể phá của như vậy nếu như nói mới vừa rồi đối với kỳ tu nhiễm chẳng qua là ngoài ý muốn nói ra có thể khiến cho người ta hiểu lầm thì lần này trái tim nhỏ của diệp oản oản rõ ràng đã quặn đau thật rồi miệng nó miệng nó ghế phía sau cách đó không xa lâm khuyết thấy vậy cạn lời che mặt ông anh của tôi ơi anh làm vậy lớp vỏ bọc của anh đã sắp lộ sạch sành xanh rồi kìa, có biết không? Quả nhiên là, vừa đụng vào kỳ tu nhiễm, lập tức liền mất khống chế ngay mà. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang chân chân nhìn chồng chọc tu la chủ, bên phải lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Kỳ tu nhiễm, 20 triệu. Diệp Oản Oản sợ ngây người, a ah, a a, làm sao lại còn tăng giá lên nữa vậy? Không phải mới vừa nói là không đấu giá nữa sao? Diệp Oản Oản vội vàng nhìn về phía kỳ tu nhiễm hỏi. Nụ cười nơi đáy mắt kỳ tu nhiễm dường như lãnh đạm đi mấy phần, ngữ khí bình thản đáp lời, tiểu phong, em không cần phải để ý đến, bây giờ là chuyện giữa tôi và tu la chủ. Hề! Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, làm sao lại thành chuyện của hai người bọn họ rồi? Hai người bọn họ có thể có chuyện gì? Tiếp đó, hai người vẫn tiếp tục cò kè nhau liên tục ra giá, mọi người chung quanh xem mà hoa hết cả mắt. 100 triệu, lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên, khiến cho toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Chính là Thẩm Thiên Trần rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại. Diệp Oản Oản, 100 triệu. Trái tim Diệp Oản Oản đều đã nhanh dỉ máu, tiền đó đều là tiền cả đó, các người có nhiều tiền như vậy, trực tiếp cho tôi không tốt hơn sao? Tôi có thể lấy tiền trực tiếp đi mua điểm cống hiến. Vòng tay giỏm này bán cũng được giá quá rồi đấy. Mắt thấy ở một bên, Tu La Chủ còn muốn tiếp tục dơ thẻ bài, Diệp Oản Oản cơ hồ là bay nhào qua, đè lấy tay của anh ta, dừng tay. Mùi thơm của cô gái bỗng đột nhiên đánh tới bên người, chàng trai nhìn bàn tay nhỏ ấm áp của cô gái. Trên mặt anh, mưa bão rông tố vốn ủn ủn kéo tới chậm rãi rút đi, giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, chợt ý thức được mình vừa mới làm cái gì. Sau lưng, Lâm Khuyết mắt thấy được toàn bộ quá trình cửu ca nhà mình hoàn toàn mất khống chế, biểu cảm đã như sống không bằng chết. Tư giả hàn giơ ngón tay lên, day day mi tâm của mình một cái, trên mặt dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách của tu la chủ, hơi có chút cứng nở rút bàn tay bị đè cứng ngắc của mình ra. Khóe miệng diệp oản oản khẽ co giật một cái, sắc mặt thoáng tối sầm lại rồi. Hiện tại đụng thôi mà cũng không cho. Đụng cũng không cho đụng, đúng không? Cũng còn may, kỳ hoàng cũng không lại tiếp tục ra giá rồi. Cuối cùng, chiếc vòng tay giỏm sau khi giảm giá xong còn chưa tới 100 ngàn, cứ như vậy bị thẩm thần tài thu vào trong tay với cái giá trên trời, 100 triệu. Mọi người tại đây mắt thấy một thứ hàng phế phẩm được đẩy lên tới giá 100 triệu, vẻ mặt đều đã kinh sợ đến ngu người luôn rồi. chương 1896, bị tiền đập có đau một chút. Thẩm ra quả nhiên là thích đem lại niềm vui cho người nghèo. Bội phục, bội phục, mọi người cảm thán không thôi, dối giết tân bốc. Diệp oản oản, chẳng lẽ không phải là một gã ngu lắm tiền sao? Thẩm Thiên Trần hoàn toàn không hề ý thức được những gợn sóng tâm tình do mình vừa gây ra, đầy vui tươi hớn hở theo sát Diệp Oản Oản khoe khoang, nữ thần, chiếc vòng tay này tôi nhất định sẽ cất giữ cẩn thận như là vật quý báu nhất cả cuộc đời này của mình. Diệp Oản Oản yên lặng che chán, giờ phút này, nàng có chút đau đầu. Bị tiền đập, có đau một chút. Bị tiền đập vào mặt như vậy mà vẫn chưa trèo tường, nàng đối với người nào đó quả thực là tình yêu đích thực, có được không? Một hồi đấu giá hoàn tất, Diệp Oản Oản quả thật là cứ như thể bị rút sạch, gắng ngượng tiếp tục chờ đợi chiếc nhẫn của kỳ tu nhiễm. Rất nhanh đã đến phiên vật phẩm đấu giá áp trục, sự chú ý của mọi người dần dần lần nữa tập trung vào trên đài đấu giá. Vật đầu tiên là ly cửu long, giá khởi điểm 80 triệu. Cả hội trường đấu giá kịch liệt, cuối cùng bằng một cái giá cao ngất ngưỡng 200 triệu, được thu vào trong tay một người thích siêu tầm đồ cổ mọi người không khỏi suýt xoa đầy tiếc nuối. Loại bảo vật cấp bậc này mới có 200 triệu, vậy mà chiếc vòng tay giỏng của tóc húi cua ca lại thu về tận 100 triệu. Đây quả thực là cảnh lạ, vô cùng hiếm thấy trong lịch sử của buổi đấu giá. Kế tiếp là thanh đao mà hội trưởng tiền nhiệm của võ đạo liên minh công hội từng sử dụng qua. Thời điểm người chủ trì đang giới thiệu, thanh đao kia xuất hiện trước mắt, mỹ tâm diệp oản oản không khỏi giật nhẹ một cái. Cây đao này bởi vì thời gian dài không có người sử dụng, nhìn qua đã có chút cũ kỹ, lưỡi đao cũng đã hơi cùn rồi, giờ phút này lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cây đao tản ra phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng, đem lại một cảm giác tang thương và mùi máu tanh ác liệt. Cây đao này, thật quen thuộc. Thời điểm Diệp Oản Oản đầy hoài nghi nhìn cây đao trong một cảm giác kỳ quái trào dâng, quá trình đấu giá đã bắt đầu trong một khí thế ngất trời. Cuối cùng, thành đường đao này đã được kỳ tu nhiễm đoạt được, các khách mời chung quanh rối rít vây lấy nói những lời xã giao, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng kỳ hoàng. Kỳ tu nhiễm gật đầu cảm ơn, ngay sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản, Tiểu Phong, thích cây đao kia sao? Lúc ở bên ngoài, đa số thời điểm kỳ hoàng sẽ xưng hô với nàng là Bạch Minh Chủ và gọi nàng là cô, nhưng không biết tại sao, vào lúc này lại biến trở về thành Tiểu Phong rồi. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, a à, chỉ là không khỏi cảm thấy rất quen thuộc, Ánh mắt Kỳ Tu Nhiễm đầy ẩn ý nhìn về phía cô gái, thật sao? Vật phẩm được đấu giá tiếp theo là một chiếc nhẫn do Kỳ Tu Nhiễm kỳ tiên sinh quyên tặng. Trên đài, âm thanh của người bán đấu giá vang lên. Diệp Oản oản nhất thời ngồi thẳng dậy, tập trung tất cả sự chú ý. Mặc dù giá trị của chiếc nhẫn này của Kỳ Tu Nhiễm nhất định là không cao bằng Ly Cửu Long, nhưng bởi vì chủ nhân của nó, sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, giá cả cuối cùng rất có thể sẽ còn cao hơn cả Ly Cửu Long nữa. Các khách quy ở đây đã lam lam sát khí, đã chuẩn bị bắt đầu trận chiến tranh đoạt của buổi tối hôm nay. Mặc dù đã để lộ ra tin tức tam tiểu thư thẩm gia sẽ tham dự đấu giá kiện vật phẩm này, nhưng người muốn tranh đoạt cũng không hề ít, bởi vì người ngồi ở đây cả tiền và thế lực cũng không hề kém. Trợ lý riêng của tam tiểu thư thẩm gia ở một bên mở miệng cười, tam tiểu thư yên tâm đi, nhẫn của kỳ hoàng khẳng định là của cô rồi. Thẩm tam tiểu thư ngẩng cầm lên, ngữ khí đương nhiên, chuyện này còn phải nói sao? nói xong, ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn về phương hướng của kỳ tu nhiễm. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, các vị khách quý có thể bắt đầu ra giá, người bán đấu giá đầy nhiệt tình tuyên bố. 10 triệu, hội trường lập tức vang lên âm thanh của một vị phu nhân, trực tiếp nâng giá lên gấp đôi giá khởi điểm của chiếc nhẫn. 15 triệu, 20 triệu, trong hội trường, âm thanh đấu giá liên tiếp vang lên, hơn nữa mỗi lần tăng giá đều rất ăn ý, mỗi lần tăng đều là 5 triệu có thể thấy được sức hút và sự cạnh tranh kịch liệt của chiếc nhẫn này. Chương 1897, tức khóc. Diệp Oản Oản nói chung cũng không lập tức ra giá ngay. Chủ yếu là vì giữ ý giữ tứ, nếu đổi lại là đồ của người khác, nàng khẳng định sẽ là người đầu tiên trả giá, dùng một cái giá thấp nhất để thu vào trong tay. Nhưng đối phương là Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm đã giúp nàng thật nhiều, nàng dù sao đi nữa cũng phải để lại cho anh ta một chút mặt mũi không thể làm thật là quá đáng. Vì vậy, Diệp Oản Oản lựa đúng thời cơ, đợi mọi người giang nóng một chút, chỉ cần ra giá trước khi tam tiểu thư thẩm ra ra giá là được rồi. Diệp Oản Oản đầy tinh mắt, liếc thấy thẩm tam tiểu thư của bị dơ bảng đấu giá lên rồi. Chính là hiện tại. Diệp Oản Oản, 21 triệu. Thấy chiếc bảng số 08 của Diệp Oản Oản dơ lên, hội trường đang náo nhiệt, trong thoáng chốc bỗng trở nên yên lặng như tờ tay của thẩm tam tiểu thư cũng đầy miễn cưỡng khựng lại, cứ như thể bị người ta chặt mất vậy, không thể đưa lên được, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngơ ngác nhìn chằm chằm phương hướng của Bạch Phong. Hiển nhiên là cô không ngờ tới, tóc húi của ca lại có thể sẽ đấu giá chiếc nhẫn này. Đáng chết, là Bạch Phong. Tại sao Bạch Phong sẽ đi đấu giá nhẫn của Kỳ Hoàng? Tất cả các khách quý ở đây, vô luận là ai tranh đoạt với cô, cô cũng không coi vào đâu. Dù sao loại chuyện như đấu giá này, chính là tranh đoạt quang minh chính đại ai có nhiều tiền sẽ được nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là tóc húi cua ca không được chiếc nhẫn này nhất định cô phải chiếm được thẩm tam tiểu thư run lẩy bẩy định giơ thẻ bài lên tam tiểu thư không được xin hãy nghĩ lại một bên trợ lý riêng hồn phi phách tán mà ngăn chặn bàn tay tiểu thư nhà mình vội vàng khuyên tam tiểu thư đây chính là tóc húi cua ca bạch phong Ai biết được một khi cô ta phát điên lên sẽ làm ra loại chuyện gì. Thứ người như vậy, coi như là lão gia cũng không nguyện ý trêu chọc, xin cô ngàn vạn lần chớ xúc động, chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Nhưng mà rõ ràng chiếc nhẫn này nên là của tôi." Thẩm Tam tiểu thư cả giận nói, cô đều đã chuẩn bị sẵn 200 triệu rồi, vậy mà lại bị thất bại chỉ bởi vì 21 triệu. Tiểu trợ lý mặt đầy kinh hoàng, "Tôi biết tôi biết, nhưng nếu Bạch Phong đã ra tay, thì đồng nghĩa với đã nói cho tất cả mọi người biết rằng cô ta muốn chiếc nhẫn này. Nếu như cô ở trước mặt mọi người cùng tranh cướp với cô ta, đây chính là đang không nể mặt không sợ minh chủ. Thà đắc tội với quân tử, chớ nên đắc tội với tiểu nhân. Thẩm Tam tiểu thư vẫn là không cam tâm, nhưng lúc này lại đón nhận một ánh mắt cảnh cáo của cha. Quả nhiên, ngay cả cha cũng không nguyện ý trêu chọc Bạch Phong. Thẩm Tam tiểu thư không có cách nào, chỉ có thể cắn răng buông tấm bảng đấu giá xuống. Người bán đấu giá vẫn đang luôn chú ý động tính bên kia của thẩm tam tiểu thư, ngay sau đó, quả nhiên phát hiện, tam tiểu thư sắc mặt trắng bệch, buông tấm bảng kia xuống rồi. Thẩm tam tiểu thư cũng không dám dơ thẻ bài rồi, ở đây còn có ai dám chán sống mà đu bám, tiếp tục đấu giá, tranh giành cùng với không sợ minh chủ. Dĩ nhiên là không. Biểu cảm của Diệp Oản Oản hoàn toàn là như trong dự liệu, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó hơn nữa thấy thẩm tam tiểu thư buông tấm bảng đấu giá xuống, còn gật đầu hướng về người ta cười một tiếng cảm ơn. Thẩm tam tiểu thư nhìn thấy ánh mắt của Bạch Phong, tức đến mức cũng sắp khóc. Lớn rồi ai lại chơi trò cướp đoạt như vậy, không công bằng. Kỳ tu nhiễm thấy Diệp Oản Oản nửa đường chặn đồ, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng trước sau như một, dường như cũng không có dáng vẻ quá bất ngờ. Chẳng qua là, ánh mắt lại rơi vào trên chiếc nhẫn trên đài đấu giá, biểu cảm hơi có chút hoang mang, tựa hồ đang rơi vào trong một dòng hồi ức nào đó. Thẩm Thiên Trần mặt đầy ủy khuất, nữ thần, cô mua nhẫn của Kỳ Hoàng, vậy mà không thèm mua đồ của tôi. Thấy không có người ra giá nữa, người bán đấu giá chỉ có thể bắt đầu đếm ngược, Minh Chủ không sợ Minh Bạch Phong ra giá 21 triệu, lần thứ nhất. Hội trường, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thấy việc đã đến nước này, thất tinh chỉ có thể phó mặc cho số mệnh, thở dài hội trường buổi yến hội đã có người bắt đầu xì xào bàn tán mà suy đoán, ạc ạc, cái vị tóc húi cua ca này đấu giá nhẫn của kỳ hoàng là có ý gì vậy? Trường 1898, tóc húi cua ca muốn gây chuyện. Nghe đồn tóc húi cua ca đam mê mỹ sắc, sợ không phải là đã vừa ý kỳ hoàng rồi đi. Mẹ nó, rất có thể lắm. Làm bậy rồi, bị dê sồm dây dưa, vậy thì kỳ hoàng há chẳng phải là gặp nguy hiểm. Không sợ minh chủ bạch phong, 21 triệu lần thứ hai. Trong tiếng gì dầm bán tán, lần đếm ngược thứ hai vang lên. Không sợ minh chủ Bạch Phong, 21 triệu lần thứ ba. Người bán đấu giá vừa mở miệng, vừa gõ chiếc búa trong tay xuống. Diệp oản oản mặt đầy hưng phấn, quá tốt rồi, điểm cống hiến vinh dự vào tay rồi. Nhưng mà, trong nháy mắt khi người chủ trì đấu giá gõ búa tuyên bố người mua được chiếc nhẫn, trong đám người tĩnh mịch dưới đài, lại đột nhiên vang lên một âm thanh không nhanh không chậm 30 triệu Xoạt 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 Tất cả mọi người đều theo bản năng thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang Muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai có dũng khí như vậy Dám cướp đồ cùng tóc húi cua ca Ngay sau đó liền nhìn thấy Người dơ thẻ bài lại là Số 09 Tu la chủ Miệng nó Tu la chủ Khó Khó trách Trong toàn bộ yến hội này Dám cướp đồ cùng không sợ minh sợ rằng cũng chỉ có mỗi mình Atula mà thôi. Đừng nói đến các khách quý ở đây kinh ngạc, Còn người Diệp Oản Oản đều đã trợn trừng sắp sát trong mắt ra ngoài, đầy tức giận nhìn lam lam người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Đệt, mắt thấy điểm cống hiến đã sắp sửa vào tay, ngờ đâu lại bị chặn ngang cướp mất. Tôi nhổ vào, anh có ý gì? Dưới sự kích động, Diệp Oản Oản trực tiếp bật thốt lên một câu chửi, lên tiếng chất vấn. Mà người đàn ông bên cạnh thần sắc thanh lãnh, vẫn là một gương mặt không cảm xúc trước sau như một, cứ như thể không hề có chuyện gì phát sinh, dĩ nhiên là đấu giá. Anh, đấu giá cái rắm hắn đây là đang muốn khiến cho nàng tức chết. Diệp oản oản cắn răng, 31 triệu. Dự tính của nàng chỉ có 20 triệu, cao hơn nữa thì cũng không có đủ tiền, giờ cũng chỉ có thể gắng gượng đu theo. Người đàn ông bên cạnh lập tức theo sát nàng, ra giá ngay, 40 triệu. Diệp oản oản cương cổ lên gần giọng 4, 10. Mốt, triệu. Tu la chủ, 50 triệu. Diệp oản oản, diệp oản oản đã sắp tức hộc máu. Nhưng mà nhịn thì lại không được, nàng nuốt không trôi cục tức này. Không thèm nhìn cậu nhóc thất tinh đáng thương ở phía sau liều mạng nhắc nhở, diệp oản oản tiếp tục 51 triệu. Tu la chủ thấy cô gái không cam lòng, vẫn luôn một mực ra giá dành với mình, ánh mắt càng lạnh 100 triệu. Diệp oản oản, người bán đấu giá dường như phát giác ra bầu không khí có mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc, nơm nớp lo sợ lên tiếng, tu la chủ ra giá 100 triệu, còn, còn có ai khác ra giá không? Diệp oản oản, nàng muốn đánh cho hắn ta một trận, ngay, tại, đây, không được, nàng nhất định phải cắn người, à không, đánh cho người nào đó một trận lên bờ xuống ruộng ngay tại đây. Diệp oản oản nghĩ như thế, và cũng thật sự làm như vậy rồi, xoẹt, một cái đứng lên, khí thế đầy hung hăng chừng mắt lường cái gã đàn ông đáng ghét ở bên cạnh, anh cố ý có phải hay không? Tất cả mọi người ở đây đều kịch 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 mà theo bản năng giật lùi về sau mấy bước. Xong đời rồi, tóc húi cua ca muốn gây chuyện rồi. Bạch Minh chủ đây là có ý gì? Chàng trai dương mắt nhìn về phía cô gái, góc độ từ trên nhìn xuống như thế này, ánh mắt đen lay lay, đôi lông mi vừa đen vừa dài của chàng trai lại càng thêm hấp dẫn, đẹp đến mê người. Trời má, Diệp Oản Oản à, loại thời điểm như thế này, còn có tâm trạng đi ngắm trai đẹp hay sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt hoán đổi sang trạng thái tức giận, "Họ! Tư, kia, ngày hôm nay!" Thế ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người thật nhanh từ phía sau chạy như bay tới, mỗi người đè lại một bên của Diệp Oản Oản. Bắt đầu, Phong Tỉ tỉnh táo một chút. "Thất Tinh, Phong Tỉ, không thể." "Phong Tỉ à, mặc dù không sợ Minh chúng ta không sợ hãi." cũng không sợ ai, nhưng... Nhưng chuyện này, thật sự không được, vẫn có chút, có chút đáng sợ, làm ơn biết sợ một chút thôi, hơi hơi kinh sợ một chút thôi, có được không? Bắt đầu nơm nấp lo sợ. Diệp oản oản, kinh sợ cái rắm nàng sắp bị cái người này chọc cho tức chết rồi. chương 1899, ai dám giành giật với ta? Kỳ tu nhiễm ung dung thản nhiên hướng về phương hướng của tu la chủ nhìn một cái. Tình huống trước mắt, anh cũng không có phương pháp giải quyết, mình không thể tự đấu giá vật phẩm của chính mình. Người bán đấu giá, 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu. Lần thứ ba, cuối cùng, chiếc nhẫn thiếp thân của kỳ hoàng, cứ như vậy được tu la chủ thu vào trong tay, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Bắt đầu đầy ám muội nhìn chằm chằm hai người, nhìn một chút. Nhìn một chút đi, tôi đã nói rồi mà, tu la chủ và kỳ hoàng đúng là một đôi. Thất Tinh, cậu im miệng đi. Phong tỷ, chúng ta phải đi." Thất Tinh hạ thấp giọng nhắc nhở. Mục đích của Diệp Oản Oản là chiếc nhẫn, hiện tại chiếc nhẫn không còn, tiếp tục lưu lại cũng không còn có ý nghĩa nữa rồi. Ai nói tôi muốn đi, không phải là còn chưa kết thúc sao?" Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, gìm cục tức nơi cổ họng xuống, đặt mông ngồi lại vị trí của mình. Trên đài, người bán đấu giá nơm nớp lo sợ tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục. Bắt đầu và thất tinh không khuyên ngăn nổi, không có cách nào chỉ có thể tiếp tục đứng túc trực ở phía sau, chờ đợi. Ánh mắt tu la chủ liếc xéo qua gò má tức giận đến đỏ bừng của cô gái, trong ánh mắt phảng phất như có một ngọn lửa giận đang hừng hực cháy, vẻ mặt anh bỗng trở nên hoảng hốt. Chợt, không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh đi, hóa thành từng luồng khí lạnh bất tận. Người quyên tặng món vật phẩm đấu giá này là Thủ lĩnh A Tu La, Tu La Chủ, quy mang xét làm bằng đá phong thủy hắc rượu thạch cực kỳ đắt tiền, mời các vị ra giá. Người bán đấu giá khẽ lau mồ hôi, tại sao lại là một nhân vật khó giải quyết như vậy? Sau khi người đấu giá dứt tiếng, trong nháy mắt hội trường vang lên một mảnh ồn ào náo động, nhất là giọng của các cô gái trẻ. Hoa hoa hoa, tu la chủ lại cũng có thể quyên tặng vật phẩm, là khuy mang xét sao, cũng coi như là vật phẩm thiếp thân đấy. Mặc dù A tu la có chút tà môn, nhưng mà tu la chủ cũng thật là quá đẹp trai quá rồi đi không sai không sai chiếc khuy mang xét này tôi muốn lấy về siêu tầm tôi cũng muốn tôi cũng muốn mọi người cạnh tranh công bằng đừng có ồn ào nữa bắt đầu bắt đầu đi trên đài người bán đấu giá tuyên bố bắt đầu đấu giá mọi người ngừng thở chuẩn bị sẵn sàng giơ thẻ bài đấu giá lên nhưng mà ngay vào lúc này trong đám người có một tấm bảng giơ lên tiếp đó là một thanh âm đầy thong thả vang lên, tôi ra giá, một đồng. Trong con người của Diệp Oản Oản còn sót lại vẻ tức giận, ánh mắt đầy lạnh lùng mang theo mấy phần sát khí đảo tới đám danh viện và phu nhân đang chuẩn bị tham gia đấu giá, dám cùng ta cướp, nếu thích thì có thể thử xem. Tất cả các cô gái nhất thời cứ y như đám con nít, đám gà con, sợ đến run lẩy bẩy. Tại sao lại là cô ta? Một đồng tiền, cô nàng Bạch Phong này điên rồi sao? Thế này và trực tiếp cướp, khác nhau chỗ nào? Đây chính là cướp trắng trợn, có được hay không? Diệp Oản Oản, xì, một tiếng, mặt đầy vẻ ta đây cướp trắng trợn đấy thì đã sao? Cắn ta sao? Sau khi Diệp Oản Oản hô giá một đồng tiền, hội trường lập tức không còn có một ai dám ra giá. Cho dù giá tiền này là thấp nhất trong lịch sử, cho dù một đồng có rơi xuống mặt đất, nhiều khi ăn mày cũng không thèm nhặt lên nữa là. Vậy mà vẫn như cũ, không có lấy một người dám đấu giá. Người bán đấu giá từ khi bắt đầu hành nghề tới nay vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện này, cảm giác như kiếp sống chuyên viên đấu giá của mình đang rơi vào trong một hồi nguy cơ chưa bao giờ có. Này, đã đến lúc nên đếm ngược rồi đi, ngón tay Diệp Oản Oản gõ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế, trong tiếng nhắc nhở mang theo ý uy hiếp. Người bán đấu giá dùng mình một cái, vội vàng đáp, vâng. Không sợ mình chủ bạch phong, một, một đồng tiền lần, thứ nhất một đồng tiền lần hai một một đồng tiền lần lần ba nói đến phần sau người bán đấu giá đã không còn dám đưa mắt nhìn về phía tu la chủ ba lần đồng ý chính mình lại có thể tuyên bố đồ vật của người ta bị dùng một đồng tiền lẻ mua lại đây quả thực là đang vả và thẳng vào mặt và khiêu khích trắng trợn ngay trước mặt mọi người a à, tu la và không sợ minh sợ là muốn khai chiến rồi đi phía sau thất tinh mặt đã không còn chút máu Hắn đều đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất, lại không ngờ rằng trên thực tế lại càng ngược tâm hơn. Chương 1900, vợ chồng son cãi nhau. Yêu nữ này, quả thật là khinh người quá đáng. Khương Viêm vô cùng phẫn nộ, không biết lần thứ mấy nói ra lời thoại giống nhau. Khích, Tiểu Hồng à, cậu nên lãnh đạm bình tĩnh một chút. Lâm Khuyết vỗ vai gã Khương Viêm đang xù lông một cái. Hai vợ chồng son nhà người ta cãi nhau người định nhắm mắt xía vào làm cái gì? Bất quá, lần này sợ là, cãi nhau đến mức hơi có chút nghiêm trọng rồi đây. Hắn chưa từng thấy cửu ca từng bị chọc tức thành ra như vậy. Diệp oản oản này, thật sự là quá có khả năng chọc tức người ta. Buổi đấu giá từ thiện năm nay có nhiều điều bất ngờ, đủ loại chuyện không tưởng xảy ra, có thể nói là chấn động lòng người. Đầu tiên là không sợ minh chủ và tu la chủ cùng đến tiếp đó là kỳ hoàng và tu la chủ không hiểu vì sao lại đi đấu giá vòng tay của tóc húi cua ca. Sau đó lại là tóc húi cua ca và tu la chủ rằng co, cướp đoạt chiếc nhẫn của kỳ hoàng. Và cuối cùng là tóc húi cua ca dùng một đồng tiền đoạt lấy chiếc khuy măng xét của tu la chủ. Mỗi một tin tức đều đã đủ làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bọn họ một giây trước vừa đưa ra suy đoán, một giây kế đã bị tình thế chuyển biến xoay ngược đánh sập giả thiết vừa rồi. Bạch Phong dùng một đồng tiền, mua, lại khuy mang xét làm bằng hát rượu thạch có giá trị không nhỏ của tu la chủ. Sau khi cướp được, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía của tu la chủ, cái mông đều có chút ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức chạy thoát thân. Bất quá, tu la chủ dù sao cũng là tu la chủ, lại có thể nén lại sự tức giận trong tình huống bị người ta vả mặt ngay trước mặt đông người như vậy. Chỉ là sắc mặt, thật sự là khiến cho người ta sợ đến phát khóc. Ta phi, thật là dọa chết người rồi mùi thuốc súng tối nay thực sự là quá đáng sợ buổi giả dạ tiệc từ thiện đang êm đang đẹp bị tóc húi cua ca phá cho nát bấy rồi cô ta quả nhiên chính là tới đập phá mà không sợ minh này lá gan cũng quá lớn rồi đầu tiên là ép giá chiếc nhẫn của kỷ hoàng đoạt lấy con mồi từ trong miệng của tam tiểu thư thẩm ra lại trực tiếp dùng cái giá đó cướp lấy chiếc khuy măng xét của tu la chủ đắc tội với toàn bộ các vị đại lão ở đây nhất là tu la chủ sát khí ngút trời rồi kìa tôi cảm thấy lần này không sợ mình tuyệt đối sẽ bị té nhào. Cũng không tự nhìn một chút, lần này người mình trêu chọc là ai. Bầu không khí toàn trường đầy căng thẳng, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chuẩn bị chạy thoát thân, không dám thở mạnh. Người duy nhất buông lỏng đại khái chỉ có Diệp Oản Oản mà thôi. Sau khi cướp đồ xong, cười khanh khách nước nhìn người đàn ông ngồi bên trái mình. Mặc dù trong lòng nàng rất không muốn thừa nhận, đoạt chiếc khuy này, một mặt là vì hả giận, cũng là bởi vì nàng ghét ánh mắt mơ ước của những nữ nhân kia, càng không cách nào nhịn được chiếc khuy mang xét này rơi vào tay của một người phụ nữ khác. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên bắt đầu đi giao vật phẩm mà mọi người mua được, Diệp Oản Oản cứ như vậy ở ngay trước mặt mọi người nói với bác đầu, trên người có tiền xu sao. Bác đầu moi bên trái, móc bên phải, thật đúng là vừa vặn móc ra được một đồng tiền xu. Diệp Oản Oản đoạt lấy, keng, một tiếng, bắn một cái, tiện tay ném cho gã nhân viên ở đối diện, sau đó cầm lấy chiếc khuy mang xét hát rượu thạch đặt trong chiếc hộp nhung đen từ trong tay nhân viên. Bác đầu ở bên cạnh Diệp Oản Oản nhỏ giọng thầm thì, phong tỷ, đệ thấy không bằng tỷ đem chiếc khuy mang xét này đưa cho kỳ hoàng. Tác thành cho kỳ hoàng và tu la chủ, liền như vậy đi. Trên chán Diệp Oản Oản khẽ nổi gân xanh, nhấc chân đạp một cước ở trên người bắt đầu. Tác thành cái em gái ngươi. Nếu không tỷ lấy chiếc khuy mang xét này làm gì chứ? Còn không bằng làm chuyện ân tình thì hơn tỷ nhìn xem, tu la chủ nhìn chằm chằm chiếc khuy măng xét trong tay tỷ, đều đã sắp tức muốn chết rồi. Bác đầu yếu ớt lên tiếng. Tôi mua về vứt vào sọt rác cho vui, không được sao. Diệp oản oản chừng cậu ta. Cơ hồ trong nháy mắt khi Diệp oản oản dứt tiếng, nhiệt độ bên trong phòng yến hội, dường như hạ xuống vài lần. Lúc này, một gã nhân viên khác cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn tu la chủ dùng 100 triệu mua được, tu la chủ đại nhân, nhẫn của ngài. Diệp Oản Oản, đệt, nhẫn của tôi, đây là giàng là nhẫn của tôi mà, hu hu. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1901, khẩu vị này cũng quá nặng rồi. Chàng trai hơi gật đầu một cái, để cho Khương Viêm trực tiếp đi quẹt thẻ tính tiền. Sau đó, đưa ngón tay thon dài nhận lấy chiếc nhẫn kia, Diệp Oản Oản chân chân nhìn chòng chọc chiếc nhẫn kia, ánh mắt hừng hực như muốn đốt cháy rụi chiếc hộp đựng nhẫn màu tím nọ. Gào, tức giận. Điểm cống hiến của ta à à à. À, kỳ tu nhiễm, anh còn chiếc nhẫn nào khác không? Diệp Oản Oản ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, cũng không thèm để ý xem sau khi nói xong câu này, sắc mặt của người nào đó khó coi đến mức nào. Kỳ tu nhiễm lắc đầu một cái, không, tôi cũng không có thói quen đeo nhẫn, đây là chiếc duy nhất. Diệp hoàn hoàn, như vậy à? Chết quất rồi. Xem ra người tuyên bố nhiệm vụ đó chính là muốn có được chiếc nhẫn này. Nếu như nàng làm giả một cái khác, xem ra không thể nào lừa người ta được. Lúc này, Thẩm Tam tiểu thư đột nhiên sải bước từ phía trước đi tới, trực tiếp đi đến trước mặt Tu La chủ. Thẩm Tam tiểu thư thoạt tiên hơi có chút ngượng ngùng nhìn kỳ tu nhiễm một cái, ngay sau đó ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia trong tay Tu La chủ. Bởi vì uy thế lấn lướt vốn có quá mạnh mẽ của chàng trai, cô khẽ dùng mình một cái, ngay sau đó lấy dũng khí lên tiếng, tu la chủ đại nhân. Chiếc nhẫn này, ngài có thể bán lại cho tôi được không? Thẩm tam tiểu thư vừa nói chuyện, vừa âm thầm suýt xoa. Qua wow, a nhìn gần mới thấy rõ được vẻ đẹp đầy nam tính của tu lưu chủ. Ai có thể nghĩ tới, cái vị tu la chủ nghe đồn có tướng mạo xấu như la sát, lại sẽ có thể đẹp trai đến như vậy. Chỉ tiếc là quá dọa người rồi, quả thực khiến cho người khác không dám đến gần. So ra, vẫn là kỳ tu nhiễm tương đối ôn nhu hơn. Tôi có thể ra giá gấp đôi, Thẩm tam tiểu thư thập phần phấn khích, bắt đầu mặc cả. Diệp oản oản cả kinh, suýt chút nữa đã tự sặc nước miếng của chính mình. Ta nhổ vào, gấp đôi, chính là 200 triệu đấy. Mở miệng ra là khoảng ngay 200 triệu. Những kẻ có tiền như thẩm ra, thật sự là quá đáng lắm lắm luôn. Thẩm tam tiểu thư nói xong, mặt lộ ra vẻ đắc ý mà nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái. Cô tin chắc rằng, trên thế giới này, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Tu la chủ sở dĩ ra tay cướp chiếc nhẫn này, 8 phần 10 là vì bất hòa với tóc húi cua ca, nên mới đối đầu với cô ta mà thôi. Mặt khác, hẳn là muốn dùng 100 triệu tiền quyên góp này để kết giao với thẩm gia đấy. Đã như vậy, cô chỉ cần dùng 200 triệu để mua lại chiếc nhẫn này từ tay tu la chủ, chỉ cần não của tu la chủ không có vấn đề, nhất định sẽ bán lại cho cô. Bên cạnh thẩm tam tiểu thư, trợ lý cũng cảm thấy phương pháp này của tam tiểu thư rất hay, cho nên cũng không hề ngăn cản cô lại. Tu la chủ, như thế nào? thẩm tam tiểu thư hỏi với một ngữ khí đầy chắc ăn. Chàng trai nghe vậy, thần sắc lãnh đạm liếc sang lường thẩm tam tiểu thư một cái, lạnh nhạt đáp không bán. thẩm tam tiểu thư, diệp oản oản, bắt đầu. Thời điểm hội trường rơi vào trong một sự yên lặng đầy quỷ dị, âm thanh của Thẩm Thiên Trần đột nhiên chen vào, ra giá một cách đầy khí thế, tôi ra giá 250 triệu. Tu La chủ, anh bán cho tôi đi. Thẩm Thiên Trần nói xong, cặp mắt sáng rỡ, hướng về Diệp Oản Oản lấy lòng, nữ thần, cô yên tâm, chỉ cần là thứ cô muốn, tôi nhất định sẽ giúp cô có được. Thẩm Tam tiểu thư giận đến dậm chân, anh, đầu óc anh bị chạm rồi phải không? Tối nay Thẩm Thiên Trần đang êm đang đẹp dùng 100 triệu mua chiếc vòng tay giỏm của tóc húi cua ca đã khiến cô cảm thấy rất khó hiểu rồi. Bây giờ còn nghe anh ta gọi tóc húi cua ca là nữ thần. Anh trai không phải là đã vừa ý tóc húi cua ca rồi đấy chứ. Quả thật là kinh sợ, khẩu vị này cũng quá nặng rồi. Thẩm Thiên Trần không hề phản ứng lại em gái, tiếp tục quấn lấy tu la chủ, không, 300 triệu. Tôi ra giá, giá 300 triệu cũng đủ rồi chứ hả? có thể nói số tiền này đã nhiều như nước rồi, sợ là tuyệt đối không có một ai có thể cự tuyệt. Ít nhất Diệp Oản Oản cảm thấy, nếu như là nàng, hẳn là sẽ bán ngay và luôn. chương 1902, Tu La Chủ và Kỳ Hoàng chỉ sợ là tình yêu đích thực. Tu La Chủ nghe vậy, hướng về thẩm thiên trần nhìn một cái, trong ánh mắt lạnh lùng băng giá kia như có một lưỡi dao làm bằng băng vĩnh cửu bắn ra khiến cho sống lưng của Thẩm Thiên Trần không khỏi run lên. Trời má, tại sao ánh mắt Tu La chủ nhìn hắn lại có thể đáng sợ đến như vậy? Là một tiểu thần tài, ai nhìn thấy hắn mà không tươi cười ha hả. Thẩm Thiên Trần nuốt nước miếng, nếu không, anh tùy ý ra giá cũng được. Tu La chủ đem chiếc nhẫn đưa cho Khương Viêm ở bên cạnh bảo quản, ngay sau đó trực tiếp xoay người rời đi, trước khi đi còn quăng lại hai chữ trầm đục u ám, "Không. Bán." Thẩm Thiên Trần, Thẩm Tam tiểu thư, Diệp Oản Oản, 300 triệu là 300 triệu đó. Diệp Oản Oản đột nhiên bắt đầu hoài nghi sâu sắc, có khi nào giữa anh ta và kỳ tu nhiễm. Mới thật sự là tình yêu, thích được. À nhầm, đích thực. Mắt thấy tu la chủ rời đi. Mắt thấy tu la chủ mang theo 10.000 điểm cống hiến vinh dự của nàng rời đi. Diệp Oản Oản tức đến mức nổ tung. Uổng công nàng còn lo lắng cho chiếc khuy mang xét của anh ta rơi vào tay người phụ nữ khác. Diệp Oản Oản chân chân nhìn bóng lưng của gã đàn ông đang mang theo điểm cống hiến của mình rời xa, khẽ nghiêng đầu nhìn sang thẩm tam tiểu thư chào hàng, tam tiểu thư, khuy mang xét này cô có muốn mua hay không? Nếu cô muốn tôi liền bán rẻ lại cho cô, giảm giá chỉ còn L00 triệu mà thôi. Âm thanh có pha chút tức giận của cô gái từ phía sau truyền tới. Sau khi nghe được nàng muốn bán đi khuy mang xét của chính mình, bước chân của tu la chủ dường như hơi dừng lại một chút, sống lưng cũng cứng đơ lại nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh, bóng người của chàng trai đã biến mất trong màn đêm đen đặc quánh. Thẩm Tam tiểu thư nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt lập tức đen lại, một đồng tiền mua vào, đòi bán ra 100 triệu. Sao cô không đi cướp luôn đi? Diệp Oản oản bĩu môi một cái, ai cần cô quản tôi mua vào với giá bao nhiêu, chiếc huy này đáng cái giá này. Thẩm Tam tiểu thư nén giận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Bạch Phong nói thật giống như cũng không hề sai chỉ là 100 triệu thôi mà, dường như mình cũng không bị thua thiệt. Huống chi tu la chủ lại còn, đẹp trai như thế. Thẩm tam tiểu thư động lòng. Thẩm tam tiểu thư ho nhẹ một tiếng trả lời, 100 triệu đúng không, được, huy mang xét này tôi muốn rồi. Nói xong liền quay sang chỗ trợ lý, giao tiền cho cô ta. Xong đưa tay ra chìa về phía Diệp Oản Oản, đưa chiếc khuy cho tôi. Bác đầu ở một bên nhìn đến chỗ mắt nghẹn học, bội phục không thôi, phong tỷ, tỷ quá trâu bỏ rồi. Một đồng tiền đổi lấy 100 triệu, đây quả thực là làm ăn siêu lợi nhuận. Nhanh đưa cho cô ta, nhanh đưa cho cô ta, bắt đầu thúc giục. Diệp oản oản đón lấy vẻ mặt đầy mong đợi của thẩm tam tiểu thư, sắc mặt vốn lãnh đạm không đếm xỉa đột nhiên lạnh xuống, 100 triệu mà đòi mua chiếc khuy này. Thẩm tam tiểu thư mơ mộng quá rồi đấy. Bạch Phong, cô có ý gì? Không có ý gì cả, bà cô đây không bán. Bạch Phong, cô, rõ ràng là cô tự mình nói muốn bán đấy. Cô đang đùa bỡn tôi sao? Thẩm tam tiểu thư thiếu chút nữa giận đến hộp máu. Diệp oản oản, đúng vậy, như thế nào? Thẩm tam tiểu thư, bắt đầu sợ ngây người, phong tỷ, tỷ điên rồi à? Tại sao không bán chứ? Đây chính là 100 triệu 100 triệu đó. Diệp oản oản lường cậu ta một cái, 100 triệu thì thế nào? Rất nhiều sao? Con miệng nó, thật đúng là thật nhiều có thể cự con mẹ nó tuyệt, cũng không hề đổi ý. Thật đúng là đồ mê trai, đều đã bị ngược thành như vậy rồi, vẫn không nỡ bỏ đi một cái khuy cài chết bằng của hắn ta. Đi rồi, về nhà. Diệp oản oản đại náo buổi tiệc từ thiện gà chó không yên, đắc tội với tất cả mọi người ở đây, cuối cùng cũng chịu đi rồi. Thất tinh đầy lo lắng theo sát ở một bên, những người khác hắn nói chung cũng không lo lắng, không đến nỗi bởi vì chút chuyện này mà dám động đến không sợ minh, nhưng còn Tu La chủ. Chuyện tối nay Phong Tỷ làm, quả thật là quá mức máu lửa rồi. Ta à, Tu La và Không Sợ Minh Vốn đã bất hòa, hiện tại không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chương 1903, thấy em thích. Sau lưng, kỳ Tu nhiễm từ bên trong phòng yến hội cất bước đi ra, trong tay khô cốt đi bên cạnh là một chiếc hộp dài hình chữ nhật. Tiểu Phong, nghe có người gọi mình, Diệp Oản oản theo bản năng dừng chân xoay người lại, Kỷ Hoàng Kỳ hoàng hướng về khô cốt ở bên cạnh nhìn một cái. Khô cốt gật đầu, nâng chiếc hộp dài kia đem đến trước mặt của Diệp Oản Oản. Đây là, Diệp Oản Oản không hiểu. Thanh đường đao này, tặng cho em, kỳ tu nhiễm mở lời. Hả, tặng cho tôi, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Ừm, thấy em thích, kỳ tu nhiễm phong khinh vân đạm đáp, cứ như thể đây là một chuyện đương nhiên. Bắt đầu và thất tinh liếc nhau một cái, nhìn thấy trong mắt nhau đều là vẻ kinh ngạc. Kỳ Hoàng làm thế này là có chuyện gì đang xảy ra? Làm sao có cảm giác thái độ của anh ta có gì đó sai sai? Hơn nữa cảm giác này đã không phải lần thứ nhất rồi. Nguyên bản không sợ Minh và Kỳ Hoàng kết thù kết oán, thề sống thề chết, hẳn là quan hệ đối lập mới đúng. Nhưng mà từ khi Phong tỷ trở lại, mâu thuẫn giữa hai bên vậy mà không hề trở nên gay gắt hơn, mà ngược lại, còn càng ngày càng gần nhau hơn. Nhưng vô luận như thế nào, Thất Tình cũng nghĩ không ra kỳ tu nhiễm vì sao lại cần phải kết giao với một tổ chức tiếng xấu rền vang như không sợ minh. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời lau mồ hôi, không được, không được, thứ này quá quý giá. Cây đao này chính là một trong những vật phẩm áp trục của buổi đấu giá tối nay, giá trị cũng lên tới 100 triệu, một con số trên trời. Bắt đầu nghe vậy trực tiếp sợ ngây người, trời má. Đây không phải là thanh đao mà hội trưởng tiền nhiệm của võ đạo liên minh công hội từng dùng qua sao. Đây là đồ siêu tầm tuyệt đỉnh mà tất cả những người luyện võ tại độc lập châu đều thiết tha mơ ước đấy. Phong tỷ, tỷ đây là đang sĩ diện gì vậy chứ? Loại thời điểm này, không phải là nên phát huy tinh thần không biết xấu hổ, mau nhanh nhanh nhận lấy sao? Làm sao lại ở trước mặt kỳ hoàng tỏ ra chính nhân quân tử, nghiêm trang đạo mạo như vậy chứ? Chính nhân quân tử cái em gái ngươi. Cầm miệng cho tôi, Diệp Oản Oản tung một cước đạp tới, ngay sau đó nhìn về phía kỳ tu nhiễm mở miệng nói, cảm ơn bất quá cây đao này quả thật quá quý giá tôi không thể nhận được rồi nàng cũng cảm thấy chính mình mỗi một lần ở trước mặt kỳ tu nhiễm không hiểu sao lại trở nên vô cùng chính nhân quân tử kỳ tu nhiễm cũng không thèm để ý nhẹ nhàng cười nói vậy em cầm đi chơi mấy ngày đến lúc đó trả lại tôi a à, như vậy à diệp oản oản nhìn chằm chằm cây đao kia có chút động lòng thời điểm vừa nãy ở phòng yến hội mới vừa nhìn thấy cây đao kia tâm thần nàng quả thực có chút bồn chồn, vừa khéo có thể mượn để nghiên cứu một chút. Lúc này, khô cốt đã tiến lên một bước, trực tiếp đặt chiếc hộp vào trong tay của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vàng cẩn thận nhận lấy, khục, vậy thì cảm ơn, tôi nhất định sẽ bảo quản cẩn thận. Không cần khách khí, kỳ tu nhiếm cười một tiếng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười thoáng lãnh đạm đi, xin lỗi, không thể nào tự đấu giá vật phẩm do mình quyên tặng, chiếc nhẫn kia, diệp oản oản nghe vậy ngọn lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng cháy lên sau khi cố gắng gằn xuống nàng cắn chặt hàm răng lên tiếng đáp không sao tôi tự có biện pháp diệp oản oản nói xong đoán chừng là sợ kỳ tu nhiễm hiểu lầm vội vàng ho nhẹ một tiếng nói bổ sung khục chuyện này anh đừng hiểu lầm nha tôi không có ý tứ gì khác tôi muốn lấy chiếc nhẫn này thực ra là vì muốn đi đến học viện xích diễm để đổi lấy không đợi diệp oản oản nói xong con người màu nhạt của kỳ tu nhiễm mang theo một chút thâm ý nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái, không có ý tứ gì khác. Đón lấy nụ cười nơi đáy mắt của kỳ tu nhiễm, Diệp Oản Oản có chút lúng túng. Coi như là Bạch Phong, giữa nàng và kỳ tu nhiễm có chút quan hệ không nói rõ được, cũng không cách nào tả rõ được. Từ góc độ của kỳ tu nhiễm, đoán chừng là sẽ không tin tưởng nàng chỉ thuần túy là vì điểm cống hiến vinh dự. Không đợi Diệp Oản Oản nghĩ xong làm sao trả lời, bắt đầu ở một bên nhất thời chen vào, không có ý tứ gì khác. Phong tỷ, tỷ gạt quỷ hả? Gân xanh trên trán Diệp Oản Oản nổi lên, bắt đầu, tôi thấy cậu gần đây hơi bị ngứa ra một chút thì phải. Bắt đầu lập tức lùi thẳng về phía sau cả mét, không có, không có. Phong tỷ, tỷ hoàn toàn không có ý tứ gì khác, tỷ chính là vì tình yêu, chính nghĩa và hòa bình thế giới. Diệp Oản Oản Trường 1904, mới vừa nói xong là không bị nam sắc mê hoặc đấy trên xe trở về trụ sở chính. Thất tinh dường như rốt cuộc suy nghĩ sáng tỏ được điều gì, phong tỷ, lời mới vừa rồi của tỷ là có ý gì. Tỷ đấu giá nhẫn của kỳ hoàng, chẳng lẽ là vì đổi lấy điểm cống hiến vinh dự của học viện xích diễm. Diệp oản oản mặt trầm như nước, đáy mắt là lửa cháy ngút trời, giống như thắng lợi trở về nhưng nửa đường lại gặp phải cường đạo, bị cướp đoạt hết sạch, gần từng chữ một, lấy được chiếc nhẫn của kỳ hoàng, nhiệm vụ cấp S, 10.000 điểm cống hiến. Ừ, sau đó, cứ như vậy mà bay mất tiêu rồi. Bắt đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra phong tỷ là vì điểm cống hiến mà thôi. Còn không phải sao, chẳng lẽ ở trong mắt các cậu, tôi là loại hôn quân chuyên làm việc không đàng hoàng, hoang dâm vô đạo, cưỡng bách trai đẹp, cả ngày bị nam sắc mê hoặc hay sao? Diệp Oản Oản tức giận nói. Xuất phát từ khát khao muốn sống mãnh liệt, vì không muốn chết, lần này bắt đầu vô cùng hiếm thấy lập tức đáp, vốn thật ra đệ đã từng cho là như vậy, nhưng hôm nay, đệ nhất định phải tự vả cho mình tỉnh lại, thoát khỏi nhận thức sai lầm trước đây về phong tỷ. Háo sắc thật ra chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc và ngụy trang bên ngoài của tỷ, trên thực tế tỷ chính là minh quân lý trí sáng suốt nhất, biết bày mưu lập kế, lấy đại cuộc làm trọng. Diệp oản oản đầy thỏa mãn đón nhận màn, nâng bi, hoàn mỹ của bắc đầu. Thế này còn tạm được. Chiếc xe bon bon chạy, vừa vặn đi ngang qua một cái sạp ven đường, trên gian hàng để rất nhiều dây đỏ thủ công mỹ nghệ được đan bằng tay. Diệp Oản Oản gọi Thất Tinh đang lái xe, "Thất Tinh, khoan khoan, dừng xe, đi xuống giúp tôi hỏi bà chủ mua một sợi dây đỏ." "Phong tỷ, tỷ muốn mua dây chuyền sao?" Thất Tinh nghe vậy hỏi. "Không phải, tôi chỉ cần một sợi dây đỏ mà thôi." Diệp Oản Oản đáp. Vâng, mặc dù Thất Tinh không biết Diệp Oản Oản muốn dây đỏ để làm cái gì, nhưng vẫn xuống xe đi mua rồi chỉ thấy sau khi thất tinh xuống xe liền đầy khách khí lễ độ nói chuyện một chút với bác gái kia, ngay sau đó rất nhanh đã leo lại lên xe. Sao rồi, mua được chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Thất tinh giơ tay lên, đem một sợi dây đỏ đưa cho Diệp Oản Oản, bà chủ tặng, không lấy tiền. Diệp Oản Oản cười híp mắt sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thất tinh, không tệ, không tệ, đúng là lợi hại. Thất tinh mấp máy môi, thân xác hơi ngượng ngùng. Bắt đầu nhất thời lầu bầu, không phải chỉ là một sợi dây thôi sao, nếu như để đệ đi xuống, để có thể lừa lấy cả một bó." Diệp Oản Oản lường cậu ta một cái. "Bất quá, Phong tỷ, tỷ để cho lão thất mua mấy sợi dây đỏ không đáng tiền này để làm cái gì?" Bắt đầu tò mò hỏi, Thất Tinh cũng là một vẻ mặt hơi ngơ ngác. Diệp Oản Oản không lên tiếng, chậm rãi đưa tay móc ra từ trong lồng ngực một chiếc hộp nhung màu đen hình thiên nga nhỏ. Bắt đầu nhìn thấy chiếc hộp nhỏ này, ánh mắt nhất thời sáng lên khuy mang xét của tu la chủ. Đây chính là 100 triệu đó. 100 triệu. Phong tỷ, tỷ rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, rốt cuộc muốn bán nó đi rồi sao? Để biết rồi, mới vừa rồi tỷ không bán cho tam tiểu thư thẩm ra, khẳng định là có thể bán cho người khác với giá cao hơn. Để cảm thấy khuy mang xét này hẳn có thể nâng giá lên, bán được 200 triệu cũng không phải là vấn đề. Phong tỷ, tỷ thật sự là quá sáng suốt rồi. Trong khi bắt đầu còn đang thao thao bất tuyệt, Diệp Oản Oản lấy chiếc khuy măng xét khắc rượu thạch này ra, lại xỏ sợi dây đỏ vào. Ngay sau đó, trực tiếp đeo ở trên cổ của mình. Như thế nào đây, đẹp mắt không, đầu ngón tay dịu dàng trắng nón của Diệp Oản Oản khẽ vuốt ve chiếc khuy măng xét này, thông thả nhíu mày hỏi. Bắt đầu, 200 triệu, có thể khó coi sao? Mới vừa nói xong là không hoang dâm vô đạo, vừa nói xong là không hôn quân, vừa nói xong không phải cả ngày bị nam sắc mê hoặc đấy cũng còn may là không đoạt được chiếc nhẫn của kỳ tu nhiễm. Nếu như lấy được, có phải là tỷ còn định trên tay mang nhẫn của kỳ hoàng, trên cổ treo khuy mang xét của tu la chủ hay không? chương 1905, đều là giành được. Giúp tôi chuyển bức thư này cho tu la chủ. Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản dặn dò bắt đầu ở bên cạnh. Thất tinh nghe vậy nhất thời chân mày giật nảy lên, mới vừa ngưng được một chút, minh chủ lại muốn làm gì bắt đầu nháy mắt một cái hả phong tỷ tỷ lại định gửi thư tình cho tu la chủ hay sao thư tình cái đầu cậu truyền lời qua nói rằng tôi muốn chiếc nhẫn kia bảo hắn tùy ý ra điều kiện diệp oản oản mở miệng nói bắt đầu lầu bầu khục để thấy phong tỷ vẫn là nên từ bỏ ý định đi thẩm đại thiếu ra ra giá 300 triệu tu la chủ cũng không chịu bán diệp oản oản chừng cậu ta bảo cậu đi thì cứ đi đi ơ ờ bắt đầu cảm thấy chính mình thật giống như đã phát hiện ra chân tướng, thật ra lớp ngụy trang vốn là điểm cống hiến mới đúng. Thứ phong tỉ muốn, hẳn là chiếc nhẫn thiếp thân của kỳ hoàng, còn không phải sao. Sau khi trở lại không sợ minh, Diệp oản oản để cho bắt đầu đi đến kho sách, tìm một chút những ghi chép về chuyện xưa tại độc lập châu. Kể từ khi biết tử vong hoa hồng từng thật sự tồn tại, Diệp oản oản liền đột nhiên cảm thấy hứng thú. Ở trong ý nghĩ trong đầu Diệp Oản Oản, tại Độc Lập Châu, không sợ Minh đã thuộc về thế lực hàng đầu, hoặc cũng coi như là hàng đầu. Mặc dù không cách nào sánh được với thế lực của Kỳ Hoàng hoặc Atula của Tu La chủ, nhưng hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Trừ những thế lực vô cùng mạnh mẽ như bọn họ ra, còn có những thứ gọi là cổ tộc của Độc Lập Châu, thậm chí còn có tổ chức được mệnh danh là người bảo vệ chính nghĩa trên mặt nổi, Võ Đạo Liên Minh Công hội. Những thế lực này, bao gồm cả Tam Đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp, Lăng, Kỳ, đơn độc lấy ra một thế lực nếu nói đánh không lại Tử vong Hoa hồng, Diệp Oản Oản hẳn là sẽ tin tưởng. Đương nhiên, thế lực chỉ mạnh về kinh tế như Thẩm gia không tính vào chiến lực. Nhưng mà, Tử vong Hoa hồng lại đã từng là ác mộng của cả Độc Lập Châu. Cho dù sau khi bị hủy diệt, vẫn là cấm kỵ của nơi này. Điều này khiến cho Diệp Oản Oản có chút không cách nào hình dung được, Tử vong Hoa hồng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại cường đại đến mức độ nào mà có thể khiến cho toàn bộ Độc Lập Châu đều hết sức kiêng kỵ nó. Phong tỷ, tỷ nghiêm túc sao? Giờ phút này, bắt đầu mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản. Nghe bắt đầu hỏi, Diệp Oản Oản lại lườm cậu ta một cái, nói nhảm. Bảo cậu đi lấy mấy cuốn sách, chẳng lẽ còn có cái gì mà nghiêm túc với cả không nghiêm túc sao? Chuyện này, bắt đầu gãi gãi cái ót, phong tỷ, chúng ta cũng không đọc sách mà. Mặc dù không sợ minh chúng ta có một kho sách lớn. Nhưng thứ để bên trong không phải là đồ trang sức và châu báu, dành, được hay sao? nào có loại đồ vật rẻ tiền như là sách chứ? Bắt đầu, cũng không thể nói như vậy được. Sách là nước thang thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, nhất là sách cổ. Đó là kiến thức và kinh nghiệm vĩ đại nhất mà người xưa lưu lại, làm sao có thể bị coi là thứ rẻ mà được cơ chứ? Một quyển sách hay, đáng giá ngàn vàng. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu, giống như một vị trưởng bối, đầy chân thành khuyên dạy. Bắt đầu mặt đầy quỷ dị, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tựa như muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái, đáp, vâng. Được rồi, bây giờ dẫn tôi đi đến kho sách nhìn những thứ vàng bạc châu báu chúng ta, dành, được đi. Diệp oản oản nhìn chằm chằm bắt đầu, mặt đầy nghiêm nghị. Bắt đầu. Không bao lâu, Diệp oản oản đi theo bắt đầu tới kho sách của không sợ minh, trước cửa còn có một số tinh anh của không sợ minh canh giữ. Minh chủ. Nhìn thấy Diệp oản oản, mấy vị tinh anh không sợ minh mặt đầy kinh ngạc. Minh chủ vốn chưa bao giờ đi đến kho sách. Ngớ ra đó làm gì, nhanh mở cửa đi. Diệp Oản Oản xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng ra lệnh. Nghe Diệp Oản Oản ra lệnh một tiếng, một vị thành viên không sợ Minh trong đám lập tức mở cửa chính kho sách ra. Kho sách lớn như vậy, hào quang lóe lên, kim cương tùy ý ném trên mặt đất hiện ra, lộng lẫy và trói mắt. Diệp Oản Oản và bắt đầu hai người tiến vào kho sách, hai người đồng thời thốt lên một tiếng kinh ngạc. Diệp Oản Oản đều là của mình. Bắt đầu, má ơi, thật chói. Trừ một số ít vàng dòng và kim cương ra, còn có rất nhiều loại châu báu hiếm thấy, thậm chí còn là thư hỏa cổ điển, kỳ chân dị bảo gì gì, muốn gì có nấy. Giờ phút này, trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên ánh sao. Thế này con miệng nó, quả thật là quá khoa trương mà. Những thứ này đều là chúng ta cướp, Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhìn về phía bắt đầu. Nghe tiếng, Bắt đầu gật đầu liên tục như gà mổ thóc đáp, "Đúng vậy Phong tỷ, phần lớn đều là chúng ta cướp. Sau khi không sợ mình chúng ta đoạt lấy, đa phần đều mang đi bán. Có một ít là vì được Phong tỷ yêu thích nên mới giữ lại, nhét vào trong kho sách." Chương 1906, lại có thể có tiền như vậy. Còn bà nó, Diệp Oản oản mặt đầy thỏa mãn, tổ chức Không Sợ Minh này đã làm chuyện táng tận lương tâm gì mà có thể cướp được nhiều tiền tài châu báu như thế. Được rồi, cậu đi đi. Diệp Oản Oản hướng về bắt đầu xua xua tay. Nghe tiếng, bắt đầu mặt đầy vẻ không tình nguyện, đi ra khỏi kho sách. Nhìn kho sách chất đầy vàng bạc châu báu, Diệp Oản Oản lần đầu tiên biết được, thì ra mình lại giàu có đến vậy. Lúc này, Diệp Oản Oản đã bắt đầu tự mình sắp xếp lại số châu báu này. Đã có nhiều bảo vật như thế, không ngại bán bớt một chút, có tiền trả cho đám lính đánh thuê đẳng cấp cao của học viện xích diếm kia, để cho bọn họ tiếp tục thay mình làm nhiệm vụ. Xem ra, để khôi phục ký ức, phải dựa vào số bảo bối này rồi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản sắp xếp lục lọi hồi lâu lại phát hiện ra, mỗi một thứ nàng đều vô cùng yêu thích, một cái cũng không muốn bán. Hơn nữa, những thứ này có thể coi như là tang vật rồi, phỏng chừng cũng không thanh lý được. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Oản Oản bỗng nhiên rơi vào trong một chiếc tủ đã được mình phân loại sắp xếp cẩn thận, bên trong có một chiếc nhẫn đang lặng yên nằm đó. Sự chú ý này không phải là bởi vì chất liệu của chiếc nhẫn này đắt tiền, vì Diệp Oản Oản cũng không nhận ra được chất liệu hay phương thức chế tác của nó. Mà chẳng qua là vì nàng cảm thấy, chiếc nhẫn này nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng đi tới bên hộp tủ, nhón chân lên, thuận tay lấy chiếc nhẫn xuống, Kiểu dáng của chiếc nhẫn này có chút cổ xưa, có màu sáng mờ. Ở mặt sau của chiếc nhẫn, còn có khắc ký hiệu của một loại thực vật không biết tên. Ồ, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày, càng cầm trong tay quan sát, lại càng phát hiện ra, chiếc nhẫn này, nhìn quen mắt vô cùng. Không bao lâu, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến, chiếc nhẫn này, không phải là chiếc nhẫn mà tư dạ hàn giao cho mình cách đây không lâu hay sao? Lúc ở Hoa Quốc, chiếc nhẫn còn bị một vị cao thủ chặn đường định cướp lấy. Vào lúc này làm sao lại mọc chân tự chạy đến kho sách rồi? Chiếc nhẫn này thành tinh rồi hay sao? Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản giơ tay phải lên, nhìn vào ngón tay của mình. Diệp Oản Oản, chiếc nhẫn mà tư giả hàn giao cho nàng vẫn còn đó, ngay trên ngón tay nàng, cũng không bị rơi mất. Chuyện gì xảy ra, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại, mặt đầy vẻ nghi hoặc làm sao lại có thể có hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Bắt đầu, Diệp Oản Oản mở miệng hô lên. Vâng vâng, tới ngay tới ngay, Phong tỉ tìm đệ hả. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa chính kho sách trong nháy mắt bị mở ra. Bắt đầu lon ton chạy vọt vào, mặt đầy vẻ háo hức mong đợi, cứ như thể một chú cún con đang đợi chủ nhân tặng cho mình một món đồ chơi ưa thích. Tôi hỏi cậu, chiếc hộp tủ này là cướp được của ai? Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu, mở miệng hỏi nghe diệp oản oản hỏi vậy bắt đầu bước nhanh về phía trước sau hồi lâu quan sát cuối cùng lắc đầu một cái không biết nữa những thứ kia chắc là do đích thân phong tỷ và đại trưởng lão gây án mấy năm trước có biết nói chuyện hay không diệp oản oản lườm bắt đầu một cái cái gì con miệng nó gọi là gây án nên nói là làm việc mới đúng gọi đại trưởng lão đến đây diệp oản oản ra lệnh vâng sau khi bắt đầu nhận được chỉ thị của Diệp Oản Oản, lập tức xoay người rời đi, trong nháy mắt đã mất tung mất ảnh. Ước chừng một phút đồng hồ sau, bắt đầu đã dẫn đại trưởng lão đi tới kho sách. Phong tỷ, đệ đã giúp tỷ gọi đại trưởng lão tới rồi này. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, cười nói. Minh chủ tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì không? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút không hiểu. Đại trưởng lão, tôi không nhớ rõ cho lắm, những thứ trong chiếc hộp tủ này, chúng ta lấy được từ nơi nào vậy? Diệp Oản Oản hỏi đại trưởng lão. chương 1907, không phải là chúng ta cướp. Hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, quả thực khiến cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Oản Oản có thể khẳng định, hai chiếc nhẫn này tuyệt đối có liên quan đến nhau. Nếu như có thể tìm ra được xuất xứ của một trong hai chiếc, có lẽ sẽ có thể lập tức biết được chiếc nhẫn trong tay mình có lai lịch và tác dụng gì. Trước đó tư Dạ Hàn từng nói, chiếc nhẫn này là nàng tự tay giao cho anh ta, cũng là đồ trang sức mà nàng coi trọng nhất. Lại thêm việc gặp phải cao thủ chặn đường định cướp đoạt tại Hoa Quốc, cho nên, Diệp Oản Oản hết sức tò mò, rốt cuộc chiếc nhẫn có tác dụng gì, và có lai lịch như thế nào. Chiếc hộp tủ này sao? Đích xác là do tôi và Minh Chủ làm. Đại trưởng lão tiến lên phía trước, nhìn chăm chăm vàng bạc châu báu, đồ cổ, ngọc ngà, trong hộp tủ, lâm vào trầm tư còn nhớ là lấy được từ nơi nào không diệp oản oản nhìn về phía đại trưởng lão hỏi thêm một lần nữa tôi và minh chủ tổng cộng từng liên thủ với nhau hai ba lần đích xác là có chút ấn tượng đại trưởng lão nhìn chằm chằm chiếc tủ như có điều suy nghĩ nói hình như là cướp từ chỗ thẩm ra thẩm ra nghe tiếng diệp oản oản thoáng sững sờ còn không đợi diệp oản oản nói gì thêm đại trưởng lão đã lắc đầu một cái không đúng lần đó đi cướp thẩm ra đều là cướp vàng thỏi diệp oản oản ồ tôi nhớ ra rồi thứ này không phải là chúng ta cướp đại trưởng lão mở miệng nói không phải là chúng ta cướp vậy thì từ đâu ra diệp oản oản hơi có chút không hiểu minh chủ cô quên rồi sao thứ này là chúng ta trộm đại trưởng lão nhìn chằm chằm diệp oản oản khẽ mỉm cười tính tới nay cũng đã mấy năm trộm trộm con bà nó làm sao tôi lại không biết, chúng ta đã từng làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Không sợ Minh từ khi nào lại không biết xấu hổ như vậy. Lại có thể làm ra loại chuyện trộm vặt móc túi này. Bắt đầu nhìn về phía đại trưởng lão và Diệp Oản Oản, mặt đầy khiếp sợ. Không sợ Minh bọn họ mặc dù không phải là loại chính đạo gì, nhưng cũng chưa bao giờ đi làm ra những loại chuyện như trộm vặt móc túi. Không đáng. Trộm vặt móc túi, nghe bắt đầu nói vậy, đại trưởng lão trợn mắt lườm bắt đầu một cái, có khả năng ngươi có hiểu lầm gì đó đối với khái niệm trộm vặt. Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về chiếc tủ được đặt ngay ngắn kia, bên trong bầy đầy vàng ngọc châu báu, đồ cổ, thư họa. Đúng là cũng không thể gọi là trộm vặt được. Bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc tủ, cũng rơi vào trong trầm mặc, một lát sau, khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên như đã hiểu ra điều gì trộm giữa ban ngày. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến bắt đầu, hướng về đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, ông còn nhớ chúng ta trộm từ nơi nào không? Nhớ, đại trưởng lão gật đầu một cái, chúng ta chỉ từng trộm một lần, chính là trộm từ chỗ nhiếp ra. Nhiếp ra, nghe câu trả lời của đại trưởng lão, thân sắc diệp oản oản đầy nghi ngờ. Tại sao bọn họ phải đi đến nhiếp ra trộm đồ? À, mà điểm được chú ý dường như không đúng lắm. Có phải nên nghi vấn là vì sao nhiếp ra lại có một chiếc nhẫn giống chiếc của nàng như đúc? Ồ, phong tỷ, chiếc nhẫn của tỷ làm sao lại biến thành hai chiếc rồi? Bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Oản Oản, sau đó lại nhìn chiếc nhẫn mà nàng đang cầm trên tay, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đại trưởng lão, ông quan sát chiếc nhẫn này một chút đi. Diệp Oản Oản đưa chiếc nhẫn nàng lấy từ trong hộp tủ cho đại trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau mở miệng nói, chiếc nhẫn này và chiếc nhẫn ở trên tay minh chủ, quả là rất giống nhau, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Ồ, Diệp Oản Oản hơi sướng sờ. Đầu tiên, chất liệu của chiếc nhẫn hoàn toàn bất đồng, căn bản là không quý hiếm bằng chiếc nhẫn mà Minh Chủ đang đeo. Tiếp đó là phương pháp chế tác, mặc dù cách chế tác của chiếc nhẫn này cũng vô cùng cầu kỳ, nhưng so với chiếc nhẫn của Minh Chủ, kém hơn ít nhất là hai cấp bậc. Lại nói ký hiệu ở đằng sau của chiếc nhẫn này, có nhiều hoa văn hơn, nếu như không nhìn kỹ, thực sự là không dễ dàng nhận ra chương 1908, quá không biết xấu hổ. Đại trưởng lão nói xong, đem chiếc nhẫn trả lại cho Diệp Oản Oản. Về chất liệu và phương thức chế tác, Diệp Oản Oản hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn ra được gì. Nhưng đường vân ở phía sau chiếc nhẫn, sau khi nghe đại trưởng lão phân tích, Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, quả thật đã phát hiện ra đúng như lời đại trưởng lão nói, có nhiều hơn mấy đường hoa văn rất mờ. Sau một hồi đặt chung hai chiếc nhẫn lại gần nhau và so sánh, đúng là đã phát hiện ra những tranh lệch vô cùng nhỏ. Nếu như, tôi đoán không lầm, đây hẳn là tử mẫu giới. Đại trưởng lão đưa ra kết luận. Tử mẫu giới, bảng chữ cái ABCD, bắt đầu mặt đầy mộng bức. Sao tử mẫu giới, dạng dạng như nhẫn cặp. Ở đây chơi chữ, nhẫn mẹ con, GMU chia tử mẫu giới, GMU và bảng chữ cái, GMU chia tử mẫu giới, GMU đọc gần tương tự nhau khiến bắt đầu hiểu lầm đại trưởng lão cũng không thèm nhìn bắt đầu lấy một cái tiếp tục giải thích với diệp oản oản cái gọi là tử mẫu giới là một loại nhẫn cặp mẫu giới nhẫn mẹ là chủ tử giới nhẫn con là phụ lấy một ví dụ giả sử như tín vật cao nhất của không sợ minh là nhẫn như vậy chiếc của minh chủ chính là mẫu giới tượng trưng cho quyền lực tối cao mà tôi thân là đại trưởng lão nếu như được minh chủ thưởng thức sẽ ban cho một chiếc tử giới điều này mang ý nghĩa toàn bộ không sợ minh trừ minh chủ ra, thân phận của tôi là cao nhất. Đại khái chính là như vậy. Bắt đầu, con bà nó, đại trưởng lão, ông thế này cũng quá không biết xấu hổ, ám chỉ trần trụi. À không, đây là đang nói công khai. Quyền lực, chiếc nhẫn, tử mẫu giới, chân mày diệp oản oản nhíu chặt lại. Nếu quả thật giống như đại trưởng lão nói, vậy, lượng tin tức mà hai chiếc nhẫn này ẩn chứa cũng có phần quá lớn rồi. Tử mẫu giới, rốt cục đại biểu cho cái gì? Nguyên chủ, ý tôi cũng không phải là nói chiếc nhẫn này đại biểu cho quyền lực gì, chẳng qua chỉ là lấy đại một ví dụ mà thôi. Đại trưởng lão giải thích. Ông xác định đúng là chúng ta trộm từ nhiếp ra. Diệp oản oản hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ vì sao lại đi ăn trộm? À không, vì sao nhiếp ra lại có một chiếc nhẫn như vậy? Chắc chắn, đại trưởng lão gật đầu bởi vì chúng ta cũng chỉ từng trộm nhiếp ra. Tất cả mọi thứ bên trong chiếc tủ này đều là trộm được của nhiếp ra. Được rồi, không sao. Diệp oản oản phất phất tay, chợt rời khỏi kho sách. Cơ hồ không có lấy một giây nghỉ ngơi, Diệp oản oản lập tức gọi điện thoại cho nhiếp vô danh, hẹn gặp nhiếp vô danh tại quán cà phê gần đó. Ước chừng hai tiếng sau, nhiếp vô danh mới vội vội vàng vàng chạy tới quán cà phê, gặp Diệp oản oản ở chỗ cũ. Ha ha, em gái ngoan, em dự định mua thuốc giải sao? Anh đã nói với em rồi, tính mạng là quan trọng nhất. Yên tâm đi, anh sẽ không đòi em thêm tiền, dù sao cũng đều là người một nhà. Nhưng em gái, mạng của em quý giá như thế, nếu như anh bán rẻ, chẳng khác nào là làm nhục em, không giữ thể diện cho em. Em cứ tùy ý đưa cho anh 100 đến 200 triệu tiền mặt là được rồi." Nhiếp Vô Danh ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, mặt đầy mong đợi. "Diệp Oản Oản, anh đang đi ăn cướp sao? 100 đến 200 triệu, chẳng thà tôi để tình cổ phát tác, toi mạng quách cho xong." không phải là vấn đề tình cổ hay thuốc giải. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, có phải là anh có chuyện gì đó đang lừa gạt tôi không? Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, nhiếp vô danh hơi sững sờ, có chút mộng bức, làm sao em biết? Quả nhiên, con người Diệp Oản Oản khẽ híp lại một cái. Mặc dù anh có đòi thẩm đại thiếu ra một chút xính lễ, nhưng anh cũng chỉ là muốn tốt cho em gái mình mà thôi. Con bà nó, thẩm đại thiếu ra mà em cũng không thèm, em muốn leo lên trời sao? nhiếp vô danh mặt đầy kích động. Diệp oản oản, anh con miệng nó dám lén sau lưng tôi nhận xính lễ. Nhiếp vô danh, cùng lắm thì anh chia cho em, anh bảy, em ba. Đừng nói nhảm, ý tôi không phải nói vấn đề này. Tôi hỏi anh, chiếc nhẫn này, rốt cuộc anh có biết hay không? Diệp oản oản cắn răng nghiến lợi, nâng bàn tay phải lên. chương 1909, có chỗ đặc thù gì? Không phải là, chuyện xính lê à, Sao không nói sớm, dọa anh hết cả hồn." Nhiếp Vô Danh cười hô hô, chợt quan sát chiếc nhẫn trong tay Diệp Oản Oản, nói: "Chiếc nhẫn này không phải là chiếc mà em đưa cho anh xem lúc trước sao?" Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu, nói: "Không sai, chính là chiếc nhẫn mà lần trước tôi đưa cho anh xem." "Còn bà nó, em không phải là vì cái này mà gọi anh tới gặp riêng đấy chứ?" Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, nửa phút của anh đây đáng giá cả trăm tệ, thời gian quý báu biết bao. Đừng nói nhảm, Diệp oản oản lườm nhiếp vô danh một cái, rốt cuộc có biết hay không? Không phải chỉ là một chiếc nhẫn sao, rốt cuộc có tác dụng gì? Anh thật sự không biết, nhiếp vô danh vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không biết, Diệp oản oản có chút hoài nghi quan sát nhiếp vô danh. Chiếc nhẫn từ trong kho sách của không sợ minh, chính là một trong những tang vật của vụ trộm đồ của nhiếp gia. Theo logic thông thường, hai chiếc nhẫn tử mẫu giới này có liên quan rất lớn với nhau nhiếp vô danh là đại thiếu gia nhiếp gia, làm sao lại không nhận ra chứ? Anh đừng có gạt tôi, tôi đang hỏi anh rất nghiêm túc. Diệp Oản Oản nói, anh nói này hữu danh muội muội, giao tình của chúng ta sâu đậm biết bao nhiêu. Một chiếc nhẫn giỏm anh lừa em để làm gì cơ chứ? Biết thì nói biết, không thì nói không, anh cũng rất nghiêm túc nói cho em, thật sự là anh không biết. Nhiếp vô danh bất đắc dĩ đáp lại. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ nhiếp vô danh, phát hiện ra nhiếp vô danh cũng không giống như đang nói dối dường như nhiếp vô danh thật sự không biết lai lịch chiếc nhẫn này em gái em cứ suốt ngày truy hỏi anh về chiếc nhẫn này để làm cái gì chẳng lẽ chiếc nhẫn này có chỗ đặc thù gì nhiếp vô danh mặt đầy hiếu kỳ đối với chuyện này diệp oản oản lắc đầu một cái nàng làm sao biết được chiếc nhẫn này có tác dụng gì nếu như là biết được nào còn cần phải đi hỏi anh ta vậy chiếc nhẫn này anh có ấn tượng hay không? Lúc này, Diệp Oản Oản lấy chiếc từ giới phát hiện được từ trong kho sách không sợ minh ra, đưa cho Nhiếp Vô Danh. "Chiếc này và chiếc nhẫn của em không phải giống nhau y chang sao?" Thần sắc Nhiếp Vô Danh hơi có chút nghi ngờ. Anh nhìn kỹ một chút, Diệp Oản Oản nói: "Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể tiếp tục quan sát, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, thật đúng là không giống nhau. Vô luận là chất liệu hay kỹ thuật chế tác, cũng không sánh được bằng chiếc nhẫn kia của em. Cách nói của nhiếp vô danh và đại trưởng lão giống nhau như đúc, Diệp Oản Oản đã biết điều này từ sớm. Đây chính là tử mẫu giới, anh hoàn toàn không có ấn tượng sao? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Tử giới, trôm, được từ chỗ nhiếp ra. Theo lý thuyết, nếu như chiếc nhẫn này khá là quan trọng, hẳn là nhiếp vô danh sẽ không thể nào không biết được mới đúng. Tử mẫu giới. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, nhiếp vô danh mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm diệp oản oản không sai chiếc trên tay tôi chính là mẫu giới chiếc anh đang cầm là tử giới diệp oản oản giải thích con bà nó em gái em đây là đang khi dễ anh trai của em không có học thức đúng không nhiếp vô danh ném thẳng chiếc nhẫn xuống bàn tử mẫu giới cái rắm không phải là tử mẫu giới thân sắc diệp oản oản hơi có chút cổ quái nhưng mà rõ ràng đại trưởng lão đã khẳng định chắc nịch đây là một đôi tử mẫu giới kia mà. Dĩ nhiên không phải tử mẫu giới rồi, đây rõ ràng là một cặp nhẫn nguyên ương đấy. Nhiếp vô danh cười lạnh, trước đây tại Hoa Quốc, anh đây kiếm ăn bằng nghề bán hàng vỉa hè, từng bán đồ trang sức, đối với mấy thứ này anh còn không dành hay sao? Diệp Oản Oản, suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu gặp gỡ nhiếp vô danh, đúng là nhiếp vô danh đang bày bán hàng vỉa hè. Nhẫn nguyên ương, thần sắc Diệp Oản Oản càng thêm nghi ngờ hàm nghĩa của tử mẫu giới, thông qua cách giải thích của đại trưởng lão, nàng đã hiểu được rõ ràng. Nhưng còn nhẫn nguyên ương là có ý gì? Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, cười khẽ một tiếng, mở miệng hỏi, vậy? Nhẫn nguyên ương là cái gì? chương 1910, nhẫn cặp của tình nhân. Nhiếp vô danh đem ly cà phê trên tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, kinh ngạc quan sát Diệp Oản Oản, con bà nó, em gái, không thể nào. Nhẫn Huyền Ương mà em cũng không biết, nhẫn Huyền Ương chính là nhẫn dành cho Huyền Ương, còn có thể có ý gì chứ? Chính là nhẫn cặp của tình nhân đấy. Nhẫn tình nhân. Diệp Oản Oản thần sắc cổ quái, chiếc nhẫn trên tay mình và chiếc nhẫn trộm được từ chỗ nhiếp ra, còn miệng nó lại là nhẫn tình nhân. Đùa hay thật vậy hả? Nếu như nói là từ mẫu giới, Diệp Oản Oản vẫn còn có thể lý giải được. Nhưng nhẫn tình nhân là cái quỷ gì? Nếu quả thật là nhẫn tình nhân, vậy Chiếc nhẫn kia là thuộc về ai? Tư giả hàn căn bản cũng không biết được ý nghĩa sâu xa của chiếc nhẫn. Chẳng lẽ là cặp nhẫn khi xưa của mình và kỳ tu nhiễm? Quá cầu huyết rồi đấy. Tư giả hàn cẩn thận từng ly từng tí bảo quản chiếc nhẫn tình nhân của mình và kỳ tu nhiễm nhiều năm như vậy. Còn coi như bảo vật, lỡ như bị tư giả hàn biết được chân tướng. Diệp oản oản không nhịn được dùng mình một cái. Biệt hiệu giấm vương châu Á cũng không phải là nói cho vui đâu nếu như tư giả hàn biết được chân tướng chiếc nhẫn này có thể là hỏa sát thân đấy không đúng đại trưởng lão không sợ minh đã nói đây là tử mẫu giới đại trưởng lão kiến thức rộng cũng coi như là người có kiến thức uyên bác nhất không sợ minh diệp oản oản lẩm bẩm trong miệng nếu như phải chọn tin tưởng một trong hai người đại trưởng lão hoặc nhiếp vô danh diệp oản oản khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng đại trưởng lão ít nhất đại trưởng lão từ tổng thể mà nói cũng tương đối đáng tin cậy đại trưởng lão của em có vợ không lúc này nhiếp vô danh nhìn về phía diệp oản oản hỏi nghe nhiếp vô danh nói như vậy diệp oản oản theo bản năng lắc đầu một cái cho tới bây giờ nàng chưa từng bao giờ nghe nói đến chuyện đại trưởng lão có vợ biết ngay mà em xem đại trưởng lão không sợ minh tại độc lập châu nổi tiếng là không vợ không con không gái gú nghe đồn từ nhỏ đến giờ chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ em nói xem thứ người như vậy dù cho học sâu hiểu rộng, kiến thức huyên bác đi chăng nữa, nhưng thứ như nhẫn huyên ương. Chuyện giữa tình nhân với nhau, ông ta biết cái búa ấy. Nhiếp vô danh mặt đầy vẻ ngạo nghễ, lại nhảy không ngừng. Nghe vậy, Diệp oản oản như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trên người nhiếp vô danh, sau khi nhìn chằm chằm chừng mấy chục giây mới trọt cho một câu, vậy. Anh có bạn gái à? Nhiếp vô danh. Khục khục, những thứ như bạn gái, có tán đổ thì đến lúc chết cũng không thể mang theo, mà thôi, nhanh cho nó vuông, không có. Nhiếp vô danh mặt đầy nghiêm túc, lắc đầu. Nhưng, mặc dù bây giờ anh không có, nhưng lúc trước có. Nhiếp vô danh nói, ồ, là con gái nhà ai mắt bị mù, Diệp oản oản trong nháy mắt nổi lên máu bát quái. Bỗng nhiên trong lúc đó, không hề có điểm báo trước, nhiếp vô danh lại rơi vào trầm mặc trong đôi mắt hiện ra thần sắc trước giờ chưa bao giờ có, như ẩn chứa nỗi cô đơn vô hạn và một nỗi niềm khó có thể nói được nên lời. Thấy vậy, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày, ông anh ruột này dường như có cố sự gì đó. Cũng là chuyện đã qua rồi, ai mà không có một thời tuổi trẻ bồng bột. Ai mà chẳng có một thời phong hoa tuyết nguyệt trăng hoa. Đừng để ý những thứ kia, anh có thể nói cho em biết, đây tuyệt đối không phải là tử mẫu giới gì gì cả. Nếu như là tử mẫu giới, anh sẽ leo lên cây ớt tự tử ngay trước mặt em. Đây là nhẫn nguyên ương, nhiếp vô danh thề son thề sắt. Chợt, nhiếp vô danh bảo diệp oản oản tháo chiếc nhẫn của mình xuống đặt chung hai chiếc nhẫn cùng một chỗ để so sánh em nhìn nha trước tiên chúng ta cùng phân tích từ chất liệu nếu như là từ mẫu giới hai chiếc nhẫn hẳn sẽ được chế tạo bởi cùng một người không có đạo lý hai chiếc nhẫn lại tranh lệch với nhau tận mấy cấp bậc thứ hai em nhìn hoa văn ở phía sau chiếc nhẫn của em ít đi mấy đường hoa văn mà chiếc nhẫn này lại có nhiều hơn mấy đường nhìn tổng thể giống như một mầm cây Trời non ám chỉ nam, hoa cỏ ám chỉ nữ. Nói chung, chiếc nhẫn mà em đang đeo là dành cho nữ. Chiếc còn lại rõ ràng có kích thước vừa với ngón tay của nam giới. Từ mẫu giới mà còn phải phân biệt ra nam nữ hay sao? Đồ ngốc, Nhiếp Vô Danh giải thích. Chương 1911, thật đúng là anh em ruột. Nghe cả nửa ngày trời, mặc dù không quá rõ ràng rốt cuộc Nhiếp Vô Danh đang nói gì, nhưng luôn cảm thấy có vẻ như cũng có đạo lý lại nói, em đã quên lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bán cho em thứ gì sao? Trên mặt của nhiếp vô danh, vẻ ngạo nghễ tự đắc kia lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Oản Oản làm sao có thể quên? Lúc ban đầu, món hàng mà nhiếp vô danh bày bán ở vỉa hè đã giúp cho nàng tỏa hào quang rực rỡ tại Thọ Yến Diệp ra. Những thứ hàng thủ công mỹ nghệ kia, tất cả đều là do anh tự tay chế tạo đấy. Là một người có chuyên môn, về phương diện này, anh đây dành như đọc 6 câu hỏi nhé đây tuyệt đối là nhẫn nguyên ương em cứ yên tâm mà tin tưởng anh đi nhiếp vô danh nói được rồi diệp oản oản vô cùng cạn lời nhưng lập luận của nhiếp vô danh đúng là không hề sai về lĩnh vực này quả thực là nhiếp vô danh so với đại trưởng lão sành sỏi hơn nhiều dù sao nhiếp vô danh có thể tự mình luyện chế ra hàng thủ công nghệ hơn nữa còn sử dụng được những thủ pháp đều đã thất con miệng nó truyền vô cùng trâu bò đây là sự thật không cách nào phản bác được bất quá theo lý thuyết mà nói, cách thức chế tạo của chiếc nhẫn nguyên ương cho nam giới này cũng không hề tầm thường chút nào. Chẳng qua là vì bị so sánh với chiếc nhẫn của em nên mới thấy kém hơn rất nhiều mà thôi. Lại nói, bởi vì xem trọng phương pháp chế tác của nó. Em gái, anh trả 100 tệ, em bán lại cho anh đi. Nhiếp vô danh cười đầy nham nhở. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm nhiếp vô danh một cái, không bán. Nhìn xem cái bộ dáng keo kiệt của em kia, thật là đáng khinh bỉ nhiếp vô danh liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản, là ai cho con hàng này dũng khí nói nàng keo kiệt vậy? Mặc dù nàng cũng rất là tiếc tiền, nhưng hẳn là so với nhiếp vô danh cũng hơi hơi khá hơn một chút đi. Thật đúng là anh em ruột. Sau khi đuổi nhiếp vô danh đi, Diệp Oản Oản lại liên lạc với kỳ tu nhiễm. Mình năm đó, dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của kỳ tu nhiễm. Nếu quả thật là nhẫn nguyên ương, vậy thì chiếc nhẫn này tuyệt đối chính là dành cho kỳ tu nhiễm. Không bao lâu, kỳ tu nhiễm đúng hẹn, đến chỗ này gặp nàng. Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười không nhìn thấu được, rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Có chuyện gì gấp à? Kỳ tu nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân. Cái này, là của anh sao? Diệp Oản Oản lấy chiếc nhẫn dành cho nam kia, thả ở bên cạnh kỳ tu nhiễm khóe mắt kỳ tu nhiễm quét qua chiếc nhẫn, chợt cười nói, làm sao lại là của anh được chứ, trước đó tại buổi đấu giá đã nói với em rồi đấy, anh chỉ đeo mỗi một chiếc nhẫn kia mà thôi. Còn không phải là đã bị tu la chủ lấy được rồi hay sao? Không phải là của anh. Thần sắc Diệp Oản Oản càng thêm kinh ngạc, chuyện này, con miệng nó, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhẫn huyền ương cho nữ là thuộc về chính mình, nhẫn huyền ương cho nam, có thể khẳng định, tuyệt đối không thuộc về tư dạ hàn bởi vì tư giả hàn căn bản không biết rõ được lai lịch và tác dụng của chiếc nhẫn. Mà hiện nay, ngay cả kỳ tu nhiễm cũng đều phủ nhận. Chẳng lẽ, chính mình con miệng nó từng đeo nhẫn nguyên ương cùng với một người khác hay sao? Vào giờ phút này, trong đầu Diệp Oản Oản hiện ra kịch bản của hàng trăm bộ phim cầu huyết nổi tiếng, nhưng nhiều nhất chỉ trong vòng mấy hơi thở đã bác bỏ toàn bộ. Chuyện này cũng không thực tế. Nếu như nhiếp vô yêu từng đeo nhẫn nguyên ương cùng nam nhân khác, chỉ sợ dư luận độc lập châu đã sớm có một phen xôn xao. Hơn nữa, nhiếp linh lung và nhiếp vô ưu giả đó, tất nhiên cũng sẽ ở bên tai kỳ tu nhiễm khích bác ly rán. Vì chuyện này cũng tương đương với trà đạp lên thể diện của anh ta. Không phải là tử mẫu giới, nhưng lại không tìm ra được chủ nhân chiếc nhẫn huyền ương cho nam kia. Vậy, anh có nhận ra hai chiếc nhẫn này không? Diệp Oản Oản đem nhẫn huyền ương đưa cho kỳ tu nhiễm. Chưa từng thấy, nhưng theo hình hoa văn và độ to nhỏ của cặp nhẫn, chắc là nhẫn nguyên ương cho tình nhân đi. Làm sao, muốn tặng cho anh sao? Trong mắt Kỳ Tu nhiễm thoáng qua một nét ôn nhu, mở miệng cười nói. "Diệp Oản Oản, hiểu lầm, hiểu lầm nặng rồi." "Chương 1912, có thể uyển chuyển chút không?" "À, thứ này không phải là của tôi." Diệp Oản Oản có chút lúng túng cười trừ. "Anh cũng chỉ đùa một chút mà thôi." Kỳ Tu nhiễm cười nhạt Trước đó Diệp Oản Oản còn nửa tin nửa ngờ đối với những gì nhiếp vô danh nói. Nhưng giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn tin rồi. Dù sao, ngay cả kỳ tu nhiễm cũng đều nói đây là nhẫn huyền ương cho tình nhân, sẽ không thể nào sai được. Lập tức, Diệp Oản Oản có chút nhức đầu, chiếc nhẫn cho nữ vốn là của mình, nhưng chiếc cho nam thì lại là của ai? Đúng là dối tinh dối mù. Tiểu Phong, chiếc nhẫn này còn có hàm nghĩa gì khác sao? Kỳ tu nhiễm thử dò hỏi. Tôi cũng không rõ ràng. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Đối với kỳ tu nhiễm, Diệp Oản Oản cũng không có bất kỳ phòng bị trong lòng nào. Chuyện này không cần thiết. Nếu như kỳ tu nhiễm muốn hại nàng, chỉ sợ nàng đã sớm, tèo, từ lâu rồi, không có khả năng còn sống đến ngày hôm nay. Tiểu Phong, chiếc nhẫn mà em đeo kia, có vẻ khá là cổ xưa, cách chế tác không giống với cận đại. Mà chiếc nhẫn còn lại, chất liệu tương đối mới, hẳn là không được chế tạo cùng một thời kỳ. Kỳ Tu nhiễm nhẹ giọng cười nói: "Ý anh nói là, cặp nhẫn này không phải là nhẫn nguyên Ương?" Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi lại. "Là nhẫn Huyền Ương, không sai." Kỳ Tu nhiễm nói, "Chỉ là có chút kỳ quái, hai chiếc nhẫn không phải là do cùng một người chế tạo, thậm chí chưa chắc là được chế tạo cùng một thời kỳ." Anh cũng nhìn không ra, loại tình huống này rất hiếm gặp. Giờ phút này, Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng chân tướng chiếc nhẫn sẽ nổi lên mặt nước, chưa từng nghĩ lại con miệng nó càng lúc chìm càng sâu xuống đáy sau khi ăn chung bữa tối cùng kỳ tu nhiễm diệp oản oản liền quay trở lại không sợ minh ném chuyện chiếc nhẫn sang một bên để mần đại bạch và bia rớt hay là trước tiên cứ để cho viện trưởng học viện xích diễm giúp mình thôi miên sâu thêm một lần nữa có lẽ có thể nhớ lại được gì đó cũng chưa biết chừng sáng sớm hôm sau diệp oản oản liền để cho bác đầu lái xe chờ mình đi đến học viện xích diễm vừa mới đến khu nhiệm vụ của học viện xích diễm mấy vị lính đánh thuê cấp cao liền cản đường đi của diệp oản oản lại lão bản rốt cuộc cô cũng quay trở lại rồi một vị lính đánh thuê cấp s trong đám nhìn chằm chằm diệp oản oản nói khoảng thời gian này vận khí của chúng tôi cũng coi như không tệ tổng cộng thu được 50.000 điểm cống hiến lính đánh thuê nghe câu này diệp oản oản nhất thời tỉnh táo hẳn ra sau khi xác nhận lại tính xác thực của điểm cống hiến diệp oản oản không nói hai lời lập tức gọi điện thoại cho nhị trưởng lão bảo nhị trưởng lão cho người đi chuyển tiền cho mấy vị lính đánh thuê cấp s này lão bản còn muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ sao mấy vị lính đánh thuê đầy hài lòng nhìn lấy số dư trong tài khoản thẻ ngân hàng của mình nụ cười trên mặt lại thêm mấy phần ân cần ha ha lão bản cô đúng là có lắm tiền trước đó chúng tôi còn tính nếu như cô trả tiền không nổi chúng tôi sẽ lập tức giết chết cô đấy một vị lính đánh thuê cấp s cao to lực lưỡng trong đám ngô nghê cười ha hả diệp oản oản có thể uyển con miệng nó chuyển một chút không đánh rắm chúng ta lúc nào lại định giết chết lão bản lão bản đừng nghe hắn nói bậy nói bạ diệp oản oản gật đầu một cái mặt đầy nụ cười kiểu tôi biết mà nói tiếp đi cuối cùng diệp oản oản lên tiếng lần này mấy người chúng tôi vận khí tốt sớm hoàn thành nhiệm vụ lão bản đây là phi vụ làm ăn lớn, hẳn là không hạn chế về thời gian đúng không? Lính đánh thuê cấp S hỏi. Không hạn chế, Diệp Oản Oản đáp. Sau khi lấy được cam kết của Diệp Oản Oản, mấy vị lính đánh thuê cấp S lại lấy danh nghĩa của Diệp Oản Oản, tiếp nhận một số lượng lớn nhiệm vụ. Mà Diệp Oản Oản sau khi tiếp nhận 50.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, lại chuẩn bị đi tìm viện trưởng nhờ tiến hành thôi miên sâu lần thứ hai đối với chính mình. Nàng nhất định phải hiểu rõ được lai lịch của chiếc nhẫn chương 1913 cũng coi như là dùng trí. Diệp Oản Oản cũng không vội vã rời khỏi khu phân phối nhiệm vụ. Trước khi trở về Hoa Quốc, nàng đã thuận tay tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt lính đánh thuê đào ngũ. Dầu gì cũng trị giá 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự đó nha. Nhất định trước tiên phải nộp nhiệm vụ này đã. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, không ít lính đánh thuê đang có mặt ở đây khẽ xì xào bàn tán. Ở trong mắt người ngoài, Diệp Oản Oản hiển nhiên trở thành tâm điểm, là người nổi bật trong số lính đánh thuê mới nhập học khóa này. Còn bà nó, đó chính là Diệp Oản Oản sao, nghe nói rất là ghê gớm, lần tỉ thí này, đoạt được vị trí quán quân, còn phá vỡ được một kỷ lục của nhiếp linh lung, thắng mấy chục trận liên tiếp. Làm trọng thương mạnh khả, còn đánh chết mạnh thiên, chính là hai vị lính đánh thuê cấp S đấy. Tôi nghe nói cô nàng Diệp Oản Oản này biết đánh túy quyền, rất lợi hại đấy. Sau khi sai liền quắc cần câu, không phân biệt lạ quen còn có mấy vị sư huynh nói, túy quyền của Diệp Oản Oản là học theo đám khỉ hoang và tinh tinh đấy. Diệp Oản Oản, học theo khỉ hoang và tinh tinh. Năng lực đồn bậy đồn bạ này, thật đúng là không thể xem thường. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới khu trải nhiệm vụ. Phía trước còn có mấy người, nên Diệp Oản Oản liền đứng xếp hàng. Sư tỷ, xin mời, xin mời, mời trải nhiệm vụ trước. Đúng đúng đúng, mời sư tỷ lên trước mấy vị lính đánh thuê cấp B nhìn thấy Diệp Oản Oản sợ hết hồn, liền vội vàng tránh đường. Tuy nói chen ngang vào hàng là hành vi không văn minh, nhưng người ta đã kiên quyết muốn nhường, mình đâu có biện pháp nào cơ chứ? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể miễn cưỡng đi lên đứng đầu hàng. Phía trước, một vị huấn luyện viên xích diếm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói: Diệp Oản Oản sao? đệ tử của cung lão, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở. Đa tạ, tôi muốn trả một nhiệm vụ, Diệp Oản Oản nói. Nói xong, Diệp Oản Oản đem ảnh chụp mấy tên lính đánh thuê đào ngũ đưa cho huấn luyện viên xích diễm. Ồ, đây là nhiệm vụ tiêu diệt lính đánh thuê đào ngũ, người hoàn thành rồi sao? Huấn luyện viên xích diễm hiếu kỳ hỏi. Vâng, Diệp Oản Oản gật đầu. Vậy, thủ cấp đâu? Huấn luyện viên xích diễm hướng về Diệp Oản Oản quan sát bốn phía, phát hiện ra Diệp Oản Oản trở về tay không? Thủ cấp, đầu lâu, Diệp oản oản mặt đầy quỷ dị. Náo ông ta bị khuyết tật gì sao? Còn con miệng nó đòi thủ cấp. Hôm nay là ngày quốc tế nói đùa sao? Vốn là những lính đánh thuê đào ngũ kia vi phạm pháp luật Hoa Quốc. Nếu như mình chặt đầu bọn họ quay trở về, vậy còn không phải là còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn sao? Lúc đó có quay trở về được hay không còn khó nói. Không có. Bất quá tôi có video làm chứng. Diệp oản oản nói xong, lấy điện thoại di động ra mở video lên. Nội dung của video chính là cảnh mấy tên lính đánh thuê đào ngũ ở Hoa Quốc, bị cảnh sát Hoa Quốc bắt giam. Chuyện này, huấn luyện viên xích diễm nhìn chằm chằm video, thần sắc đầy nghi ngờ. Đây cũng coi như là đang trả nhiệm vụ được sao? Nhiệm vụ tôi nhận chính là tiêu diệt, thế này cũng coi như là tiêu diệt tổ chức của bọn họ rồi. Tôi báo cảnh sát, Diệp Oản Oản cười nhạt. Ngươi, báo cảnh sát, huấn luyện viên xích diễm mặt đầy khiếp sợ cho tới bây giờ chưa từng bao giờ thấy cách hoàn thành nhiệm vụ như vậy, lại còn báo cảnh sát đây là đang làm gì vậy hả? quá làm mất mặt học viện xích diễm rồi đi. đúng vậy, diệp hoàn hoàn gật đầu một cái, cười nói cũng không có nói phải dùng thủ đoạn gì để hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng coi như là dùng trí. huấn luyện viên xích diễm, nguyên bản huấn luyện viên xích diễm muốn phản bác mấy câu, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, ngay cả một câu cũng không nói ra được. nhiệm vụ này thật đúng là không nói không thể dùng trí. Nhưng mà, hành vi báo cảnh sát này, từ lúc học viện Xích Diễm được thành lập cho đến nay, chưa bao giờ lại có học viên nào vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi báo cảnh sát chuyện này nếu như truyền đi. Cuối cùng, huấn luyện viên Xích Diễm không lời chống đỡ, chỉ có thể đánh dấu xác nhận, Diệp Oản Oản đã hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1914, thật sự không sợ chết. Sau khi lấy được 5.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, Diệp Oản Oản hài lòng nhanh chân rời đi, một lần nữa quay trở lại khu phân phối nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc vạn phần của mọi người, Diệp Oản Oản liên tiếp xé hai cái nhiệm vụ cấp S, còn có một nhiệm vụ cấp S Nhiệm vụ cấp S, lấy chiếc nhẫn thiếp thân của kỳ hoàng, thu được 10.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ cấp S, lấy một sợi tóc của tu la chủ, thu được 10.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ cấp S cộng, hộ tống tín vật, rất có thể sẽ bị thế lực a tu uy hiếp khai chiến thu được 20.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự con bà nó diệp oản oản điên rồi sao hai cái cấp s một cái s cộng còn con miệng nó thậm chí có liên quan đến tu la chủ và kỳ hoàng rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ gì vậy chứ đầu tiên là hai nhiệm vụ cấp s đã không cách nào hiểu được được rồi trời má lại còn nhận luôn nhiệm vụ s cộng đó hộ tống tín vật hơn nữa vô cùng có khả năng dẫn đến một trận chiến với Atula. Thế này, con miệng nó, còn không phải là đang đi chịu chết hay sao? Bất quá, trước đó tôi từng nghe nói, vị diệp oản oản này đã từng nhận lấy hai nhiệm vụ, đánh bại bác đầu và thất tinh của không sợ minh. Coi như thực lực diệp oản oản không tệ, biết cái gì mà túy quyền, lại từng vào rừng học theo khỉ hoang và tinh tinh. Nhưng đây chính là Atula đấy, nói không chừng tu la chủ đều sẽ đích thân xuất hiện chuyện này và đơn độc đánh bại bắt đầu và thất tinh là một cùng một khái niệm sao? Coi như là kỷ lục mà ban đầu nhiếp linh lung sư tỷ sáng tạo ra, cũng bất quá là ở trong thời gian một tháng, một người một ngựa hoàn thành hai cái nhiệm vụ cấp S và một cái nhiệm vụ A cộng mà thôi. Diệp Oản Oản lại muốn tạo ra kỷ lục mới, thật sự không sợ chết. Đối mặt với sự lải nhải không ngừng của mọi người chung quanh, Diệp Oản Oản không thèm để ý, sau khi tiếp nhận ba nhiệm vụ này, liền xoay người rời đi ba cái nhiệm vụ, nếu như hoàn thành, chính là 40.000 điểm cống hiến vào trong túi. Cò kè bớt một thêm hai, hẳn là cũng vừa đủ để xin viện trưởng thôi miên thêm một lần giúp mình. Bỗng nhiên cảm nhận được trí nhớ của mình, không lâu sau liền có thể khôi phục. Điểm cống hiến, dường như cũng không khó kiếm cho lắm. Sau khi rời khỏi khu phân phối nhiệm vụ, Diệp Oản Oản đầu tiên đi thăm cung lão, sau khi báo bình an với cung lão, Diệp Oản Oản dạo bước đi thẳng về hướng phòng làm việc của viện trưởng Xích Diễm. Đến phòng làm việc của viện trưởng, Diệp Oản Oản gõ cửa một cái, sau khi nhận được sự cho phép, mới nhanh chân đi vào bên trong. Viện trưởng Diệp Oản Oản nhìn vị lão giả đeo mắt kính đang phê duyệt văn kiện, ý cười đầy mặt. Tới trả nợ điểm cống hiến vinh dự rồi sao? Viện trưởng xích diễm ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững cả người. Con miệng nó, lại có thể quên bén đi mất. Chính mình còn thiếu viện trưởng xích diễm 25.000 điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự. Đúng vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, trước tiên lấy giấy tờ chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ ra, trả lại 25.000 điểm cống hiến còn thiếu cho viện trưởng xích diễm. Không tệ không tệ, lời nói đáng tin. thấy vậy, viện trưởng xích diễm hướng về phía Diệp Oản Oản, gật đầu một cái. Viện trưởng, trước đó tôi có đi Hoa Quốc, nghe nói ngài thích uống rượu tôi có mua cho ngài một ít thứ tốt từ Hoa Quốc. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, đem mấy chai rượu đặt ở trên chiếc bàn làm việc. Thấy vậy, viện trưởng xích diễm mở miệng nói, được, hiếm thấy người có tấm lòng như vậy. Lúc còn trẻ ta đã từng đi qua Hoa Quốc, rượu Hoa Quốc đúng thật là không tệ. Thấy viện trưởng tiếp nhận quà Diệp Oản Oản cười tủm tỉm nói, viện trưởng, tôi còn dư lại được 30.000 điểm cống hiến, ngài giúp tôi làm thôi miên đi, có được hay không? nghe tiếng, viện trưởng xích diễm nói, chờ ngươi góp đủ 50.000 điểm hãy quay lại. Viện trưởng, ngài chưa từng nghe qua một câu nói sao? Trả nợ đúng hạn, mượn nữa không khó. Tôi mới vừa trả cho ngài 25.000 rồi, coi như lại cho tôi nợ thêm 20.000 đi. Diệp Oản Oản cười cười. chương 1915, tôi coi trọng nhất là chữ tín. Lúc này, chân mày viện trưởng xích diễm hơi hơi nhướn lên, ở đâu ra ngon vậy? vừa mới trả xong lại nợ tiếp vậy có khác nào không trả chứ viện trưởng ngài xem rượu này của tôi và cả quà nữa ngài đều đã nhận rồi tôi mang về từ hoa quốc thật không dễ dàng diệp oản oản than thở ngươi viện trưởng xích diễm mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm diệp oản oản khó trách lại đưa rượu tặng quà lại có thể gài hàng khiến ông không cách nào từ chối được nếu như mình hôm nay không cho diệp oản oản thiếu nợ chuyện này truyền đi sẽ có người cho rằng mình chiếm tiện nghi của đám học viên. Qua bên kia nằm, 20.000 còn thiếu, trong một tháng phải trả hết. Viện trưởng Xích Diễm tức giận nói: "Khẳng định là như vậy, ngài yên tâm, tôi coi trọng nhất là chữ tín." Sau khi thấy viện trưởng Xích Diễm đáp ứng, nụ cười của Diệp Oản Oản càng nồng hơn, lập tức nằm ở trên ghế của phòng làm việc. Một lát sau, khi viện trưởng Xích Diễm phê duyệt xong tài liệu, mới đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản thực hiện thủ pháp thôi miên, giống y như đúc với lần trước. Sau khi trả lời mấy câu hỏi của viện trưởng xích diễm, bị tiết tấu thôi miên dẫn dắt, mí mắt Diệp oản oản như nặng ngàn cân. Không bao lâu, đã hoàn toàn tiến vào trong một giấc ngủ sâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tinh thần cứ như thể thoát ly khỏi thân thể. Chấm. Trong một xó xỉnh nào đó của độc lập châu, một cô gái trẻ mặc đồ chiến rộng thùng thình, toàn thân đều là máu, nằm ở ven đường. Mây đen răng đầy, nước mưa không ngừng nhỏ xuống toàn thân của cô gái đã ướt đẫm máu tươi chảy lênh láng trong đất bùn tuy hai mà một một màn nhìn thấy mà giật mình này khiến cho người ta khó mà chịu đựng nổi đối mặt với cường địch cô gái gần như không hề phản kháng không biết là bởi vì trọng thương hoặc cũng có thể là vì căn bản không nguyện ý phản kháng ngươi thật sự đáng chết một thanh âm khiến diệp oản oản cảm thấy hơi có chút quen thuộc truyền tới giờ phút này Diệp Oản Oản hướng về phía trước nhìn lại, mặt mũi của mỗi người đều như nhòe đi, không thể nhìn rõ. Nhiếp vô ưu ta muốn người chết trên tay của chính ta, dù cho người có chết vạn lần, người cũng không trả nổi tội nghiệt mà người phạm phải. Người có chết cũng không có gì đáng tiếc. Thân hình người đàn ông thoát ẩn thoát hiện, đi tới bên người Diệp Oản Oản, bàn tay trong nháy mắt siết chặt cổ họng Diệp Oản Oản. Nhưng mà, qua rất lâu, người đàn ông này lại cũng không thể giết chết được cô gái tại sao lại như vậy ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại làm như vậy nam nhân cắn răng nghiến lợi gần như cuồng loạn gầm thét là ngươi là ngươi đang phản bội nước mưa rơi vào trên mặt của cô gái nơi khóe miệng có một dòng máu đỏ tươi trào ra đôi môi cô gái khẽ nhếch lên nhắm hai mắt lại không định phát ra một thanh âm nào nói cho ta biết tại sao ngươi phải làm như vậy nam nhân tức giận hét lớn nhưng mà cô gái một chữ cũng không nói được không nói có đúng không cũng không quan trọng ta sẽ đích thân giết ngươi sau đó sẽ cùng ngươi lên đường chuyện ta có thể làm cũng chỉ có vậy mà thôi người đàn ông khẽ mỉm cười sự rằng co trong ánh mắt hóa thành tàn nhẫn và dứt khoát chỉ bất quá đợi đã lâu hắn ta vẫn như cũng không thể xuống tay nhiều nhất chỉ trong thời gian mấy hơi thở hắn ta cắn răng ném cô gái xuống mặt đất hướng về một ông lão ở phía sau ra lệnh kim trưởng lão ông lên đi giết nàng. Từ trong đám người đông nghịt, một lão già tiến lên, trong tay lão ta cầm một con dao găm, mà người đàn ông nọ lại quay vào bên trong xe. Cuối cùng, dao găm trong tay của lão già nhắm thẳng vào lồng ngực của cô gái mà đâm tới. Nhưng con dao găm chưa kịp đâm xuống, hình ảnh bỗng nhiên chuyển cảnh. Một thân ảnh màu đen nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt đã đi tới bên người cô gái, con người băng lãnh dường như muốn làm cho vạn vật đóng băng cả người anh ta cứ như thể hòa vào làm một cùng với màn đêm đen kịt. Trường 1916, hai đoạn ký ức. Cũng không kịp nhìn thấy anh ta dùng động tác như thế nào, lão già đã bị dính một cước đá văng ra sau mười mấy mét, nặng nề rơi trên mặt đất. Ánh mắt của nam nhân, chậm rãi rơi vào trên người cô gái, bình tĩnh không lay động. Bên trong ánh mắt lạnh giá thấu xương ấy, ẩn chứa một sự đau lòng xót xa không diễn tả được bằng lời. Đau không, rất nhanh anh ta ngồi xổm người xuống ôn nhu ôm chặt cô gái vào trong ngực anh tại sao lại tới đây rồi cô gái mở hai mắt ra yếu ớt nhìn về phía người đàn ông đẹp như thiên sứ hạ phàm này lo lắng cho em nam nhân chậm rãi mở miệng đáp chỉ có một mình anh sao cô gái nhìn chằm chằm chàng trai một mình anh đủ rồi người đàn ông mặt không đổi sắc đáp anh đi đi đừng để ý đến em không có liên quan đến anh trên mặt của cô gái, không phân rõ được là nước mắt hay nước mưa. Đừng nói nữa, chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái, để cô tựa vào trong lồng ngực của mình. Rất nhanh, ánh mắt lạnh giá thấu xương của anh ta, nhìn về phía đám người đông nghịt phía trước. Trong thanh âm, phảng phất như ẩn chứa tiếng sấm rền trong một khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước ngày tận thế. Bên trong đó là một sự đè nén đến cực hạn, như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Phó đạo liên minh công hội sao? từ nay về sau tại độc lập châu phó đạo liên minh công hội nhất định phải diệt vong ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng vạn năm của chàng trai khiến cho người ta sợ hãi đoạn trí nhớ này còn được tính như là đầy đủ đến nơi này bỗng nhiên dừng lại tiếp đó cảnh tượng lại một lần nữa nhảy chuyển hoa quốc tư gia chàng trai dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc cho cô gái mỗi một phút mỗi một giây đều chưa từng rời đi cô gái thường xuyên ngồi ở ngoài trời không nói tiếng nào cự tuyệt thức ăn nước uống mà chàng trai chỉ có thể dùng phương pháp ép buộc giúp cho cô ăn uống để duy trì sinh mạng tại độc lập châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chàng trai nhìn cô gái mở miệng hỏi nhưng mà cô gái lại tựa hồ như cố ý muốn lảng tránh vấn đề này tư giả hàn giúp em một chuyện có được không một ngày nào đó cô gái bỗng nói với chàng trai Giúp em xóa sạch tất cả các ký ức của mình, cô gái nhỏ đưa ra một yêu cầu khó hiểu. Không thể nào, chàng trai cự tuyệt như chém đinh chặt sắt. Phải không, cho dù là em có chết đi. Trên mặt cô gái hiện ra vẻ tuyệt vọng. Những lời này vừa dứt, trên mặt chàng trai hiện ra một vẻ trầm mặc. Một khắc cuối cùng trước khi tiến vào phòng giải phẫu, cô gái lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho chàng trai Tư Dạ Hàn. Đây là một chiếc nhẫn mà em trân quý nhất, giúp em có được không? nam nhân nhận lấy chiếc nhẫn quan sát chốc lát giúp gì cô gái khẽ mỉm cười lắc đầu một cái anh không cần biết giữ lấy nó giấu đi cứ như thể trong một chớp mắt này đã hơn chục năm trôi qua vậy bên trong phòng làm việc của viện trưởng diệp oản oản bỗng nhiên mở hai mắt ra cả người bật thẳng dậy như là một phản xạ có điều kiện ho sặc sụa như bị sặc nước hít thở sâu một bên viện trưởng xích diễm hướng về diệp oản oản nói dựa theo chỉ thị của viện trưởng xích diễm lúc này diệp oản oản mới dần dần chuyển biến tốt tình hình hiện nay của ngươi quay trở lại hai lần nữa hẳn là cũng không sai biệt nhiều trở về nghỉ ngơi đi viện trưởng xích diễm lần nữa quay trở lại bàn làm việc tiếp tục phê duyệt giấy tờ diệp oản oản giống như xác chết biết đi vậy rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng đầu nhức ong ong lần thôi miên phục hồi trí nhớ này trí nhớ đã không còn là những mảnh vỡ nữa mà là hai đoạn ký ức tương đối đầy đủ. Mà nàng lại giống như một người ngoài, đứng xem một bộ phim kể về cuộc đời của mình. Phó đạo liên minh công hội, người đàn ông không thấy rõ được khuôn mặt. Gã kim trưởng lão muốn dùng dao găm đâm chết cô gái nọ. Còn có, tư giả hàn. Hết thảy mọi chuyện, phảng phất như trong nháy mắt này được sâu chuỗi lại, khiến cho người ta xem mà giật nảy cả mình. Cô gái kia, Diệp Oản Oản có thể khẳng định, chính là mình năm đó, nhị tiểu thư nhiếp ra. Nhiếp Vô Ưu. Chương 1917, một kịch bản siêu máu chó. Giờ phút này, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản hơi có chút hỗn loạn. Lần này, viện trưởng xích giếm giúp nàng Thôi Miên, lượng tin tức thu được thật sự là rất nhiều. Mà trừ hai đoạn trí nhớ đầy đủ kia ra, trong số đó còn có những mẫu ký ức tương đối lẻ tẻ, rời rạc. Tỷ như, quá trình Nhiếp Vô Ưu nhặt Nhiếp Linh Lung về, thậm chí còn có những chi tiết hiểu như trong một tình huống nguy hiểm nào đó mình đã từng phải đối mặt với chó sói chỉ chốc lát sau diệp oản oản đi tới quán cà phê mà thẩm đại công tử mở tại học viện xích diễm nhìn thấy diệp oản oản mấy vị nhân viên phục vụ của tiệm cà phê hiển nhiên có chút sợ hãi sau khi vội vội vàng vàng mang lên cho diệp oản oản một ly cà phê vội vàng tránh ra xa xa dựa vào trên ghế salon dòng suy nghĩ của diệp oản oản dần dần bắt đầu rõ ràng hơn thông qua ký ức lần này Tư Dạ Hàn rốt cuộc không còn cách nào che giấu được nữa. Dù cho anh ta vẫn luôn không chịu thừa nhận thân phận của mình, hiện tại không công tự phá. Từ lúc ban đầu, mục đích mà Diệp Oản Oản đi tới Độc Lập Châu, không chỉ vẻn vẹn là vì muốn tìm ra được Tư Dạ Hàn, mà còn là vì muốn giải quyết nỗi oán hận kìm nén bấy lâu trong lòng. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải nổi, vì sao Tư Dạ Hàn lại phải làm như thế, vì sao lại tiêu trừ trí nhớ thuộc về mình? khiến cho nàng trở thành một người không hề liên quan đến mình, Diệp, Oản, Oản. Thậm chí, Diệp Oản Oản từng có lúc cho rằng người con gái mà Tư giả Hàn yêu có lẽ nào là cái người mang tên Diệp Oản Oản chân chính vốn đã chết đi kia, mà nàng cùng lắm chỉ là một thế thân của Diệp Oản Oản mà thôi. Nhưng thông qua ký ức được khôi phục nhờ vào tài thôi miên của viện trưởng Xích Diễm lần này, Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới việc thanh tẩy ký ức thậm chí trở thành người khác, rõ ràng đều là do chính mình yêu cầu. Quả thật là khiến cho Diệp Oản hoàn không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng nổi. Năm đó, thời điểm khi chính mình vẫn còn là nhiếp vô yêu, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì? Sau khi tư giả hàn mang nhiếp vô yêu đi đến Hoa Quốc, nhiếp vô yêu giống như một xác chết biết đi, thậm chí không tiếc tự hủy hoại bản thân, lại còn dùng cái chết để uy hiếp tư giả hàn, ép buộc anh phải thanh trừ trí nhớ của nàng. Còn miệng nó, sớm biết tìm lại ký ức phiền toái như vậy, tất nhiên năm đó mình đã không làm chuyện đó rồi. Bây giờ, càng làm cho Diệp Oản Oản kinh ngạc chính là, thời điểm viện trưởng xích diễm giúp mình thôi miên, thay vì nói là mình khôi phục ký ức, chẳng bằng nói, là ký ức hóa thành một bộ phim, được trình chiếu ở trong đầu nàng thêm một lần nữa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mặc dù không giống trải nghiệm của mình, nhưng lại khiến mình cảm động lây. Thông qua lần thôi miên này, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng nhớ lại cái vị kim trưởng lão kia của Võ Đạo Liên Minh công hội. Chẳng trách ban đầu khi mình gặp lão ta liền cảm thấy có chút không thoải mái, thì ra là vì mình từng suýt chút nữa đã chết ở trong tay của lão ta. Mà trừ kim trưởng lão ra, gã đàn ông không thấy rõ mặt đó, đến tột cùng là ai, vì sao phải đưa mình vào chỗ chết? Hơn nữa, từ trên tin tức thôi miên mà phân tích, người đàn ông kia dường như cũng không quá hy vọng chính mình chết đi. Nhưng sự căm ghét trong mắt hắn ta mãi đến giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn không thể nào quên được. Là một loại hận ý ngút trời, khiến cho người ta giận cả tóc gáy. Trừ chuyện đó ra, hắn ta luôn miệng nói, chính mình phản bội hắn. Chẳng lẽ, trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản xuất hiện một kịch bản siêu máu chó. Bất quá, suy tính cẩn thận, có lẽ không mấy hợp lý. Còn có một chuyện, khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn khi tư giả hàn ôm lấy nhiếp vô ưu bị trọng thương, lại gọi nàng là Tiểu Phong. Diệp Oản Oản có ngu mấy cũng biết, Tiểu Phong trong miệng tư giả hàn là ai. Tiểu Phong, Bạch Phong. Chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại, chẳng lẽ nói, nhiếp vô ưu chính là Bạch Phong, Bạch Phong chính là nhiếp vô ưu Hai người này, căn bản chính là một người. Suy nghĩ kỹ một chút, ai mà chả biết, kỳ tu nhiễm và nhiếp vô ưu của nhiếp ra có hôn ước. Nhưng bây giờ, đối tượng có hôn ước cùng anh ta, lại trở thành chính mình. chương 1918, đây là muốn lên trời. Chẳng lẽ nói, là nhiếp vô yêu sáng lập ra không sợ minh, cũng dùng tên giả Bạch Phong. Chuyện này, ngay cả tư giả Hàn cũng đều không rõ ràng. Diệp oản oản lẩm bẩm trong miệng. Nếu đã là như vậy, vậy thì có thể nói xuôi được rồi. Hết thảy mọi chuyện đều có thể được giải thích một cách hoàn mỹ không sợ minh tại sao lại nhận nhầm mình thành không sợ minh chủ. Là bởi vì, chính mình ngoại trừ là nhiếp vô yêu ra, còn có một tầng thân phận khác, không sợ minh chủ, bạch phong. Nàng đóng giả làm tóc húi cua ca lâu như vậy, ngờ đâu lại chính là nàng. Tất nhiên, chân tướng chuyện này như thế nào, Diệp Oản Oản còn phải đi xác nhận lại với kỳ tu nhiễm. Không bao lâu, Diệp Oản Oản xoay người rời khỏi học viện xích diễm. Thông qua lần thôi miên này, mặc dù còn chưa tuy ra được rõ ràng lại lịch và ý nghĩa của chiếc nhẫn, nhưng ít nhất có điểm đột phá. Phó đạo liên minh công hội, Kim trưởng lão. Lúc xế chiều, Diệp Oản Oản về tới không sợ minh. Vừa về không sợ minh, Diệp Oản Oản lập tức triệu tập thất tinh và bắt đầu, còn có đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão. Con bà nó, phong tỷ, làm sao tỷ lại trở về nhanh như vậy? Không phải là mới vừa trở về học viện xích diếm vào buổi sáng sao? bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc hiếu kỳ. Không chỉ như vậy, Diệp Oản Oản vô cùng gấp gáp chạy về, còn lập tức gọi bọn họ đến phòng họp. Có cần thiết phải nghiêm túc như vậy không? Nghiêm túc một chút, Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Vâng, bắt đầu gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Phong tỷ, có dặn dò gì sao? Thất tinh nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đáp tôi chuẩn bị trói một người. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Minh chủ không sợ Minh muốn trói một người, không phải là chuyện rất bình thường sao? Phong tỷ, chỉ là chút chuyện này thôi sao? Chỉ là trói một người, còn cần phải rầm rộ khí thế như vậy sao? Phong tỷ, trói ai, để một mình đệ đi là đủ rồi. Bắt đầu cười tâu tuét chém gió. Kim trưởng lão, Diệp Oản Oản có sao đáp vậy? Kim trưởng lão, Mấy người ở đây chố mắt nhìn nhau, thân sắc từng người đều thoáng qua một chút nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, cũng không liên tưởng đến kim trưởng lão của võ đạo liên minh công hội. Kim trưởng lão nào, bắt đầu theo bản năng mở miệng hỏi. Võ đạo liên minh công hội, lần trước không phải là đã tới không sợ minh đàm phán sao? Chính là cái tên kim trưởng lão đó. Diệp Oản Oản đáp. Diệp Oản Oản rước tiếng, bắt đầu và tam trưởng lão chẳng khác nào gặp ma. Võ đạo liên minh công hội, Minh chủ không sợ minh bọn họ, đang muốn leo lên trời sao. Ngày trước trộm đồ của nhiếp gia, cướp tiền tài của thẩm gia, vậy thì cũng liền thôi đi, dù sao đó cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Lần này thì hay rồi, trực tiếp muốn trói trưởng lão của võ đạo liên minh công hội. Phong tỷ, tỷ xác định là không hề nói đùa sao. Bắt đầu có chút khó tin. Võ đạo liên minh công hội là khái niệm gì? Đừng nói là không sợ minh bọn họ, coi như là loại thế lực châu bò của kỳ hoàng và tu la chủ, cũng không cách nào sánh bằng. Gây chuyện với võ đạo liên minh công hội, chính là châu chấu đá xe, tự chịu diệt phong. Minh chủ, nhất định phải nghĩ lại, võ đạo liên minh công hội. Không dễ trêu chọc, tam trưởng lão vội vàng hướng về diệp oản oản can gián. Đây cũng không phải nói là không sợ minh bọn họ sợ phiền phức. Nhưng biết rõ núi có hổ, còn hết lần này tới lần khác muốn đưa dê vào miệng cọp, vậy thì có chút hơi, ngu. Tôi đã nghĩ kỹ, Diệp Oản Oản cười nói. Giờ phút này, bác đầu mặt đầy mộng bức hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên, phong tỷ, tỷ thật châu bò, đúng là thật sự bành trướng rồi. Độc lập châu đều biết, không sợ minh không sợ hãi, không có một con hàng tồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không sợ chết là không sợ chết, nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tự đi tìm chết cả chương 1919, tôi sợ. Động đến một vị trưởng lão võ đạo liên minh công hội, vậy thì phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đợi võ đạo liên minh công hội tuyên chiến. Đừng nói là bọn họ, coi như cộng thêm thế lực của Tu La Chủ và Kỳ Hoàng cùng đi, cũng không nhất định đủ để cho người ta treo lên đánh. Minh Chủ, tôi cảm thấy, chuyện này, không thích hợp quyết định qua loa. Võ đạo liên minh công hội, quả thực không phải là thứ mà không sợ Minh chúng ta có thể trêu chọc nổi. Đại trưởng lão nãy giờ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên lên tiếng, nói với Diệp Oản Oản. Ai nói với các người, là sẽ quang minh chính đại trói kim trưởng lão rồi hả? Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn mọi người một vòng. Trong lòng Diệp Oản Oản đương nhiên hiểu rõ ràng, nếu như là trắng trợn gây chuyện, đó là thuần túy chán sống, muốn sớm ngày đi đầu thai. Nhưng, ai nói bọn họ muốn trắng trợn trói đi trưởng lão của võ đạo liên minh công hội? Ném đá dấu tay, chùm bao bố, đánh hội đồng có được hay không. Mấy thứ này không sợ minh bọn họ có, nghiệp vụ hơi bị cứng. Phong tỷ có ý tứ là âm thầm tiến hành, thất tinh như có điều suy nghĩ. Không sai, Diệp Oản Oản gật đầu, lần này đối tượng chúng ta nhằm vào, chẳng qua chỉ vẻn vẹn là kim trưởng lão, cũng không phải là toàn bộ võ đạo liên minh công hội. Tìm một cơ hội, thừa dịp trời tối trăng mờ, chúng ta lặng lẽ trùm mền kim trưởng lão, rồi lấy gậy đập hội đồng hắn ta một trận, như vậy là được rồi hình ảnh này rất có cảm giác nha. Bắt đầu sờ lên cầm, mở miệng nói. Nếu như minh chủ đã xác định, vậy thì chuyện này tốt nhất chỉ có 5 người chúng ta biết. Nếu không, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Đại trưởng lão cẩn thận nói. Sợ cái gì, không phải chỉ là một cái võ đạo liên minh công hội thôi sao? Tiết lộ ra ngoài thì đã sao? Nếu phong tỷ không sợ, để cũng không sợ. Bắt đầu cười lạnh. Nghe bắt đầu nói vậy, ánh mắt diệp oản oản rơi vào trên người bắt đầu tôi sợ bắt đầu hồi lâu sau diệp oản oản giao phó chuyện này can hệ trọng đại chỉ cho phép thành công không được thất bại đại trưởng lão ông đi trước điều tra một chút về thói quen sinh hoạt bình thường của kim trưởng lão mỗi lần ra ngoài mang bao nhiêu người thích đi chỗ nào đã hiểu đại trưởng lão nói xong đứng dậy rời đi chỉ cần có thể thuận lợi trói được kim trưởng lão vậy thì hết thảy đều dễ nói Diệp Oản Oản tin tưởng, hết thầy tất cả, đều sẽ nhanh chóng lộ ra rõ rõ ràng ràng. Chưa chắc cần phải đợi mình hoàn thành hai lần thôi miên nữa. Đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng không hỏi mục đích của Diệp Oản Oản là cái gì. Chỉ cần là chuyện minh chủ quyết định, bọn họ chỉ cần làm theo là được. Nếu như có chuyện nhất định phải nói cho bọn họ biết, minh chủ tự nhiên sẽ nói. Nếu như minh chủ không nói, bọn họ cũng không cần phải đi đánh vỡ nồi đất, truy hỏi đến cùng. Thẳng đến trạng vạng, đại trưởng lão lúc này mới về đến không sợ Minh, cũng không thông báo, đi thẳng tới phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Minh chủ, đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thế nào, Diệp Oản Oản hướng về đại trưởng lão hỏi. Đã điều tra rõ ràng. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, cái gã kim trưởng lão của võ đạo liên minh công hội kia, tối nay lái xe đi đến khu đông, giúp võ đạo liên minh vận chuyển hàng hóa đến một chi nhánh, ước chừng có hai người đi theo đúng là tin tốt, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, đây đúng là một cơ hội tốt. Rất nhanh, đám người tam trưởng lão cũng đều đi tới phòng làm việc, từ trong miệng đại trưởng lão nghe được tin tức mà ông ta dò hỏi ra. Minh chủ, mấy năm nay, võ đạo liên minh công hội căn bản cũng không cần phải cẩn thận làm gì, vì nắm giữ thế chuyên quyền độc đoán tại đây. Cho nên, khi vận chuyển tài nguyên, hàng hóa cũng không hề có phòng bị gì. Toàn bộ độc lập châu, căn bản không có bất kỳ thế lực nào dám đi gây sự với võ đạo liên minh công hội. Bây giờ bọn họ lơ là bất cần, chính là cơ hội tốt để ra tay. Tam trưởng lão cũng bắt đầu phân tích. Chương 1920, hiểu lầm to rồi. Công lao này cũng không thể để cho đại trưởng lão chiếm lấy toàn bộ. Chờ một chút, chỉ mấy người chúng ta không đủ để bảo đảm thành công. Có cần mang thêm một vài người nữa hay không? Bởi vì nhiều người sẽ có nhiều nhân lực hơn, dễ làm nên chuyện. Bắc Đầu lập tức phân tích, cần nhiều người như vậy để làm cái gì, dễ dàng bứt dây động rừng. Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đầu, nghe tiếng, Bắc Đầu lắc đầu một cái, chính là bởi vì kéo bè đánh hội đồng, phải đủ đông mới đủ để đánh cho bọn chúng run lẩy bẩy. Diệp Oản Oản liếc nhìn Bắc Đầu một cái, tựa hồ có bộ dáng rất có đạo lý. Dù sao, Kim trưởng lão rốt cuộc mang theo bao nhiêu người? cũng không thể nào nắm chắc được. Lỡ như hắn ta mang theo nhiều người thì sao đây? Bọn họ nhất định phải nghiền ép, trong nháy mắt bắt lấy Kim trưởng lão mới được. Một khi lâm vào tình huống dây dưa thời gian dài, võ đạo liên minh công hội tất nhiên có thể nhận được tin tức, hậu quả khó mà lường được. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, dẫn theo cao thủ tuyệt đối đáng tin cậy trong liên minh cùng đi. Sau hồi lâu suy nghĩ, lúc này Diệp Oản Oản mới đưa ra quyết định. Vâng. Đại trưởng lão và tam trưởng lão đồng thời gật đầu một cái. Rất nhanh, bên trong phòng làm việc, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có một số đường chủ, ước chừng 7-8 người, toàn bộ đều có mặt. Không sợ minh, tổng cộng có 7 vị trưởng lão, 14 vị đường chủ, 72 đà khẩu. Nhưng, chuyện tối nay làm, quá mức trọng đại, không cần phải mang quá nhiều người, chỉ cần xác định đủ để nghiền ép đối phương là được rồi. Một khi quá nhiều người, sẽ dễ phát sinh những rắc rối không đáng có sau khi biết được ngọn nguồn từ trong miệng đại trưởng lão mấy vị trưởng lão và đường chủ đầu tiên là hơi kinh hãi chợt lại chuyển sang trạng thái có chút chờ mong quả thực không sợ minh lặn sâu cũng đã quá lâu mà sau khi minh chủ trở lại không sợ minh vẫn khá là im hơi kín tiếng ít làm ra phi vụ làm ăn lớn gì ha 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 quả nhiên là phong cách của minh chủ ngài tôi còn đang suy nghĩ làm sao minh chủ mãi mà vẫn không có hành động gì nguyên lai là chủ tính cho phi vụ lớn lần này tứ trưởng lão cười nói diệp oản oản hiểu lầm to rồi vốn là tôi còn muốn để cho tiểu tử thúi phó minh hy kia đi theo để học hỏi thêm kiến thức nhưng lần này vẫn là thôi đi dù sao mục tiêu vẫn là tài nguyên được võ đạo liên minh công hội hộ tống chật chật cái kia hẳn không phải là một con số nhỏ trong mắt nhị trưởng lão hiện ra một chút tham luyến cạn lời diệp Hoàn Hoàn rất là cạn lời cái tên nhị trưởng lão này ông chủ của công ty tinh thần đã coi như là siêu đại gia rồi đi lại còn tham như thế hơn nữa lần này thật sự là nàng chỉ dự định trói kim trưởng lão không có ý định cướp tài nguyên của võ đạo liên minh đấy có phải là có hiểu lầm gì đó hay không hàng hóa và tài nguyên của võ đạo liên minh minh chủ thật là biết chọn mục tiêu lớn mấy vị đường chủ mặt đầy hưng phấn hướng về diệp oản oản giơ ngón tay cái lên ca ngợi diệp oản oản thôi vậy đi ai hiểu lầm gì cứ hiểu lầm đi các vị nhất định phải nhớ kỹ chuyện đêm nay tuyệt đối không được khoe khoang đối với người bên ngoài chỉ có mấy người chúng ta biết là được biết chưa diệp oản oản hướng về mọi người dặn dò nghe diệp oản oản nói đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão ngũ trưởng lão còn có mấy vị đường chủ cảm động rơi nước mắt vui mừng đây là sự tín nhiệm của minh chủ đối với bọn họ đấy minh chủ chỉ gọi bọn họ tới đủ để chứng minh ở bên trong không sợ minh những người được minh chủ tín nhiệm nhất chính là bọn họ minh chủ yên tâm chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút nào mọi người đồng thanh đáp chăm miệng một lời được diệp oản oản gật đầu sau khi từ trong miệng đại trưởng lão biết được thời gian và đường đi đại trưởng lão chuẩn bị một chiếc xe mvp gia đình Mọi người ngồi vào trong xe, nương theo ánh trăng, biến mất ở trên quốc lộ. Ước chừng nửa giờ sau, ở một nơi yên tĩnh, cũng là con đường phải đi qua nếu muốn đến khu đông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1920.